MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Thiên Kiêu tập 147. 3 tháng. Đối Lâm Tầm Bản Tôn mà nói, tựa như trong nháy mắt liền qua. Mà tại Tử Cấm Thành, thời gian 3 tháng, đã phát sinh quá nhiều chuyện. Những chuyện này, đều là cùng Nguyên Thủy Đạo Tông thành lập có quan hệ. Theo thiên hạ các nơi đến đây bái sư quá nhiều người, đệ tử cấm thành trong một đoạn thời gian này, cũng là náo nhiệt lên chưa từng có. Đồng thời, Lâm Trung, Triệu Thái Lai bọn hắn những trưởng lão này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nguyên Thủy Đạo Tông mới vừa vặn thành lập, hết thảy quy tắc điều lệ còn tại từng bước hoàn thiện. Sớm đã tuyên bố, gần đây, sẽ không đối ngoại chiêu nạp môn đồ, nhưng dù cho như thế, đến đây bái sư vẫn như cũ nối liền không dứt. Những người bái sư này, tựa hồ vì chính mình nghị lực cùng quyết tâm, cho dù bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng như cũng không chịu rời đi. Mỗi ngày mỗi đêm đứng yên tại Tẩy Tâm Phong phụ cận, rõ ràng là không có ý định dễ dàng từ bỏ. Đến mức ngắn ngủi 3 tháng, Tẩy Tâm Phong phụ cận đã là kín người hết chỗ. Thậm chí, phụ cận giá phòng cùng giá đất đều vì điều này tăng vọt mấy chục lần. Cuối cùng, Nguyên Thủy Đạo Tông một đám cao tầng thương nghị, quyết định tại một năm về sau, tổ chức một trận thu nhận môn đồ khảo hạch đại điển. Đến lúc đó, vô luận xuất thân tôn ti, phàm là thông qua khảo hạch 100 người đứng đầu, đều có thể trở thành Nguyên Thủy Đạo Tông nhóm đầu tiên ngoại môn đệ tử. Tuy là ngoại môn đệ tử, tuy chỉ có 100 cái danh ngạch, có thể tin tức này vừa ra, vẫn là trước tiên oanh động thiên hạ. Vô số người vì thế ma quyền sát trưởng, vì thế chăm học khổ luyện, tức giận phấn đấu. Vô số thế lực lớn vì thế, không tiếc nện xuống hải lượng tài nguyên, chỉ vì bồi dưỡng được một chút con em có thể thông qua Nguyên Thủy Đạo Tông khảo hạch. Mà những cái đám người kia canh giữ ở Tẩy Tâm Phong bên ngoài cũng rốt cục nhau nhau tán đi. Thu nhận môn đồ sự tình, cuối cùng đạt được hữu hiệu giải quyết, còn không đợi Lâm Trung bọn hắn buông lỏng một hơi, liền có tin tức truyền đến. Vạn Ưu Chiến Minh đem phái ra 10 vị đại đế, đến đây Tử Cấm Thành bái phỏng Lâm Đế Quân. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thiên hạ vì thế mà choáng váng. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến lại không thiện. Yên Hồn Hải Vạn Ưu Chiến Minh thèm nhỏ dãi Tử Cấm Thành bên trong đại đạo cơ duyên lâu như vậy, bọn hắn đến, tất là nháo sự. Có người phân tích, không sai, nếu là bái phỏng, không cần xuất động 10 vị đế cảnh, rõ ràng chính là muốn dùng bực này khổng lồ đội hình đến sò xét Lâm Đế Quân sâu cạn, mưu đồ làm loạn. Rất nhiều người ý thức được, một trận phong bạo đem theo Yên Hồn Hải bên trên cuốn tới, mà mục tiêu thì là bây giờ tỏa trấn tại Nguyên Thủy Đạo Tông bên trong Lâm Tầm. Nguyên Thủy Đạo Tông vừa mới thành lập, trên dưới tông môn, chỉ có Lâm Đế Quân một người tỏa chấn, cũng không biết có thể hay không hóa giải cái này một nan đề. Có người buồn tâm lo lắng. Cổ hoang vực những cái kia đế cảnh đều bị giết chết, căn cơ cũng bị nhổ tận gốc, dùng Lâm Đế Quân uy thế, đâu có thể nào hóa giải không được cái này phong ba. Rất nhiều người đối Lâm Tầm tràn ngập lòng tin. Dù ai cũng không cách nào quên, mấy tháng trước, phát sinh ở Tử Cấm Thành bên trong kia một trận huyết chiến. Mà chính là bằng vào trận chiến này, đặt vững Lâm Tầm tại trong lòng tu đạo giả tựa như thần minh chí cao địa vị. Không, Vạn Ưu Chiến Minh không có khả năng không hiểu rõ những cái kia cổ hoang vực thế lực là như thế nào hủy diệt, cũng không có khả năng không biết, Lâm Đế Quân chiến lực là bực nào đáng sợ, bọn hắn đã chạy đến, hẳn là có chỗ ỷ vào. Một chút thế lực lớn phân tích, cho rằng Vạn Ưu Chiến Minh đã dám làm như thế, tất nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, chủ tính đã lâu hành động. Trận này phong ba, cũng chú định không giống bình thường. Nếu liền cái này một cái cửa ải khó khăn đều không qua được, cái này người trong thiên hạ, ai còn giống như trước đó, khát vọng bái nhập Nguyên Thủy Đạo Tông. Đến lúc đó, cái này vừa thành lập không lâu Nguyên Thủy Đạo Tông, sợ đều đem không gượng dậy nổi. Thiên hạ phong vân khuấy động, vô số tiếng nghị luận vang lên. Cùng này đồng thời, Nguyên Thủy Đạo Tông bên trong. Lâm Trung, Triệu Thái Lai, Triệu Tinh Giá, một đám cao tầng, cũng đều biết được tin tức. Từng cái đều là mày nhăn lại, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Nguyên Thủy Đạo Tông mới thành lập không lâu, tại cái này trong lúc mấu chốt, Vạn Ưu Chiến Minh liền phái ra 10 vị đế cảnh cùng một chỗ đến đây bái phỏng, khẳng định là kẻ đến không thiện. Thậm chí, Lâm Trung bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, nói là bái phỏng, kỳ thực liền là thăm dò Nguyên Thủy Đạo Tông nội tình tới. Không, nghiêm ngặt mà nói, phải nói là thăm dò Lâm Tầm nội tình đến rồi. Như Lâm Tầm không có thể hiện ra có thể áp chế cái này 10 vị đại đế lực lượng, có thể đoán được, những này Vạn Ưu Chiến Minh chắc chắn sẽ thừa cơ gây sóng gió. Ta đi gặp một lần thiếu gia. Lâm Trung làm ra quyết đoán.
Tại Tâm Phong Chi Đỉnh, một tòa trong đạo trường, gần trăm cái thiếu niên thiếu nữ đang tu luyện vũ đạo. Những thiếu niên thiếu nữ này là Nguyên Thủy Đạo Tông đệ tử đời thứ nhất, là theo Lâm gia tộc nhân, Đế quốc Hoàng thất, Linh Văn sư công xá, Thanh Lộc học viện, Kim Ngọc đường bên trong sàng chọn ra. Vô luận thiên phú, tư chất đều là rất xuất sắc. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, hắn coi trọng nhất, ngược lại là nghị lực, tâm tính cùng khí phách. Du ngoạn thiên hạ những năm này, Lâm Tầm gặp qua không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thiên tài, thường thường người có được đại nghị lực, đại khí phách, tâm tính cô đọng, mới có thể tại đạo đồ bên trên đi được càng xa. Ông trời đền bù cho người cần cù, cần có thể bổ vụng, lời ấy mặc dù tục, lại là cổ kim không thể bàn cãi chí lý. Như cửu sư huynh Cát Ngọc Phác, thập nhất sư huynh Phác Chân, không khỏi là bực này nhân vật. Lúc này, Lâm Tầm thanh mộc đạo thể, chính ôm thạch vũ nữ Nhi Lâm Lang, đứng ở đằng xa quan sát những thiếu niên thiếu nữ này tu luyện vũ đạo. Lâm Lang rúc vào Lâm Tầm trong ngực, chớp ánh mắt như nước trong veo, như cái hiếu kỳ bảo bảo, hỏi lung tung này kia. Một vài vấn đề đều rất ngây thơ, có thể Lâm Tầm vẫn là cười kiên nhẫn giải thích, thỉnh thoảng còn đùa thoáng cái tiểu nha đầu, vui vẻ hòa thuận. Trung bá, có việc. Lúc Lâm Trung thân ảnh từ đằng xa đi tới, trước tiên tựu được Lâm Tầm chú ý tới. Lâm Trung do dự một chút, vẫn là đem tin tức có quan hệ Vạn Yêu Chiến Minh phái ra đại đế đến đây bái phỏng nói ra. Nghe xong, Lâm Tầm trong con ngươi lãnh mang lóe lên, chợt tựu cười nói, việc rất nhỏ, nói cho những người khác, nên làm cái gì, nếu những tên kia thực có can đảm tới cửa gây sự, vậy thì phải xem bọn hắn có thể hay không tiếp nhận loại kia hậu quả. Mắt thấy Lâm Tầm kia không để ý bộ dáng, để Lâm Trung khẽ giật mình, không nhịn được hỏi, thiếu gia, đây chính là 10 vị đại đế, đồng thời, bọn hắn tất nhiên là chủ tính đã lâu, có chuẩn bị mà đến. Lâm Tầm mỉm cười, tôm tép nhãi nhép thôi, Trung bá yên tâm là được. Lâm Trung trong lòng mặc dù vẫn như cũ có chút không nỡ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, vội vàng mà đi. Thúc thúc, lại muốn đánh nhau sao? Lâm Lang một đôi mắt to phát sáng. Lâm Tầm gõ một cái trán của nàng, cười lên. Vạn Yêu Chiến Minh phái ra 10 vị đại đế, so với mọi người dự đoán tới đều muốn sớm một chút. Khoảng chừng tin tức truyền ra 3 ngày sau. 10 tương lai tự khác biệt hải tộc bên trong đại đế, tự xuất hiện tại Tử Cấm Thành bên ngoài, đồng thời không có chút nào che giấu tự thân khí tức, vừa mới xuất hiện tự bị phát hiện, gây nên trong thành oanh động. Vô số người khẩn trương, cả tòa Tử Cấm Thành bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Ngoài thành, âm vân nặng nề, thiên địa khắc nghiệt. 10 vị đại đế bằng hư mà đứng, có quanh thân quanh quẩn ngân sắc sấm chớp, có sau đầu hiện hiện nhật nguyệt tinh thần biến thành quang luân, có chân đạp núi thây biển máu, chấn áp luyện ngục phía trên, có tay cầm càn khôn, mắt tỏa thần mang. Kia thuộc về đế cảnh uy áp hội tụ vào một chỗ, như là tùy ý quét sạch gió lốc, che đầy cửu thiên thập địa, áp bách đến ngoài thành hư không ong ong gào thét, sơn hà đều run rẩy. Không người nào dám tới gần. Kia 10 vị đại đế đứng yên chi địa, vẹn vẹn nơi bao bọc khí tức, đều có thể chấn sát đế cảnh phía dưới tu đạo giả. Mà tại cái này kiềm chế khắc nghiệt bầu không khí bên trong, 10 vị đại đế lần lượt mở miệng. Từ xa tộc Phong Nhàn, đến đây bái phỏng Lâm đế quân. Kim Giao tộc Nhuế Trùng, đến đây bái phỏng Lâm đế quân. Lôi Mãng tộc Cương Vô Cứu. Phi Nhu tộc. Từng đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, ở ngoài thành vang lên, sau đó khuếch tán đến toàn bộ Tử Cấm Thành bên trong, chấn động đến bát phương vân băng. Tựu tựa như từng đợt kinh lôi khuấy động thiên khung phía trên. Trong thành tu đạo giả đều là hãi nhiên, trong lòng phát run, quả nhiên là kẻ thiện thì không đến. Mọi ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Nguyên Thủy Đạo Tông chỗ Tẩy Tâm Phong. Lâm Trung bọn người vẻ mặt nghiêm túc, một đám Nguyên Thủy Đạo Tông cường giả, cũng đều là dừng tay lại bên trong động tác. Ngay tại cái này đè nén bầu không khí bên trong. Bạch, một đạo tuấn nhổ thân ảnh đằng không mà lên, một bộ như tuyết bạch áo, phong thái tuyệt thế. Chính là Lâm Tầm Bạch Kim đạo thể. Bước chân hắn bước ra, trong chốc lát đã đi vào ngoài thành. Là Lâm đế quân. Rất nhiều tu đạo giả chú ý tới một màn này, cũng không khỏi phấn chấn, trong con ngươi nổi lên kính ngưỡng vẻ cuồng nhiệt. Ngoài thành, 10 vị đại đế cũng nhìn thấy lẻ loi một mình đi ra Lâm Tầm, đôi mắt cũng không khỏi khẽ híp một cái, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ thong dong cùng uy nghiêm. Lâm mô tới, các ngươi có cái gì muốn nói? Lâm Tầm trực tiếp hỏi. Chúng đế đều là nao nao. Một người trong đó ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, chúng ta này đến, là muốn theo Lâm đế quân thương lượng một chút, ta Yên Hồn Hải Vạn Yêu Chiến Minh vào ở cái này, Vạn Đạo Thánh Thành, sự tình. Không có thương lượng. Lâm Tầm trực tiếp ngắt lời nói, cái này Tử Cấm Thành, loại trừ ta Nguyên Thủy Đạo Tông, thế lực khác, đều không đến nhúng tay,
nếu không định chạm không buông tha. Gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Cái này khiến những cái kia đại đế đều là nhíu mày, mặt mũi có chút khó coi, bọn hắn lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, vốn cho rằng bằng vào bọn hắn lực lượng, đủ có thể khiến Lâm Tẩm có chỗ thu liễm. Cũng không có từng muốn, đối phương thái độ từ vừa mới bắt đầu, giống như này không khách khí. Một cái toàn thân kim quang lưu vọt, vì thế thao thiên cao lớn nam tử hừ lạnh, đạo hữu, một mình ngươi, liền muốn chiếm lấy toàn bộ vạn đạo thánh địa, cái này không khỏi cũng quá bá đạo a. Chúng ta này đến, vốn là ôm thiện ý mà đến, đơn giản là muốn vào ở Tử Cấm Thành mà thôi, cũng không có cùng Lâm Đế Quân không qua được tâm tư, mong rằng Lâm Đế Quân nghĩ lại. Lâm Đế Quân, linh khí khôi phục, đại thế đã tới, dùng một mình ngươi lực lượng sợ là căn bản là không có cách độc chiếm Tử Cấm Thành, vì cái gì không nhường ra một chút địa bàn đâu. Cái khác đế cảnh cũng nhao nhao mở miệng, ngôn từ ở giữa nhìn như là đang thương lượng, kỳ thực lộ ra như có như không uy hiếp. Đã thấy Lâm Tầm duỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói, Lâm Mỗ nói lại lần nữa, chuyện này, không có thương lượng, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là hiện tại biến mất, nếu không, đừng trách Lâm Mỗ không khách khí. Lời này vừa nói ra, những cái kia chú ý một màn này tu đạo giả đều hít vào khí lạnh, Lâm Đế Quân quả nhiên là khí phách bá thế, không gì sánh được. Đây chính là 10 vị đại đế binh lâm thành dưới, đổi lại những người khác, chỗ này dám như thế cường thế. Lại nhìn những cái kia đế cảnh nhân vật, lúc này sắc mặt đều một chút xíu âm trầm xuống. Lâm Đế Quân, thật đã không có lượn vòng chỗ trống. Một cái râu tóc tuyết bạch, còn người lại xanh biếc thâm trầm nam tử mở miệng. Lâm Tầm trả lời rất đơn giản, lạnh nhạt nói, ba cái hô hấp bên trong, các ngươi lại không rời đi, tụ tất cả đều lưu lại đi. Phách lối. Một cái có một đầu mặc lục tóc dài nữ tử lại khống chế không nổi, khiển trách quát mắng, chúng ta này đến, chưa từng trực tiếp giết vào trong thành, đã đầy đủ cho ngươi Lâm Đế Quân mặt mũi, có thể ngươi lại rõ ràng không đem chúng ta để ở trong mắt, không khỏi quá đề cao chính mình đi. Lâm Tầm lườm nàng một chút, nguyên lai là một cái đế cảnh thất trọng nhân vật, trách không được tính khí so với bình thường đế cảnh đều lớn. Mặc lục tóc dài nữ tử lạnh lùng nói, ngươi biết liền tốt. Nàng sắc mặt mờ mờ ảo ảo có cao ngạo chi ý. Có thể sau một khắc, chỉ thấy Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút. Mặc nữ tử tóc xanh dài biến sắc, tựa như lọt vào vô cùng nhục nhã, cả người khí thế trở nên ngang ngược. Nàng vừa muốn nói cái gì? Xa xa Lâm Tầm tay áo vung lên. Ầm ầm. Sơn hà rung chuyển, thiên địa lật đổ. Một đạo chướng mắt vô song kiếm khí như một tràng thiên hà vỡ đê, chém về phía xa xa mặc lục tóc dài nữ tử, kiếm khí bên trong, có đại uyên phủ trầm. Lên. Mặc lục tóc dài nữ tử trước tiên làm ra phản ứng, tế ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh lãng hoa bên trong phun ra ức vạn thần huy, tại trong hư không ngưng kết thành một mảnh mỹ lệ mênh mông hoa hải, phô thiên cái địa, xinh đẹp khiến lòng run sợ. Đây là một kiện cường đại cổ đế binh, thần diệu khó lường, như bị kia cánh hoa nhiễm đến, một thân tinh khí thần sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ trống không. Vừa ra tay, tự tế ra đế bảo, toàn lực ứng phó. Có thể thấy được cái này mặc lục tóc dài nữ tử cũng biết qua Lâm Tầm chiến tích, biết rõ hắn đáng sợ. Đáng tiếc, nàng vẫn là sai. Tại cái này vạn đạo giới, lẫn nhau thực lực dù là đều bị áp chế đến đế cảnh nhất trọng trình độ, tại cùng cảnh bên trong, cũng chú định không người là Lâm Tầm đối thủ. Dù là giờ phút này Lâm Tầm xuất động, vẹn vẹn chỉ là bạch kim đạo thể. Chỉ thấy, oanh, kiếm khí chém xuống, phô thiên cái địa huyến lạn hoa hải. Trong nháy mắt bị xé mênh mông kiếm khí vỡ ra, kia chập trần sinh huy lãng hoa, đều bị đánh đến tại kịch liệt gào thét bên trong sụp đổ. Mặc lục tóc dài nữ tử lập tức hoảng sợ, tê cả ra đầu, lại muốn né tránh đã là không kịp, chỉ có thể được ăn cả ngã về không liều mạng ngăn cản. Nhưng tại các loại kinh khủng kiếm khí phía dưới, nàng giờ phút này giống như kiến càng lay cây, thoáng qua tựu bị kiếm khí che mất thân ảnh. Không, vô cùng thê lương thét lên vang vọng. Kia mặc lục tóc dài nữ tử thân ảnh hóa thành cho tàn bay lả tả. Một kiếm, chạm đế. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, để cái khác đế cảnh nhân vật thậm chí đều không thể tới kịp cứu trợ. Sao có thể có thể? Bọn hắn rung động, đồng tử co rút lại. Một kiếm, nhẹ nhóm giết chết bọn hắn một đồng bạn, cái này khiến bọn hắn cũng đụng phải lớn lao kích thích. Mà chú ý đến một màn này những người tu đạo, thì đều là nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc trệ tại kia. Đi, kia chín cái đế cảnh cứ việc thần sắc khó coi, nhưng vẫn là ý thức được nguy hiểm, không dám chần chờ, dự định rút lui. Trước đó, bọn hắn đến đây, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cho rằng bằng vào 10 người liên thủ, đầy đủ đối Lâm Tầm hình thành uy thế rất lớn.
Dù sao tại cái này vạn đạo giới, lẫn nhau tu vi đều bị áp chế ở đế cảnh nhất trọng, lẫn nhau ở giữa chiến lược cho dù có khoảng cách, nhưng cũng là có thể bằng vào nhân số bên trên ưu thế đi bù đắp. Có ai nghĩ được, khi thật sự đi cùng Lâm Tầm rằng co, chân chính tận mắt kiến thức đến Lâm Tầm chiến lược, bọn hắn lúc này mới ý thức được, bọn hắn cái gọi là chủ tính cùng chuẩn bị, hoàn toàn liền là chuyện tiếu lâm. Cho nên giờ phút này, bọn hắn đều không dám dừng lại thêm. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm kia bình thản như nước thanh âm vang lên, thời gian ba hơi thở, đã qua. Trong chốc lát, kia chín vị đế cảnh nhân vật sắc mặt đột biến. Có dưới người ý thức gào lớn, Lâm Đế Quân, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng, chúng ta. Phốc, thanh âm còn chưa rơi xuống, tự bị một đạo kiếm khí xuyên thủng mi tâm, bột mịn nguyên thần, thân thể ở giữa không trung hôi phi yên diệt. Đi mau, những người khác nơi nào còn dám chần chờ, giống như liều mạng, điên cuồng thôi động toàn thân tu vi, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Đi, 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 chỉ thấy Lâm Tầm tay áo tung bay, ngón tay liên tục vạch ra, từng đạo rực rỡ vô song kiếm khí phá không mà đi. Trong lúc nhất thời, tại vậy thì khác phương hướng bên trên, khu vực khác nhau bên trong, lần lượt vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, cái này đến cái khác đế cảnh nhân vật, nếu như cỏ rác, bị Lâm Tầm kiếm khí quét trúng, mệnh tang tại chỗ. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, vô luận như thế nào ngăn cản, đều là không phải là một kiếm chi địch. Trong nháy mắt thời gian, kia đào vong một đám đế cảnh, đều bị chu sát, hình thần câu diệt, không ai sống sót. Mà Lâm Tầm từ đầu đến cuối, sừng sững nguyên địa, mây trôi nước chảy. Nhàm chán, quẳng xuống hai câu này, Lâm Tầm cong người trở về trong thành, một bộ bạch y, kinh diễm tử cấm thành. Trận chiến này kết thúc về sau, tin tức cũng là trước tiên truyền khắp thiên hạ, làm cho hạ giới ước vạn vạn chúng sinh đều chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, liên tục diệt 10 đế. Trải qua này nhất nan, vạn yêu chiến minh có uy thế, đơn giản giống như là bị tựa là hủy diệt đả kích, thậm chí cực có thể như vậy sụp đổ. Dù sao, 10 vị đế cảnh nhân vật, đặt tại hiện nay hạ giới, đã đại biểu cho đứng đầu nhất tồn tại, bây giờ lại bị nhất cử xóa đi, bực này thương tích căn bản không phải thời gian có thể chữa trị. Mà bằng vào trận chiến này, Lâm Tầm lại lần nữa hướng thiên hạ đã chứng minh tự thân vô địch chi tư, Lâm Đế Quân uy danh, cũng là đạt tới chưa từng có tình trạng, là thiên hạ chỗ tụng tán lan truyền. Cùng này đồng thời, vừa mới thành lập không lâu Nguyên Thủy Đạo Tông, mặc dù còn chưa từng hình thành đại uy thế, có thể bởi vì có Lâm Tầm tỏa chấn, thì nhất cử trở thành tử cấm thành, thậm chí cả toàn bộ hạ giới, đệ nhất đạo thống. Biết được những tin tức này, Lâm Trung bọn hắn có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là, có Lâm Tầm tỏa chấn, tại cái này hạ giới, Nguyên Thủy Đạo Tông quật khởi chi thế, chú định sẽ không còn người có thể ngăn cản. Lo chính là, sớm muộn có một ngày, Lâm Tầm là sẽ rời đi, cũng chú định không có khả năng vĩnh viễn ngồi chấn ở đây. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, tại Lâm Tầm trước khi rời đi, Nguyên Thủy Đạo Tông nhất định phải mau chóng mà tăng lên thực lực bản thân. Mà đối với những này, Lâm Tầm xem ở đáy mắt, cũng không nói thêm cái gì, có áp lực mới có thể thúc đẩy Nguyên Thủy Đạo Tông không ngừng sinh ra thuế biến. Giống như hiện nay hạ giới, loại trừ từ cấm thành bên ngoài, cái khác rất nhiều cương vực bên trong, còn phân bố rất nhiều thế lực cùng địa bàn. Thậm chí, hơn phân nửa cương vực đều bị các loại lớn nhỏ không đều yêu thú thế lực chiếm lấy. Lâm Tầm không có hứng thú đi càn quét thiên hạ, mà là quyết định đem những này tiềm ẩn uy hiếp cùng địch nhân, lưu cho Nguyên Thủy Đạo Tông tới đối phó. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới, tại chiến đấu cùng ma luyện bên trong chân chính trở thành một phương không thể lay động đạo thống. Như một vị che chở, ngược lại là tương đương hại Nguyên Thủy Đạo Tông. Giống như tại cổ hoang vực, vẫn là tại tinh không cổ đạo bên trên các đại thế giới, mỗi một cái thế lực lớn, đều là lại không ngừng chỗ điều động đệ tử, tiến về ngoại giới tôi luyện cùng du lịch, vì chính là trong chiến đấu, khiến cái này môn đồ chân chính trưởng thành. Lâm Tầm hy vọng, về sau Nguyên Thủy Đạo Tông, cũng giống như thế, dù là không có hắn tỏa chấn, cũng như cũng có thể chống cự cùng hóa giải các loại nguy cơ. Vĩnh lập tại thế. Một tháng sau, vạn đạo khởi nguyên chi địa. A Hồ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên lần lượt theo trong tham ngộ tỉnh lại, không thể không rời đi mảnh này kỳ diệu hỗn độn thế giới. Bọn hắn dù sao vừa mới đặt chân đế cảnh, có thể chống cự lại loài kia trật tự áp bách lực lượng, tại ngộ đạo bên trong kiên trì một tháng, đã rất không dễ dàng. Cái này khởi nguyên mẫu xào bên trong còn có rất nhiều chưa từng tìm kiếm cùng khai quật bí cảnh thế giới, thừa này cơ hội, các ngươi có thể cùng một chỗ tiến về lịch luyện một phen. Lâm Tầm căn dặn bọn hắn. Khởi nguyên mẫu xào cực lớn, gần như mỗi một cái chưa từng bị tìm kiếm qua bí cảnh thế giới, đều là phân bố có khởi nguyên đạo tinh.
Ngay tại cùng ngày, A Hồ bọn hắn cùng rời đi. Lâm Tầm thì tiếp tục lưu lại vạn đạo khởi nguyên chi địa, tĩnh tâm lĩnh hội các loại đại đạo bản chất huyền bí. 2 tháng, 3 tháng, loại này cảm ngộ trọn vẹn tiếp tục đến thời gian nửa năm, cái này vạn đạo khởi nguyên chi địa trật tự lực lượng đã là trở nên vô cùng kinh khủng, dùng Lâm Tầm loại kia hùng hậu đạo hạnh cũng đều ăn không tiêu. Bất quá, Lâm Tầm cũng không rời đi, hắn tự có ứng đối. Ông, vô uyên kiếm đỉnh nổi lên, liếm diễm óng ánh trật tự hoàng viêm phù trầm, sinh ra kỳ dị trật tự lực lượng, đi triệt tiêu cùng hóa giải vạn đạo khởi nguyên chi địa trật tự áp bách. Lập tức, Lâm Tầm toàn thân một trận nhẹ nhõm. Quả nhiên có thể thực hiện, bất quá bằng vào ta đạo hạnh, muốn một mực duy trì vô uyên kiếm đỉnh lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Bất quá cũng đầy đủ, khi thực sự không kiên trì nổi, rời đi trước nơi đây, chờ tu vi khôi phục lại, lại tiến vào nơi đây lĩnh hội liền có thể. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm đã trải qua rồi tiếp tục tham ngộ. Trước đó trong nửa năm, đã để hắn tìm hiểu ra 48 đầu mới đại đạo pháp tắc huyền bí. Nếu là tăng thêm trước kia nắm trong tay đại đạo pháp tắc, hắn bây giờ trường khống đại đạo đã đạt tới 79 đầu nhiều. Mỗi một loại đại đạo pháp tắc, đều bị hắn từng cái rèn luyện đến đế cảnh tầng thứ, ngưng thực tinh thuần, đều thể hiện ra đại đạo bản chất nhất cùng nguyên thủy khí tức. Hiện nay, Lâm Tầm một thân tu vi mặc dù chưa từng sinh ra thực chất thuế biến, có thể trường khống đại đạo số lượng không ngừng tăng nhiều, đối với hắn dùng hậu đạo đồ chú định sẽ đưa đến ích lợi cực lớn. Như vậy cũng tốt so đang xúc thế, tại tích lũy đạo hạnh, sớm muộn có kim lân hóa rồng, phá kén thành bướm lột xác kinh người. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Tầm tại tự thân tu vi chống đỡ không nổi, liền sẽ rời đi vạn đạo khởi nguyên chi địa, làm tu vi khôi phục lại về sau, liền sẽ lại lần nữa tiến vào vạn đạo khởi nguyên bên trong tiếp tục tham ngộ đại đạo. Dịch Tẩu chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, Lâm Tầm bằng vào vô uyên kiếm đỉnh trật tự hoàng viêm, liền có thể lâu dài chỗ tại vạn đạo khởi nguyên bên trong ngộ đạo. Bất chi bất giác, cự ly Lâm Tầm tại vạn đạo khởi nguyên bên trong ngộ đạo đã đi qua 3 năm. Mà tại ngoại giới, Nguyên Thủy Đạo Tông theo thành lập cho tới bây giờ, cũng đã vượt qua 3 cái xuân thu. 3 năm. Tại linh khí điên cuồng sinh sôi, thiên địa kịch biến đại bối cảnh dưới, hạ giới mỗi một cái địa phương, mỗi một cái cương vực đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất rõ rệt ví dụ chính là, trong 3 năm này, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có cùng, chứng đạo thành đế, tin tức truyền ra, huyên náo thiên hạ xôn xao, gây nên không biết bao nhiêu oanh động. Đồng thời, trên đời này cũng là hiện ra một nhóm lại một nhóm cực kỳ chói mắt nhân vật phong vân, mỗi một cái đều là tại đạo đồ cao hơn ca tiến mạnh, thể hiện ra viễn siêu tầm thường phong độ tuyệt thế. Cho dù là bình thường tu đạo giả, cũng đều là tại cái này linh khí khôi phục thiên địa ở giữa, thực hiện tự thân không ngừng đột phá. 3 năm, Nguyên Thủy Đạo Tông tổ chức 3 lần thu nhận môn đồ khảo hạch đại điển, mỗi một lần đều là hấp dẫn thiên hạ chú ý, được vinh dự vạn đạo giới đệ nhất thịnh hội. Mỗi một năm khảo hạch đại điển bên trên, đều là hiện ra vô số tài tình chắc tuyệt tuổi trẻ tuấn tú, nhất là danh liệt khảo hạch 10 vị trí đầu nhân vật, càng là danh dương thiên hạ, phụ nữ trẻ em đều biết. 3 năm, Nguyên Thủy Đạo Tông căn cơ càng thêm hùng hậu cùng kiên cố, tông môn nhất cử nhất động, đều là ảnh hưởng thiên hạ phong vân. Đối với cái này, không biết bao nhiêu người phát ra, thiên hạ anh tài, tận quy nguyên bắt đầu cảm khái. Đồng thời, tại trong 3 năm này, cổ hoang vực lần lượt phái ra qua rất nhiều lực lượng, ý đồ một lần nữa vào ở vạn đạo giới, có thể không như nhau bên ngoài, đều bị Lâm Tầm đại đạo phân thân xuất chinh, bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Dù cho là đế cảnh nhân vật dẫn đội, cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Cái này một ngày, Tử Cấm Thành, tại Tâm Phong bên ngoài, van cầu ngài, để cho ta đi bái kiến Lâm đế quân đi. Một cái phong trần mệt mỏi, thần sắc tràn ngập mệt mỏi thanh y nữ tử, cầu khẩn lên tiếng. Cô nương, ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần, cái này vạn đạo giới bên trong, mỗi ngày không biết có bao nhiêu đại nhân vật đứng xếp hàng muốn bái kiến ta phái tổ sư, có thể không như nhau bên ngoài, đều không duyên nhìn thấy, không phải là ta không muốn bẩm báo, mà là tổ sư đại nhân 3 năm trước đây cũng đã nói, tổng thể không gặp khách. Một cái Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân ấm giọng khuyên giải nói, cô nương, nhìn ra được, ngươi tâm tình lo lắng, còn xin ngươi cũng đừng để ta khó xử, mau mau rời đi đi. Thanh y nữ tử thần sắc biến ảo bất định, khổ sở nói, ta một đường theo cổ hoang vực đào vong, thật vất vả mới đến nơi đây, như lần này không gặp được Lâm đế quân còn không bằng cái chết chi. Nói, nàng rút kiếm hướng cổ vút qua. Keng, tiếng va chạm bên trong, trường kiếm bị đánh bay. Kia Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân nghiêm nghị khiển trách quát mắng, cô nương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thanh y nữ tử ánh mắt hoảng hốt,
Thất hồn lạc phách tựa như mà nói, ta đang làm cái gì, ta chỉ là muốn gặp một lần Lâm Đế Quân, nói cho hắn biết, đồ đệ của hắn bây giờ ngay tại tao ngộ đại nạn, hắn chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao? Đồ đệ. Phụ cận trông coi Sơn Môn Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân đều là ngơ ngẩn, bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua, tông môn của mình tông sư, chưa từng thu nhận qua truyền nhân. Phù phù. Thanh y nữ tử giờ khắc này dường như thể lực chống đỡ hết nổi, ngất trên mặt đất. Trên một người trước điều tra, không nhịn được hít vào khí lạnh, cô nương này thể nội thương thế đã nghiêm trọng đến sắp gặp tử vong tình trạng, thật không biết nàng là thế nào trèo chống đến bây giờ. Vậy phải làm sao bây giờ, cái khác Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vẫn là lần đầu đụng phải chuyện như thế. Trước chữa thương, chờ nàng tỉnh táo lại cho nàng rời đi. Có người làm ra quyết đoán. Sư huynh, có thể nàng thương thế quá nghiêm trọng, bằng vào chúng ta thủ đoạn, sợ là căn bản là không cách nào làm cho nàng tỉnh nữa tới, tất cả mọi người cau mày, lộ ra rất khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, theo sơn môn bên trong đi ra một cái nam tử, một bộ ngọc bào, tướng mạo khôi ngô, chính là Thạch Vũ. Ra mắt trưởng lão. Những cái kia Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân nhao nhao hành lễ, một người trong đó thì đem cái này thanh y nữ tử sự tình từng cái nói. Khi biết được, cái này thanh y nữ tử đến đây mục đích, Thạch Vũ cũng không nhịn được khẽ giật mình, hắn nhưng đồng dạng cũng không biết, Lâm Tầm khi nào thu qua đồ đệ. Thật nặng thương thế. Thạch Vũ tiến lên dò xét một phen, cũng không nhịn được lộ ra ngưng sắc. Không chút do dự, hắn đem cái này thanh y nữ tử cẩn thận nâng lên đến, quay người đi vào sơn môn. Tẩy Tâm Phong chi đỉnh. Lâm Tầm thanh mục đạo thể ngay tại tĩnh tu. Lúc Thạch Vũ mang theo kia thanh y nữ tử tìm đến, trước tiên bị hắn phát giác được. Lâm huynh, cô nương này nói là vì ngươi đồ đệ kia sự tình mà đến, có thể nàng thụ thương quá nặng, Thạch Vũ đem sự tình nói ra. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên nhớ tới một người. Tô Bạch. Năm đó tại cổ hoang vực Tinh Kỳ Hải bên bờ, chính mình thu cái kia ký danh đệ tử, một cái cùng Vân Khánh Bạch đồng dạng trời sinh một bộ kiếm cốt dày cỏ thiếu niên. Giao cho ta. Lâm Tầm đứng dậy, đánh giá cái này thanh y nữ tử một chút, cũng không nhịn được động dung. Bị thương quá nặng đi. Ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt khiếu, thậm chí cả đạo cơ cùng thần hồn, đều là đụng phải bị thương nghiêm trọng, bởi vì không thể kịp thời trị liệu, nàng thân thể bên trong đã quanh quẩn bên trên từng sợi tử khí. Tại dưới bực này tình huống, nàng một cái nữ tử, lại có thể một đường theo cổ hoang vực tìm tới nơi này, đây quả thực là cái kỳ tích. Đổi lại nhân vật bình thường, sợ là căn bản bất lực đi cứu vãn cái này thanh y nữ tử tính mệnh. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, lại không phải việc khó. Đang suy nghĩ, hắn đã nhô ra chỉ một cái, theo tại nữ tử mi tâm chi địa, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh cơ hóa thành róc rách dòng nước ấm, giống như xuân phong hóa vũ, thấm vào tại nữ tử toàn thân chi địa. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm thu hồi ngón tay, lại lấy ra một gốc chân quý thần dược, tiện tay liền luyện hóa thành giọt dược chất, tràn vào nữ tử thể nội. Một nén nhang sau, mắt thấy nữ tử kia gần như khô héo sinh cơ một chút xíu khôi phục, toàn bộ cơ thể tỏa ra mắt trần có thể thấy sinh cơ về sau, Lâm Tầm lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Không khoa trương địa thuyết, nếu không phải gặp hắn, cái này nữ tử sợ là căn bản sống không quá hôm nay. Một mực đứng yên tại một bên Thạch Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, Lâm huynh, cô nương này không để ý tự thân thương thế, cũng muốn đến đây vì ngươi đồ đệ kia xin giúp đỡ, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, cũng là thời điểm đi cổ hoang vực đi một lần. Cố Khê khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như ngâm tại trong suối nước nóng, mỗi một tấc cơ thể, đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hùng hồn linh lực giống như trường giang đại hà, tại thể nội tuần hoàn qua lại, thần hồn chi địa, cũng lại không thống khổ, mỏi mệt cảm giác, ngược lại vô cùng thanh minh. Cố Khê mở mắt, chỉ thấy đây là một gian đơn giản lịch sự tao nhã gian phòng, mở ra cửa sổ bên ngoài, là đóa đóa tường vân, có tiên hạc nhẹ nhàng, thần hy rủ xuống. Xa xa, còn có trận trận tiếng thông reo truyền đến, tựa như tiếng trời. Tụ liền giữa mũi miệng hô hấp, đều là tràn ngập thần tính khí tức linh khí, làm lòng người bỏ thần di. Đây là tại nằm mơ à? Cố Khê ngơ ngẩn. Hai tháng qua, nàng bị thương đầy giấy, không ngừng đào vong, trải qua cửu tử nhất sinh, hoàn toàn liền là nương tựa theo một cỗ ý chí chống đỡ được. Trên thực tế, liền chính nàng cũng không nghĩ tới, vì cái kia nàng nhất ngưỡng mộ trong lòng cùng ái mộ nam nhân, nàng lại có thể như thế liều lĩnh. Cái gì sinh tử, thống khổ gì cùng gian khổ, phảng phất đều đã trọng yếu. Cảm giác thế nào? Một đạo giọng ôn hòa vang lên,
mang theo an ủi lòng người lực lượng. Cố Khê bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng vẻ xuất trần, thân ảnh tuấn nhổ nam tử, đang ngồi ở một bên công văn trước, mỉm cười nhìn về phía chính mình. Cố Khê lập tức minh bạch, chính mình là được cứu. Đa tạ bằng hữu ân cứu mạng, nàng giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Lâm Tầm phất tay, Cố Khê lập tức bị một vòng nhu hòa lực lượng đè lại, một lần nữa nằm ở trên giường, ta trước đó vì ngươi tái tạo kinh mạch huyệt khiếu, chữa trị sắp tới sụp đổ đạo cơ, hiện tại cũng không thích hợp kịch liệt động tác. Cố Khê một chút cảm ứng, quả nhiên liền phát hiện, không chỉ một thân thương thế khép lại, đồng thời liền tự thân đạo hạnh đều chiếm được một loại hoàn toàn mới rèn luyện, cái này khiến nàng không nhịn được chấn kinh, đánh vỡ đầu cũng không dám tưởng tượng, trên đời này vì sao lại có như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Phải biết, nàng trước đó sớm đã làm xong tu vi bị phế, biến thành phàm tục chuẩn bị. Xin hỏi bằng hữu là, Cố Khê nhịn không được hỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói, cũng chính là ngươi muốn tìm Tô Bạch Sư Tôn. Thật là ngài. Cố Khê con ngươi tỏa sáng, thần sắc lộ ra kích động, tiền bối, Tô Bạch công tử nguy cơ sớm tối, mong rằng ngài có thể xuất thủ cứu giúp. Lâm Tầm nói, Tô Bạch thế nào? Cố Khê hít sâu một hơi, đem sự tình chân tướng từng cái nói ra. Nguyên lai, tại Lâm Tầm thu nhận Tô Bạch vì đệ tử lúc những trong năm này, Tô Bạch đã trở thành danh chấn cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Hắn trước sau trở thành cổ hoang vực hạ ngũ cảnh đệ nhất nhân, trường sinh vương cảnh đệ nhất nhân, thánh cảnh đệ nhất nhân. Cho đến 10 năm trước, càng nhất cử dùng tuyệt đỉnh thánh vương thân phận, đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế chi cảnh. Hắn tu hành tốc độ nhanh chóng, chiến lược mạnh mẽ, nội tình sự hùng hậu, đều là có một không hai cùng cảnh người, tại cổ hoang vực nghiễm nhiên giống như một vòng đại nhật, quang mang vạn trượng. Nhưng lại tại trước đó không lâu thời điểm, Tô Bạch tiến về đế quan trường thành lịch luyện. Tại một trận kịch liệt chém giết chiến đấu bên trong, gặp bất hạnh mai phục, đến nay sinh tử chưa biết, bạt vô âm tín. Tô Bạch công tử tính tình kiên nghị quái gở, những năm gần đây, mặc dù danh mãn thiên hạ, nhưng lại đắc tội không ít thế lực lớn, biết được hắn gặp nạn tin tức, phần lớn đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác. Cố Khê nói, rơi vào đường cùng, ta nghe nói tiền bối ngài xuất hiện tại cái này vạn đạo giới tin tức, thế là ôm một tia hy vọng, đến đây tìm kiếm ngài hỗ trợ. Lâm Tầm nghe xong, nói như vậy, Tô Bạch tại đế quan trường thành gặp nạn về sau, còn vô pháp xác định hắn sống hay chết. Cố Khê gật đầu. Lâm Tầm nghĩ, nói, ngươi đây, trước đó như thế nào tao ngộ như vậy trọng thương thế? Cố Khê thần sắc biến ảo bất định, tốt nửa ngày mới khổ sở nói, cái này cũng trách ta, lúc ấy biết được Tô Bạch công tử gặp nạn tin tức về sau, lòng nóng như lửa đốt, từng tiến về một chút thế lực lớn tìm kiếm trợ giúp. Trong lúc vô tình tiết lộ ra Tô Bạch công tử sư thừa thân phận, đến mức những đại thế lực kia xem ta là cái đinh trong mắt. Nhất là khi biết được ta muốn đến đây vạn đạo giới tìm kiếm ngài trợ giúp, những đại thế lực kia càng là đủ kiểu cản trở, phái ra rất nhiều lực lượng một đường truy sát ta. Lâm Tầm mắt đen phun trào lên từng tia từng sợi hàn mang, nguyên lai, vẹn vẹn bởi vì Tô Bạch cùng của ta quan hệ thầy trò, ngược lại liên lụy cô nương ngươi gặp bọn hắn hãm hại. Cố Khê liền vội vàng lắc đầu, cái này không trách tiền bối. Chỉ đổ thừa ta lúc ấy quá mức chủ quan cùng ngu xuẩn, hồ đồ không nghĩ tới, những đại thế lực kia càng như thế cửu thị tiền bối. Lâm Tầm khua tay nói, cô nương không cần giải thích, ta vừa lúc muốn đi trước cổ hoang vực đi một lần, vô luận là vì cứu trở về Tô Bạch, hay là vì cô nương xả giận, cái này năm trước ân oán cũng là thời điểm làm một cái triệt để kết thúc. Dừng một chút, Lâm Tầm ôn thanh nói, cô nương tạm thời trước nghỉ ngơi, ba ngày sau, ta đến mang ngươi cùng một chỗ tiến về cổ hoang vực. Dứt lời, Lâm Tầm quay người rời đi. Cố Khê một người nằm ở trên giường, kinh ngạc xuất thân, trong lòng dâng lên mọi loại tư vị. Hồi lâu nàng ở trong lòng lẩm bẩm nói, Tô Bạch ca, ta gặp được ngươi sùng kính nhất sư tôn, hắn đáp ứng tiến về cứu ngươi, ngươi có thể nhất định muốn hảo hảo. Ba ngày sau, Lâm Tầm xích hỏa đạo thể, hắc thủy đạo thể cùng một chỗ, mang theo thương thế triệt để khép lại Cố Khê cùng một chỗ, lặng yên không một tiếng động rời đi Nguyên Thủy đạo tông. Thanh mục đạo thể, bạch kim đạo thể, hoàng thổ đạo thể lại lưu lại tỏa chấn tẩy tâm phong bên trên. Tại linh khí khôi phục những trong năm này, theo cổ hoang vực thông hướng hạ giới đường hành lang có rất nhiều, nhưng ở ba năm này, gần như sở hữu đường hành lang đều đã bị Lâm Tầm đánh nát. Bất quá, đối Lâm Tầm mà nói, muốn hoành độ hư không tiến về cổ hoang vực, sớm đã không phải việc khó gì. Một ngày sau, cổ hoang vực, vân tê sơn mạch, Lâm Tầm xích hỏa, hắc thủy đạo thể lần lượt lộ ra mà ra. Gần như trước tiên, Lâm Tầm tự phát giác được, cùng năm đó so sánh, bây giờ cổ hoang vực cũng thay đổi, thiên địa ở giữa linh khí mờ mịt, so trước kia nồng nặc gấp 10 có thừa.
Xem ra tin tức là thật, linh khí khôi phục ảnh hưởng, không hề chỉ là hạ giới, liên đới lấy cổ hoang vực cũng nghênh đón một trận kịch biến. Bất quá, xem loại tình huống này, cổ hoang vực mặc dù cũng có linh khí khôi phục, nhưng lại xa xa vô pháp cùng hạ giới loại kia vạn đạo khởi nguyên hạch tâm chi địa so sánh. Cũng không trách cổ hoang vực những cái kia đại đạo thống sẽ nhao nhao tiến về hạ giới tranh đoạt địa bàn, về sau cái này cổ hoang vực nhất định là muốn bị hạ giới làm hạ thấp đi. Tại Lâm Tầm xem ra, hạ giới tại linh khí khôi phục bên trong chỗ biến hóa hình thái cuối cùng, tất nhiên là cùng Hồng Mông thế giới trung thổ đạo châu có thể sánh ngang một phương thần tú chi địa. Còn như cái này cổ hoang vực, thì đem biến thành hạ giới vật làm nền. Ta đi Thương Ngô Thần Sơn, đi tìm Thương Ngô Thần Thụ thần hồn nguyên căn. Không bao lâu, Xích Hỏa đạo thể tự lập tức lên đường, tiến về Tây Hằng giới nguyên bản chỗ cương vực. Sớm tại trở về hạ giới, Lâm Tầm liền đã theo Vô Cổ Trung trong miệng hiểu qua, Thương Ngô Thần Thụ thần hồn nguyên căn, cực có thể liền là năm đó đã thấy kia một gốc thông linh vương dược. Mà lần này Lâm Tầm sở dĩ xuất động hai đại phân thân cùng một chỗ hành động, một là vì cứu trợ đồ đệ Tô Bạch, hai cũng là vì tìm tới cái này Thương Ngô Thần Thụ. Chỉ cần gom góp cái này một gốc thần tài, hắn liền có thể ngưng tụ ra một gốc hỗn độn thần cây mầm non. Cho đến Xích Hỏa đạo thể đi xa, Hắc Thủy đạo thể mới đưa Cố Khê theo bảo vật bên trong phóng xuất. Sau đó, cả hai tụ cùng một chỗ hướng Đế Quan Trường Thành tiến đến. Bạch, Lâm Tầm thi triển không gian Nazi, cả người giống như một đạo lưu quang, mỗi một lần lấp lóe, tụ có thể so với là đấu chuyển tinh di, thiên sơn vạn thủy đều bị ném đến sau lưng. Trên đường đi, Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được, cổ hoang vực linh khí khôi phục mặc dù không bằng hạ giới, có thể đủ khả năng dung nạp lực lượng, lại so hạ giới muốn cường đại rất nhiều, làm cho cái kia đế cảnh ngũ trọng tu vi, cũng vẻn vẹn bị áp chế tại đế cảnh tam trọng đỉnh phong cấp độ. Cũng không biết, năm đó những lão nhân kia, phải chăng còn tại Đế Quan Trường Thành. Đi đường đồng thời, Lâm Tầm cũng là nghĩ lên năm đó lần thứ nhất tiến về Đế Quan Trường Thành kinh lịch. Khi đó, là thần cơ các dần lão mang theo hắn, vượt ngang dài rằng giặc hư không đường đi, mới khó khăn lắm đến Đế Quan Trường Thành. Ở nơi đó, Lâm Tầm làm quen rất nhiều lão quái vật, giống như Thuấn Tịch, Mộc Phu Nhân, Lang Tiêu Tử các loại. Nhớ tới kia một đoạn cố sự, Lâm Tầm ánh mắt cũng nổi lên một tia cảm khái. Khi đó, hắn mới chỉ là chân thánh cảnh tu vi, bị một đám chuẩn đế coi là ván bối hậu sinh, mà bây giờ, hắn sớm đã là chấn động tinh không chư thiên tuyệt đỉnh đại đế. Vật đổi sao rời, xưa đâu bằng nay. Hai ngày sau, tại chỗ rất xa địa phương, một vệt đen trùng điệp chập trùng, vắt ngang thiên địa ở giữa, mênh mông giống như vô ngần trường, quá mức khổng lồ, lớn đến để cho người ta đều không nhìn thấy hắn cao, hắn xa. Nhưng cẩn thận đi xem, lại có thể phân biệt, kia là một đầu uốn lượn tại thiên địa ở giữa trường thành, bao la vô cùng nguy nga, thông thiên lấp mặt đất. Vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, cũng làm người ta bằng sinh nhỏ bé chi ý, bởi vì thành này quá hảo hán, tại kia thành trì bốn phía, còn có từng khỏa tinh thần chuyển động, giống như vĩnh hằng, vạn cổ đến nay liền như thế. Hùng vĩ, bao la hùng vĩ, nguy nga, liền tinh thần đều chỉ có thể xoay tròn tại thành trì bốn phía, cái này cần đến cỡ nào khổng lồ. Cái này, liền là Dương Quan, Đế Quan Trường Thành một trong đông đảo, thành trì. Năm đó Lâm Tầm lần thứ nhất đến đây, tự từng bị bực này một màn chấn động. Bây giờ lần nữa đến đây, vẫn như cũ không khỏi sinh lòng gợn sóng. Thành này, chính là thời thái cổ kỳ một đám đế cảnh hái vực ngoại tinh thần đắp lên mà thành, vắt ngang thiên địa, giống như vĩnh hằng chi bích trướng, chống cự ngoại địch tại bên ngoài. Mà giống như vậy cự thành, tại Đế Quan Trường Thành bên trong nhiều vô số kể. Không khoa trương địa thuyết, Đế Quan Trường Thành có thể được vinh dự cổ hoang đệ nhất thiên tiệm, đế cảnh dừng bước chi địa có thể tuyệt không phải là nói ngoa. Đồng thời, Lâm Tầm sớm đã hiểu rõ, thái cổ thập phương đảo chiến trường chính, liền là tại cái này Đế Quan Trường Thành phụ cận. Khi đó, vì đối kháng vô danh đế tôn cấm kỵ trật tự lực lượng, không biết có bao nhiêu đại đế nhân vật ở đây ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết đã phổ ra một đoạn máu và lửa đổ lên khoáng thế truyền kỳ. Mà tại thập phương đạo chiến kết thúc về sau, Đế Quan Trường Thành liền thành cổ hoang vực kiên cố nhất một đầu phòng tuyến, cái này vô số tuế nguyệt đến nay, một mực phòng ngự ở đây, chống cự bát vực ngoại địch. Người đến người nào? Bỗng dưng, một đạo hét to theo kia nguy nga cự đại Dương Quan cửa thành bên trong truyền ra. Theo sát lấy, một đạo người mặc màu xanh giáp trụ, râu tóc viết ngoáy, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản ra thiết huyết khí tức khủng bố thân ảnh bỗng xông ra. Tại hắn quanh thân, đại đạo quang vũ như thác nước dòng lũ, sát phạt khí quấy nhiễu phong vân, xem xét liền là kinh nghiệm xa trường nhân vật cường hoành. Mà nhìn thấy đối phương,
Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình, cười nói, Thuấn Tịch tiền bối, đã lâu không gặp. Đối phương, chính là Thuấn Tịch, năm đó lần thứ nhất đến đây đế quan trường thành, Lâm Tầm đã từng bị trông coi cửa thành Thuấn Tịch hỏi thăm. Chỉ thấy Thuấn Tịch ánh mắt sững sờ, chợt tựu kêu lên, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Ngươi như thế nào lại trở về? Hắn vẻ mặt tươi cười, tiến lên cho Lâm Tầm một cái ôm đầy nhiệt tình. Ta tới cứu người, Lâm Tầm đạo, hắn một chút nhìn ra, nhiều năm không thấy, Thuấn Tịch đã đặt chân đế cảnh, chỉ là, rõ ràng là vừa mới đột phá không lâu, mới chỉ đế cảnh nhất trọng tu vi. Cứu người. Thuấn Tịch giật mình, ai? Tô Bạch, Lâm Tầm nói. Thuấn Tịch giật mình, nguyên lai là người tuổi trẻ kia, người này thực là một cái khoáng thế tuấn kiệt, một thân tu vi, so với năm đó ngươi cũng không thua kém bao nhiêu, tại đến Dương Quan về sau, thực lập xuống không ít lừng lẫy chiến công, thâm thụ hoan nghênh. Chỉ là... Nói đến đây, hắn lộ ra sầu não chi sắc, thanh âm cũng biến thành trầm thấp, chỉ là trước đó không lâu, người này ở ngoài thành giết địch, lại đột nhiên bị mai phục, đến mức tung tích không rõ, đến nay còn chưa từng trở về. Lúc ấy, trong thành có thật nhiều lão quái vật tự mình xuất động, tiến về nghĩ cách cứu viện, nhưng trên chiến trường quá mức hỗn loạn cùng dung chuyển, chúng ta tìm kiếm hồi lâu, cũng không có gặp tung tích dấu vết. Ai, ngươi không biết, bởi vì người này biến mất, chúng ta trong lòng đều là có chút áy náy. Thuấn Tịch thở dài, dù sao, trên đời này giống như người này như vậy nhân tài thật sự là quá hiếm có. Nói xong lời cuối cùng, Thuấn Tịch mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, hắn là gì của ngươi. Rất sớm trước đó thu một cái ký danh đệ tử, Lâm Tầm nói. Thuấn Tịch giật mình, ánh mắt phức tạp thì ra là thế, chỉ là, ngươi lần này sợ là phải thất vọng, bây giờ đế quan trường thành bên ngoài, bát vực ngoại địch khí thế hung hung, mỗi ngày đều có hung ác tàn khốc huyết chiến bộc phát. Muốn lại đi tìm kiếm một cái hạ lạc không biết người rất khó khăn. Lâm Tầm một chút trầm mặc, liền nói ra tiền bối, ngài cảm thấy Tô Bạch phải chăng đã không tại nhân thế. Thuấn Tịch lắc đầu, chúng ta từng tìm kiếm qua chiến trường, không có phát hiện người này vẫn lạc vết tích, rất nhiều người hoài nghi, người này cực có thể là bị bắt sống. Bắt sống? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lúc ấy địch nhân mai phục hắn là ai? Thuấn Tịch nói, đại la cổ vực một đám chuẩn đế. Hư hư thực thực còn có một vị đế cảnh khí tức ẩn hiện. Đại la cổ vực sao? Lâm Tầm ánh mắt thâm trầm, đại la cổ vực là một cái kiếm tu thế giới, năm đó ở cửu vực chiến trường, hắn tự từng cùng đại la cổ vực thiên kiếm các truyền nhân, danh liệt kiếm thanh trần, một trong thanh minh bát kiệt quyết đấu. Nếu thật là đại la cổ vực xuất thủ bắt sống Tô Bạch, có phải là hay không bởi vì Tô Bạch kia một thân kiếm cốt thiên phú? Như thế thật có thể. Lão Thuấn, nhanh, lập tức chiến đấu muốn bạo phát. Bỗng dưng, Dương Quan bên trong truyền ra một đạo thúc giục thanh âm. Thuấn Tịch khẽ giật mình, chợt lộ ra ngoan lệ chi sắc, kệ chứ, lúc này mới không đến ba ngày, những gì tộc kia tụ lại tới thật đúng là âm hồn bất tán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, tiểu hữu, nếu không, ngươi trước tiên ở Dương Quan nghỉ ngơi một phen, chờ ta giết địch trở về, mới cùng ngươi ôn chuyện. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, Lâm Tầm nói, ngươi sợ là còn không rõ ràng lắm. Bây giờ đế quan trường thành đã cùng năm đó không giống nhau, theo linh khí khôi phục, bát vực địch nhân tại gần nhất mấy chục năm bên trong, phát động nhiều lần toàn diện tiến công, có rất nhiều đế cảnh nhân vật ẩn hiện trong đó. Thuấn Tịch có chút do dự, có thể nói được nửa câu, hắn tựu ngây ngẩn cả người, bởi vì tại Lâm Tầm trên thân, lặng yên tràn ngập ra một cỗ thuộc về đế cảnh khí tức. Đủ tư cách a, Lâm Tầm cười hỏi. Đủ, quá đủ. Thuấn Tịch con ngươi tỏa sáng, sợ hãi than nói. Ta ở đây đóng giữ chém giết không biết bao nhiêu năm, mới thật không dễ dàng tại hơn 10 năm trước, bắt lấy cơ hội nhất cử thành đế, mà lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, tiểu tử ngươi lại đều đã là một vị đế cảnh tồn tại. Đi đi đi, việc này không nên chậm trễ, ta dẫn ngươi đi kiến thức, đế quan trường thành bên trên huyết chiến là bực nào hùng vĩ. Nói, hắn đã quay người, hướng Dương Quan bên trong phóng đi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, đem Cố Khê lại thu vào bảo vật bên trong, cái sau tu vi mới chỉ thánh cảnh mà thôi. Một khi đụng phải cái gì tác động đến, liền có thể gặp nạn. Sau đó, hắn lúc này mới đi theo Thuấn Tịch bay trốn đi. Dương Quan bên trong. Không khí ngột ngạt khắc nghiệt, rộng lớn có thể so với một phương thế giới thành trì bên trong, rất nhiều thân ảnh đang hành động, đều là hướng cùng một cái địa phương lao đi. Những này thân ảnh, đều là di tán lấy thiết huyết sát phạt chi khí, kinh nghiệm xa trường, thực lực yếu nhất đều có chuẩn đế cảnh tầng thứ. Mà làm thủ dẫn đội, rõ ràng là hai vị đế cảnh nhân vật. Chỉ bất quá gương mặt lạ lẫm, Lâm Tầm trước kia cũng chưa gặp qua. Đi qua Thuấn Tịch giới thiệu, Lâm Tầm thế mới biết, hai vị kia đế cảnh nhân vật, một cái Hào Tùng Vân chiến đế, đế cảnh nhị trọng.
Một cái Hào Thiên Tuyết Chiến Đế, Đế Cảnh Nhất Trọng. Đều là cùng Thuấn Tịch đồng dạng, đóng tại đế quan trường thành bên trên nhiều năm lão nhân, cũng là tại gần nhất mấy chục năm trung thành đế. Mà khi Lâm Tầm hỏi Mộc Phu Nhân, Lăng Tiêu Tử những lão nhân quen thuộc này, Thuấn Tịch lại lộ ra buồn vô cớ tiêu điều chi sắc, hốc mắt đều phiếm hồng. Hồi lâu, hắn mới lắc đầu than thở, bọn hắn a đều so ta đi trước một bước. Lâm Tầm không hiểu cảm thấy một trận không nói ra được buồn vô cớ. Những cố nhân kia, lại sớm đã mất đi. Chưa nói tới cái gì sầu não, liền là cảm thấy không thoải mái. Đi thôi. Thuấn Tịch đã đi đầu đuổi qua. Dương quan bên ngoài, là một mảnh tàn lụi, phá toái, hoang vu rộng lớn thế giới. Vô số năm qua, từng có vô số cường giả ở đây chinh chiến, có thể sống kéo dài tích chữ tới, chung quy là số ít. Đại đa số đều đã chôn xương ở đây, hóa thành một cụ hoàng thổ. Ô ô ô. Thiên địa lờ mờ, sát khí như nặng nề mây đen bao trùm tại thiên thượng, từng đợt thương mang tiếng kèn theo tại chỗ rất xa truyền đến, bằng thêm túc sát chi khí. Xa xa nhìn lại, giống như thủy triều thân ảnh, giống như một vệt đen theo tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa khoách tán ra, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể. Kia là tu đạo giả đại quân, mỗi người trên thân tán phát sát khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành thao thiên lang yên hắc vân, bao trùm thiên khung phía trên. Thiên địa biến sắc, phòng lùi kích đáng. Tại cái này rộng lớn, khắc nghiệt trên chiến trường, tử vong giống như vĩnh hằng bất biến chương mở đầu, dùng giết chóc cùng huyết thủy làm lời chú giải. Thật nhiều. Cổ hoang vực bên này, đóng tại dương quan tiền tuyến cường giả, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lần này địch nhân xuất động đội hình, muốn viễn siêu trước đó, quá mức khổng lồ, giống như dốc toàn bộ lực lượng, làm người sợ run. Mấy cái, Tùng Vân Chiến Đế trầm giọng vấn đạo, hắn là dương quan người cầm quyền, giống như nơi đây chi chủ, thống soái nhân vật. Sáu cái, bên cạnh Thiên Tuyết Chiến Đế trong khi trước con mắt, nổi lên tối tăm u quang, một chút dò xét, tự cho ra đáp án. Sáu cái đế cảnh. Thuấn Tịch phát ra một tiếng quái khiếu, khá lắm, đại la cổ vực đây là muốn làm cái gì, nhất cổ tác khí, đánh vỡ dương quan. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, âm trầm, đều là không nói lời nào. Ai cũng tin tưởng, địch nhân lần này tiến công, tất khác biệt tầm thường, cực có thể là muốn toàn lực ứng phó, nhất quyết thắng bại. Nửa ngày, Hợp Vân Võ Đế cắn răng một cái, trầm giọng hạ lệnh, phát ra cầu viện lệnh, liền nói dương quan báo nguy. Chúng ta liều chết mà chiến, nhiều nhất chỉ có thể thủ vững, có thể kiên trì bao lâu tự kiên trì bấy lâu đi. Bất kể như thế nào, liền là toàn bộ chiến tử, cũng nhất định phải đem cái này dương quan giữ vững. Tiếng như kinh lôi, vang vọng thiên địa ở giữa. Dương quan bên này, một đám cổ hoang vực cường giả cộng lại, cũng bất quá hơn ngàn chi chúng, còn có rất nhiều đều rõ ràng bị thương tại người. Nhưng lúc này, nhưng không có một người lùi bước. Mỗi người sắc mặt, đều là lộ ra kiên quyết, thong dong, bình tĩnh chi sắc. Lên! Thuấn Tịch cắn răng đại hống. Lên! Dương quan bên trên, tất cả mọi người giống to, âm thanh chấn cửu thiên thập địa. Vô luận là ở đây đóng giữ nhiều năm lão nhân, vẫn là gần nhất chút ít năm mới gia nhập cường giả, từ vừa mới bắt đầu, liền biết đế quan trường thành bên trên, sinh cùng tử bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Có lẽ chính bởi vì đã sớm chuẩn bị, bọn hắn mới có thể lộ ra thong dong như vậy và bình tĩnh. Xem chết chợt như về. Ô ô ô! Nơi xa, thương mang tiếng kèn càng ngày càng gần, những địch nhân kia thân ảnh giống như bao trùm đại địa bên trên dòng lũ, ngay tại cuốn tới. Kia cầm đầu, là từng cái khí tức kinh khủng tuyệt thế đế cảnh nhân vật, mỗi một cái, đều là phóng xuất ra làm thiên địa đều biến sắc chí cao đế uy. Đúng lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên nói, không phải 6 cái, mà là 9 cái. Một câu, để Tùng Vân Chiến Đế, Thiên Tuyết Chiến Đế, Thuấn Tịch đều là con ngươi co rụt lại, tâm cảnh càng thêm nặng nề. 9 cái đại đế cùng một chỗ giá lâm. Cuộc chiến này còn như thế nào đánh? Lên! Hợp Vân Võ Đế con mắt chuyển hồng, phát ra gào thét. Lên! Những người khác cũng cùng một chỗ gào thét. Đế quan trường thành là cổ hoang vực nhất là kiên cố phòng tuyến, một khi bị đạp phá, bắt vực ngoại địch chắc chắn đánh thẳng một mạch, đến lúc đó, toàn bộ cổ hoang vực sợ là đều đem lâm vào rối loạn. Tiểu Hữu, ngươi muốn đi làm cái gì, trở về. Bỗng dưng, Thuấn Tịch biến sắc, phát hiện Lâm Tầm đúng là một người, sớm rời đi dương quan phòng tuyến, hướng nơi xa chiến trường lao đi. Cái này khiến Thuấn Tịch tâm đều treo lên. Ta đi tìm bọn họ hỏi một chút, ta kia đồ nhi bây giờ ở nơi nào. Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm truyền đến, cũng không quay đầu lại, lẻ loi một mình, chắp tay tại cống, đã là đi vào kia rộng lớn, hoang vu huyết tinh trên chiến trường. Hồ nháo!
Tùng Vân Chiến Đế sắc mặt tái xanh, Thuấn Tịch, tiểu tử này là ai, vì cái gì dám không nghe hiệu lệnh, tự tiện hành động vạn nhất gặp nạn, ngươi nói cho ta, cứu hay là không cứu, nếu là cứu, nên như thế nào cứu? Hắn giận râu tóc dựng lên, rõ ràng thật sự nổi giận. Ta, Thuấn Tịch thần sắc âm tình bất định, cắn răng một cái, nói, vị này là Lâm Tầm tiểu hữu, bây giờ đã là đế cảnh tu vi, tin tưởng hắn đã dám làm như thế, hẳn là có nhất định nắm chắc. Đế cảnh, rất nhiều người đều động dung. Đích thật là đế cảnh tu vi, Thiên Tuyết Chiến Đế quan sát tỉ mỉ, lúc này mới gật đầu. Trước đó, Lâm Tầm khí tức nội liễm đến cực điểm, đừng nói là Thiên Tuyết Chiến Đế bọn hắn, liền là vừa cùng Lâm Tầm gặp mặt Thuấn Tịch, cũng đều kém chút không nhận ra được. Đế cảnh, Tùng Vân Chiến Đế thần sắc hòa hoãn không ít, vẫn như trước cả giận nói, đế cảnh lại như thế nào không nhìn rõ sở thế cục, thế nhưng là sẽ gặp khó khăn. Hiện tại còn chưa từng chân chính khai chiến, còn có vãn hồi cơ hội, Thuấn Tịch, nhanh để hắn trở về. Thuấn Tịch liền vội vàng gật đầu, có thể dương mắt xem xét, Lâm Tầm sớm đã đi xa, đi tới chiến trường kia chỗ sâu. Hắn lẻ loi trơ trọi một người, ngăn tại kia trùng trùng điệp điệp đánh tới đại quân trước đó. Lập tức, đừng nói là Thuấn Tịch, liền là Tùng Vân Chiến Đế, một đám đóng tại Dương Quan tiền tuyến cường giả, tâm đều treo lên. Lại là lo lắng lại là phẫn nộ, lúc này xính cái gì mạnh, đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới. Cùng này đồng thời, kia hảo đáng đại la cổ vực đại quân, cũng đều xuất hiện sao động, vạn phần kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Dương Quan bên kia, như thế nào phái ra một người đến đây. Đây là muốn chịu chết. Cầm đầu một đám khí tức kinh khủng đế cảnh nhân vật vung tay lên, sau lưng đại quân lập tức dừng bước. Cùng này đồng thời, những này đế cảnh ánh mắt đều là đồng loạt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân, sắc mặt mang theo kinh ngạc, nghiền ngẫm, khinh thường, nhe răng cười. Dương Quan bên kia là tự biết không địch lại, phái ngươi một cái tiểu tử đến đây chịu chết sao? Một cái da vẻ đạo mạo, chân đạp cổ kiếm thon gầy lão giả mở miệng, ánh mắt băng lãnh, lộ ra khinh thường. Cho ngươi một cái cơ hội, trở về nói cho Dương Quan những cái kia dê hai chân, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, từ bỏ chống lại, nếu không, chúng ta đạp phá Dương Quan thời điểm, liền là các ngươi diệt vong ngày. Một cái cao lớn uy mãnh tử bào nam tử hét to, như tiếng sấm thanh âm khuấy động càn khôn. Lâm Tầm ánh mắt quét qua những này đại la cổ vực cường giả, lạnh nhạt nói, ai biết Tô Bạch bây giờ ở nơi nào, trả lời ta, miễn cho khỏi chết. Ngôn từ tùy ý, lại là rõ ràng vang vọng tại mỗi một địch nhân trong tai. Cái này khiến những địch nhân kia cũng không khỏi kinh ngạc. Gia hỏa này một người mà thôi, lại vẫn dám ở trước vạn quân uy hiếp bọn hắn. Quả thực là phát rồ. Tô Bạch chân đạp cổ kiếm thon gầy lão giả như mày, ngươi nói là cái kia có được một bộ kiếm cốt người trẻ tuổi kia đích thật là một cái khó gặp hạt giống tốt, đáng tiếc, đời này ngươi sợ là không có khả năng gặp lại hắn. Xem ra, ngươi cũng biết ta kia đồ nhi, không sai, ngươi có thể sống lâu một hồi. Lâm Tầm nhìn kia thon gầy lão giả một chút. Muốn chết, trước hết xiết lại nói. Kia cao lớn uy mãnh tử bào nam tử nói, cầm lên một cây kim sắc chiến kích, na di hư không đánh tới, tiện tay quét qua, kim quang quét sạch, ngàn trượng hư không sụp đổ sụp đổ. Không được. Dương Quan trước, Tùng Vân Chiến Đế, Thiên Tuyết Chiến Đế, Thuấn Tịch bọn người đều biến sắc, nhận ra kia xuất thủ, chính là đại la cổ vực một vị đế cảnh nhân vật hung ác, có được đế cảnh nhị trọng tu vi, lúc trước nhiều lần chém giết chiến đấu bên trong, triển lộ ra cực kỳ cường hãn chiến lực. Dương Quan bên này, không ít cường giả liền là bị người này giết chết. Mà lúc này, mắt thấy người này đối Lâm Tầm xuất thủ, có thể nào không khiến người ta lo lắng. Có thể Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết, chỉ nhô ra một cái tay nhẹ nhàng vồ một cái. Kia chém giết mà tới kim sắc chiến kích, lập tức bị hắn siết trong tay, hời hợt, như là nắm một con ruồi. Sau đó, theo hắn thủ đoạn phát lực. Oanh! Kim sắc chiến kích trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng bay lả tả. Gặp phản chấn phía dưới, kiêu uy mãnh nam tử thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút theo trong hư không rơi xuống. Hắn bỗng nhiên biến sắc. Nhưng lại tại đồng thời, theo Lâm Tầm tay áo vung lên, vô biên đạo quang như sơn băng hải khiếu bao phủ ra, nghiền ép càn khôn, chiếu sáng sơn hà. Trong chốc lát, kia có đế cảnh nhị trọng tu vi uy mãnh nam tử, thân thể tự bị chấn nát thành vô số khối, hóa thành cho tàn bay lả tả. Vung tay áo, diệt đế. Bực này huyết tinh một màn, lúc này chấn động toàn trường. Khí thế hung hung mà tới đại la cổ vực cường giả, đều mắt trợn tròn, đều tựa như không dám tin tưởng mình con mắt. Lại nhìn cổ hoang vực bên kia, Thuấn Tịch, Tùng Vân Chiến Đế bọn hắn cũng đều trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ.
Trước đó bọn hắn còn tại lo lắng Lâm Tầm gặp nạn, có thể trong nháy mắt, ngược lại là bị hắn hời hợt gạt bỏ một vị đại đế. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá không thể tưởng tượng. Tựu loại này rác rưởi, cũng dám kêu gào, chết không có gì đáng tiếc. Lâm Tầm gõ gõ ngón tay, trong con ngươi nổi lên lạnh lẽo chi sắc, xem ra, không cần lại trì hoãn thời gian. Nhanh đồng loạt ra tay. Giết! Một tích tắc này, một đám đại la của vực đế cảnh nhân vật không dám tiếp tục chần chờ, toàn lực xuất kích, tế ra đế binh, thi triển đạo pháp, riêng phần mình triển lộ ra thao thiên đế đạo thủ đoạn. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, căn bản cũng không đủ xem. Chỉ thấy chân hắn đạp hư không, bàn tay liên đạn, từng đạo rực rỡ chói mắt kiếm khí cũng là tùy theo bắn ra. Mỗi lần một đạo kiếm khí, đều là lạc ấn quỷ thần khó lường chi huyền cơ, lăng lệ vô song, phách tuyệt đương thế. Làm cùng một chỗ lướt đi, loại kia kiếm khí đơn giản như muốn nối liền cửu thiên thập địa, đem cái này càn khôn xé rách, vạn vật chảm trừ. Phốc! Lúc này, tựu có một cái đế cảnh nhân vật bị đánh thành hai nửa, thi hài tại mênh mông kiếm khí bên trong bị hoàn toàn bốc hơi đi, hình thần câu diệt. Phốc phốc phốc! Sau đó trong thời gian, cái này đến cái khác đế cảnh tùy theo bị chu. Cái gì đế binh, cái gì đạo pháp, đều bị kia huy hoàng kiếm khí nghiền nát. Bất kỳ cái gì ngăn cản đều là như bọ ngựa đấu xe, không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn mấy cái trước mắt. Cái này xuất lĩnh đại quân mà đến 9 vị đế cảnh nhân vật, loại trừ kia thon gầy lão giả bên ngoài, đều bị Lâm Tầm chém giết tại chỗ. Quá nhanh. Cũng quá mức tấn mãnh cùng kinh khủng. Tại Lâm Tầm trước mặt, những cái này đế cảnh giống như lục bình cỏ rác, bị tùy ý diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Nguyên bản, Tùng Vân chiến đế, Thuấn Tịch bọn hắn đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Dự định như Lâm Tầm thật bị vây nhốt, vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn cứu trở về. Có ai nghĩ được, căn bản cũng không cho bọn hắn xuất thủ cơ hội, tại Lâm Tầm dưới tay, liền lên diễn một trường giết chóc đại đế huyết tinh từng màn. Thân là đế cảnh nhân vật, Thuấn Tịch bọn hắn cũng coi là trải qua thế sự chìm nổi, gặp nhiều giết chóc cùng huyết tinh. Nhưng lại chưa từng thấy, sát đế như giết gà tẻ khỉ cảnh tượng. Mấy cái nháy mắt mà thôi, có thể Lâm Tầm chỗ triển lộ ra lực lượng. Lại là kém chút tự phá vỡ bọn hắn nhận biết, cả người đều ngẩn ở đây kia, nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Còn như Dương Quan tiền tuyến những cường giả khác, đều trừng to mắt, há to mồm, ngốc trệ tại kia. Cái này, sao một cái cường chữ đến? Nơi xa trên chiến trường. Thon gầy lão giả toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh như tương dịch tựa như toát ra, hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài, hoàn toàn bị hù dọa. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Bên người những đồng bạn kia sẽ vẫn lạc nhanh như vậy. Đây chính là từng cái đại đế à. Nhưng tại người trẻ tuổi trong tay, không chịu được như thế. Đông. Không đợi thon gầy lão giả phản ứng, tự bị đánh cho bất tỉnh đi qua. Sau đó, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh tại hư không lóe lên. Xôn xao. 3000 đạo phân thân lít nha lít nhít gào thét mà ra, che khuất bầu trời, mỗi một cái đều là có được áp đảo chuẩn đế phía trên, gần với đế cảnh tu vi. Đây cũng là hắc thủy đạo thể thiên phú thần thông 3000 nhược thủy. Mỗi một bộ phân thân có lực lượng, đều là vẻn vẹn chỉ so với hắc thủy đạo thể thấp một cái đại cảnh giới. Giống như bây giờ Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại đạo thể đều đã có được đế cảnh ngũ trọng tu vi, có thể hắc thủy đạo thể cái này 3000 phân thân, có chiến lược tối đa cũng chỉ có thể triển lộ ra chuẩn đế phía trên trình độ. Đương nhiên, là tuyệt đỉnh chuẩn đế phía trên trình độ. Xa xa đại la cổ vực đại quân, chú trọng chỗ tại một loại chấn kinh choáng váng trạng thái, hoàn toàn liền không có theo những cái kia đế cảnh nhân vật vẫn lạc bên trong lấy lại tinh thần, tựu lại thấy được Lâm Tầm kia 3000 phân thân đồng xuất một màn, lập tức, cả người đều có sụp đổ cảm giác. Chỉ tiếc, trận này giết chóc chú định sẽ không vì bọn hắn chỉ hoãn nửa điểm thời gian. Ầm ầm. Trong hư không, 3000 phân thân đồng thời xuất động, liền giống với ba thiên tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh Lâm Tầm đồng loạt ra tay, bản thân liền là một chi kinh khủng vô biên đại quân. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong chiến trường giết chóc nổi lên bốn phía, huyết tinh tràn ngập, vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thét lên, thương xót liên tiếp vang lên. Vẹn vẹn chỉ là giết chóc bắt đầu trước tiên, kia chừng hơn vạn chi chúng đại la cổ vực đại quân liền trực tiếp sụp đổ, không biết bao nhiêu người phát ra hoảng sợ thét lên, hoảng hốt mà chạy. Lão thiên! Vì kia Lâm Tầm tiền bối còn là người sao? Quá mạnh, một người, đè ép một vực chi địch. Dương Quan tiền tuyến bên này, vô số kinh hô vang lên, mỗi cái cường giả sắc mặt tràn ngập chấn động, kích động đến toàn thân run rẩy. Còn lo lắng cái gì, giết ra ngoài. Tùng Vân chiến đế phát ra gào thét, cả người cũng phấn khởi mười phần, ánh mắt phát sáng, nội tâm lo nghĩ, nặng nề sớm đã quét sạch sành xanh.
Hắn trước tiên tựu vọt lên đi qua. Giết! Thiên Tuyết Chiến Đế cùng Thuấn Tịch cũng theo sát phía sau. Tan đàn xẻ nghé, binh bại như núi đổ. Theo Lâm Tầm gạt bỏ những cái kia đế cảnh nhân vật về sau, đã chú định cuộc chiến tranh này, Đại La Cổ Vực lại không đảo ngược cơ hội. Mà khi Lâm Tầm thi triển ra Thiên Phú Thần Thông về sau, không thể nghi ngờ là tiến một bước ra tốc địch nhân tan tác cùng diệt vong. Cho nên làm cổ hoang vực bên này đại quân tại Tùng Vân Chiến Đế xuất lĩnh dưới, mới vừa vặn giết tới chiến trường không lâu, cuộc chiến đấu này liền đã đi vào hồi cuối. Bị bọn hắn giết chết, cũng vẻn vẹn chỉ là một chút cá lọt lưới thôi. Nửa khắc đồng hồ sau, kia rộng lớn trên chiến trường, huyết tinh tràn ngập, gặp lại không đến bất luận cái gì tung tích của địch nhân. Cái này khiến nội tâm nhiệt huyết dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi Tùng Vân Chiến Đế bọn người, thậm chí đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, thất vọng mất mát cảm giác. Cho đến chiến đấu kết thúc, mọi ánh mắt đều là đồng loạt nhìn phía cùng một cái phương hướng, cùng là một người. Lâm Tầm. Trước đó, ai có thể nghĩ tới cái này lẻ loi một mình tự tiện hành động người trẻ tuổi, có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi kinh khủng chiến lực. Đơn giản tựa như thần minh lâm thế, quét ngang hết thảy địch. Lúc này, lại nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt mọi người đều đã trở nên không giống, thêm ra một cỗ phát ra từ nội tâm chấn động, kính sợ cùng tôn trọng. Tại cái này đế quan trường thành bên trên, cổ xưa vãng kim đến không biết hiện ra bao nhiêu truyền kỳ cự phách, mỗi một cái đều có lấy xúc động lòng người lừng lẫy chiến tích. Mà tại trận chiến ngày hôm nay về sau, cũng là khiến mọi người ý thức được, chỉ bằng trận chiến này, liền đủ để cho người trẻ tuổi trước mắt này ghi vào vạn cổ sử sách, lưu danh vạn thế. Trước đó, là tại hạ nhìn lầm, khinh thường đạo hữu năng lực, mong rằng chuộc tội. Tùng Vân Chiến Đế chắp tay hành lễ, lộ ra vẻ xấu hổ. Lâm Tầm cười đem đối phương đỡ dậy, người không biết không tội, huống chi, hành động lần này vốn là ta tự tác chủ trương, ngược lại để chư vị lo lắng. Ha ha ha, chớ có khiêm tốn, lần này tiểu hữu ngươi thế nhưng là dùng sức một mình, cứu vớt cả tòa Dương Quan. Thuấn Tịch cười lớn đi tới. Đi, hồi trở lại Dương Quan hảo hảo trò chuyện, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn hảo hảo chiêu đãi đạo hữu, để bày tỏ chúng ta trong lòng lòng biết ơn. Thiên Tuyết Chiến Đế cười nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ chờ mong, nếu có thể cùng dạng này một vị nhân vật truyền kỳ nâng cốc ngôn hoan, cũng có thể đủ xem như tự thân tu đạo kiếp sống bên trên một trang nổi bật. Đã thấy Lâm Tầm lắc đầu, chư vị, vẫn là chờ Lâm Mỗ tìm về đồ đệ về sau, lại đến cùng chư vị cùng một chỗ uống. Mọi người khẽ giật mình. Tiểu hữu, Tô Bạch hắn, Thuấn Tịch không nhịn được hỏi. Nên không có việc gì, chỉ bất quá, ta có thể muốn tiến về Đại La Cổ Vực đi một lần. Lâm Tầm nói, liền đem kia bị bắt dưới thon gầy lão già thả ra, chư vị không cần phải lo lắng, có lão già tại, tin tưởng nhất định có thể tìm hồi trở lại ta kia đồ nhi. Thuấn Tịch bọn người nhao nhao khuyên can, bởi vì kia Đại La Cổ Vực, chung quy là địch nhân địa bàn, mạo muội tiến về, sợ là sẽ phải ra rất nhiều nguy hiểm. Có thể Lâm Tầm đã quyết định đi, cuối cùng vẫn rời đi. Cái gì Đại La Cổ Vực, dùng hắn bây giờ chiến lực, dù là liền là bị áp chế tu vi, dù là liền là gặp được chấp trưởng một đạo chi lực, đế tổ cũng đều có thoát thân năng lực. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh rời đi, biến mất tại chiến trường nơi xa, Thuấn Tịch bọn người đều là ánh mắt phức tạp, không biết nên vui hay buồn. Một trận chiến này, Đại Hoạch toàn thắng, vốn nên ăn mừng. Có thể Lâm Tầm một mình tiến về Đại La Cổ Vực, nhưng lại làm cho bọn họ lại không khỏi lo lắng. Đi, chúng ta trở về đi. Thuấn Tịch trước tiên mở miệng, Lâm Tầm tiểu hữu chiến lược mạnh, vừa rồi chư vị đều sớm đã được chứng kiến, hắn đã dám làm như vậy, hẳn là có chỗ ỷ vào, huống chi, cho dù chúng ta lại lo lắng, thế nhưng không giúp đỡ được cái gì à. Mọi người đều gật đầu. Đi, trở về cùng ta hảo hảo nói một chút vị này Lâm Tầm tiểu hữu sự tình, trước kia ta vẻn vẹn biết rõ, cổ hoang vực ra một nhân vật không tầm thường, cũng không có từng muốn, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, vị trẻ tuổi kia, đều đã là một vị cổ tay thông thiên đại đế. Tùng Vân Chiến Đế nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Thiên Tuyết Chiến Đế bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, hét lớn, đúng rồi, nhanh phát ra mệnh lệnh, chưa cầu cứu, lệnh rút về, mặt khác nói cho đế quan trưởng thành, cái khác cứ điểm bên trên, về sau cái này Dương Quan, vô địch người dám phạm. Nguyên lai, là bắt được Thiên Kiếm Các. Trên đường, Lâm Tầm đem kia thon gầy lão giả đánh giết, lục soát hắn nguyên thần, rất nhanh liền hiểu được muốn biết sự tình. Nguyên lai trước đó không lâu thời điểm, tại đế quan trường thành trong chiến trường biểu hiện cực kỳ chói mắt Tô Bạch, đã sớm bị Đại La Cổ Vực để mắt tới. Thế là tại một trận trong chém giết, những này Đại La Cổ Vực cường giả tỉ mỉ chuẩn bị một trận mai phục,
thậm chí vì bắt sống Tô Bạch, càng là xuất động một tôn kiếm đế. Tôn này kiếm đế, liền là giờ phút này bị Lâm Tầm giết chết thon gầy lão giả. Tại hắn thần hồn trong trí nhớ, Tô Bạch đang bị bắt sau đó, tự bị trước tiên mang đến đại la của vực Thiên Kiếm Các. Mà Thiên Kiếm Các bắt sống Tô Bạch mục đích rất đơn giản, chính là vì trên người hắn bao hàm sinh thiên phú kiếm cốt chi lực. Cũng không phải là vì cướp đoạt thiên phú, mà là vì dùng bí pháp thanh tẩy Tô Bạch ký ức, để hắn triệt để hiệu trung Thiên Kiếm Các. Dựa theo Thiên Kiếm Các phỏng đoán, Tô Bạch bực này tuyệt đỉnh chuẩn đế, về sau thế tất là muốn trở thành một tôn tuyệt thế kiếm đế. Kiểu người như vậy nếu có thể nắm giữ trong tay, không thua gì là tông môn bồi dưỡng được một lá bài tẩy. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm không nhịn được cười lạnh, cái này Thiên Kiếm Các ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay, đáng tiếc, bọn hắn dám đem chú ý đánh tới trên đầu mình, đơn giản liền là tự chịu diệt vong. Không có trì hoãn, Lâm Tầm bắt đầu toàn lực đi đường. Dựa theo kia thon gầy lão giả ký ức, thông qua kia một mảnh rộng lớn chiến trường về sau, lại vượt ngang nhiều cái phá toái thế giới vị diện, liền có thể đến đại la cổ vực. Thiên Kiếm Các cũng tốt tìm, cái này tông môn là đại la cổ vực đệ nhất kiếm tông, thiên hạ đều biết, chỉ cần đến đại la cổ vực, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới. Vẹn vẹn một ngày sau, đại la cổ vực, Lâm Tầm thuận lợi tiến vào bên trong. Giới này thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm, có thể đã không so được tại linh khí khôi phục bên trong sinh ra kịch biến cổ hoang vực, như đặt tại trước kia, cổ hoang vực hoàn toàn chính xác kém xa tít tắp giới này. Lâm Tầm chắp tay tại cống, hành tẩu tại một mảnh sơn hà chi gian, giống như một cái lữ nhân, nhưng nhìn là đi bộ nhàn nhã, kỳ thực tốc độ lại không thể tưởng tượng nổi nhanh. Như thế suy đoán, đại la cổ vực sở dĩ tại gần nhất liên tiếp tiến về đế quan trường thành, phát động thế công, sợ cũng là đã ý thức được, một khi cổ hoang vực tại linh khí khôi phục bên trong trở nên càng ngày càng mạnh, về sau thế tất đem nghiêm trọng uy hiếp được bọn hắn đại la cổ vực. Đồng thời, nếu có thể giết vào cổ hoang vực, cướp đoạt cổ hoang vực địa bàn, giống như cũng có thể hưởng thụ được linh khí khôi phục mang đến các loại cơ vận cùng chỗ tốt. Một bên đi đường, Lâm Tầm một bên suy nghĩ, đại khái đã hiểu đại la cổ vực tại gần nhất những năm này liên tiếp phát động chiến tranh ý đồ. Đối với mấy cái này, Lâm Tầm tịnh không để ý. Hắn này đến, vẹn vẹn chỉ là vì đem Tô Bạch cái này nhiều năm không thấy ký danh đệ tử mang về. Nhìn, dọc theo con đường này thấy tu đạo giả, kỳ thực cùng cổ hoang vực cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng cửu vực ở giữa cửu hận sớm đã kết xuống, cái này vô số năm qua tích lũy nợ máu, về sau khẳng định là muốn có một cái kết thúc. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng đang quan sát, khi đi ngang qua một chút thành trì chi địa, chứng kiến hết thảy, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Tựa như lúc này, hắn hành tẩu tại cái này đại la cổ vực bên trong, tựu liền thiên địa ở giữa đại đạo lực lượng, cũng cùng cổ hoang vực không có nhiều khác nhau, nhiều nhất chỉ có thể đem hắn tu vi áp chế ở đế cảnh tam trọng đỉnh phong trình độ mà thôi. Mà chính là bằng đây, để Lâm Tầm liệu định, đại la cổ vực bên trong, đoạn không có khả năng tồn tại tu vi vượt qua đế cảnh tam trọng đế cảnh. Thiên Kiếm Các, đại la cổ vực đệ nhất kiếm tông, danh xưng vạn kiếm hội tụ chi địa. Vô số năm qua, Thiên Kiếm Các giống như một cái không thể lay động chút tể, bị đại la cổ vực vô số tu đạo giả coi là triều thánh chi địa. Thanh Nhai Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Các chiếm cứ chi địa. Núi này trung linh thần tú, hùng hồn chập trùng, hàng năm bị thủy quang thần hy bao phủ, bị coi là đại la cổ vực đệ nhất phúc địa. Ngày này, Thanh Nhai Kiếm Sơn giữa sườn núi, một tòa tọa lạc tại vách núi một bên cổ lão trong cung điện. Một đám Thiên Kiếm Các cao tầng đại nhân vật hội tụ trong đó. Cầm đầu là cả người dáng dấp thẳng tắp, râu tóc xám trắng, hắc bào mặc trên người nam tử, ánh mắt sắc bén như kiếm, đứng chắp tay, tự có lớn lao uy nghiêm. Hoa Vân Độ, Thiên Kiếm Các trưởng giáo. Tự thân cũng là một vị đế cảnh nhân vật. Còn không được, Hoa Vân Độ nhíu mày hỏi. Một cái mực bào lão già mập lùn lắc đầu, cái này Tô Bạch ý chí vô cùng cứng cỏi cường đại, cho dù chúng ta thi triển bí pháp, nhất thời nửa khắc cũng rất khó đem nó ý chí đánh, kể từ đó, muốn thanh tẩy khứ trừ hắn ký ức, căn bản chính là vô kế khả thi. Hừ, Hoa Vân Độ ánh mắt u lãnh, vô luận như thế nào, cũng muốn đem người này triệt để hàng phục, cổ hoang vực đệ nhất tuyệt đỉnh chuẩn đế, lại người mang vạn cổ khó gặp kiếm cốt, nếu có thể làm việc cho ta, về sau, ta Thiên Kiếm Các nói không chính xác liền sẽ thêm ra một vị kiếm đạo thông thiên khoáng thế đại đế. Vâng, mực bào lão già mập lùn gật đầu, chợt nói, bất quá, hiện tại chỉ sợ không cách nào lại vận dụng bí pháp. Vì cái gì, Hoa Vân Độ hỏi. Mực bào lão già mập lùn vội vàng nói, những ngày này dùng bí pháp bào chế người này, đã sớm đem hắn thần hồn, tâm cảnh dày vò đến sắp sụp đổ, như lại tiếp tục, người này kia một thân đạo hạnh cực có thể sẽ sụp đổ,
Nếu như thế, liền là cuối cùng có thể đem nó hàng phục, sợ cũng sẽ biến thành một cái phế vật. Hoa Vân Độ khẽ giật mình, khua tay nói thôi, ta cho ngươi thêm thời gian 10 ngày. Nói, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, tiến về Dương Quan Đại Quân, nhưng có tin tức truyền về. Mọi người lắc đầu. Có người thấp giọng nói, trưởng giáo, lúc này mới không đến 2 ngày thời gian, kia cổ hoang vực tay trấn thủ Dương Quan mặc dù không chịu nổi, nhưng tốt xấu cũng có mấy cái đế cảnh tỏa trấn, muốn nhất cử có thể bắt được, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, lần này tại ta Thiên Kiếm các hiệu lệnh phía dưới, liên hợp đại la cổ vực hơn ngàn cái thế lực lớn tinh nhuệ lực lượng, vẹn vẹn chỉ là xuất động đế cảnh nhân vật tự có 9 vị, tin tưởng lần này đạp phá Dương Quan, cũng là ở trong tầm tay. Mọi người tinh thần nhất trấn. Bây giờ, cổ hoang vực linh khí khôi phục, hiện ra đại thế dấu hiệu, nếu có thể đem cổ hoang vực chiếm lấy, đối bất luận cái gì đại la cổ vực thế lực mà nói, đều không thua kém đạt được một lần toàn diện tăng lên thực lực bản thân cơ hội. Cái này cổ hoang vực không thẹn là vạn đạo khởi nguyên chi địa, cho dù đã rách nát vô số năm, nhưng khi mai kia thức tỉnh, chỗ tỏa ra lực lượng, vẫn như cũ xa xa không phải chúng ta bát vực chi địa có thể so sánh. Hoa Vân Độ cảm khái, bất quá còn tốt, lần này bát vực thế lực đồng thời xuất động, cổ hoang vực đế quan trường thành mặc dù phòng ngự mạnh hơn, cũng chắc chắn bị đạp phá, đến lúc đó. Mới nói được cái này, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên theo đại điện truyền ra ngoài đến. Theo Lâm Mỗ xem, các ngươi đợi không được khi đó. Hời hợt một câu, lại làm Hoa Vân Độ một đám Thiên Kiếm các đại nhân vật cùng nhau biến sắc, cùng một chỗ xông ra đại điện. Chỉ thấy xa như vậy chỗ thiên khung phía dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo tuấn nhổ thân ảnh, một bộ đồ đen, lạnh nhạt xuất trần. Ngươi là người phương nào? Hoa Vân Độ con ngươi như điện, liếc nhìn Lâm Tầm, thần sắc uy nghiêm. Những người khác cũng đều thần sắc khác nhau, tựa như đều không nghĩ tới, tại cái này đại la cổ vực bên trong, ai còn dám chạy đến bọn hắn Thiên Kiếm các khiêu khích. Lâm Tầm không đáp, chỉ dùng ánh mắt quét qua Hoa Vân Độ mọi người, tiện tay vạch một cái. Ông, một đạo ngàn trượng kiếm khí như dải lụa hoành không mà ra, phóng xuất ra hừng hực ánh sáng chói mắt, đem mảnh này thiên địa đều chiếu sáng, sơn hà thất sắc. Chém xuống một cái. Tại Thanh Nhai Kiếm Sơn trên dưới, bao trùm lấy tầng 64 hộ sơn cấm trận, trải qua vô số năm không ngừng hoàn thiện, loại kia đại trận chi lực, có thể đủ kháng trụ đế cảnh nhân vật một kích toàn lực. Cho nên, khi thấy một màn này, Hoa Vân Độ bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt tự chảy ra hoang đường chi sắc, cảm thấy không nói ra được buồn cười. Gia hỏa này là điên rồi đi. Làm đại la cổ vực đệ nhất kiếm tông, vô tận tuế nguyệt đến nay, cái nào tu đạo giả dám như vậy đến đây mạo phạm. Hoàn toàn liền là không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Nhưng mà, lúc cái này dưới một kiếm lạc, kia bị Hoa Vân Độ bọn người coi là kiên không thể phá hộ sơn đại trận, lại tựa như giấy, bị nhất trọng trọng phách lên. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bụi mù di tán. 64 tòa hộ sơn đại trận, tại lúc này bị từ giữa đó mạnh mẽ bổ ra một cái to lớn vô cùng khe hở. Bị đại trận phòng ngự trong đó Thanh Nhai Kiếm Sơn, đều bị chém ra một vết nứt, nguy nga hùng hồn ngọn núi lệch, ầm vang rơi xuống. Một kiếm khai sơn, đứng yên Thanh Nhai Kiếm Sơn giữa sườn núi Hoa Vân Độ bọn người, đều là vô ý thức né tránh, mặc dù tránh đi cái này đáng sợ vô biên một kiếm, chỉ là sắc mặt đều đã trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Một kiếm, tự phá mất bọn hắn tông môn kiên cố nhất phòng ngự, đem bọn hắn sơn môn đều kém chút hủy đi. Bọn hắn chỗ này sẽ không rõ, đối phương cũng không phải là cuồng vọng, mà là có tuyệt đối lực lượng cùng lực lượng. Thanh Nhai Kiếm Sơn bên trên, kinh hoàng thét lên nổi lên bốn phía, nơi dừng chân trong đó vô số thiên kiếm các truyền nhân đều là hãi nhiên chạy trốn, tràng diện hỗn loạn. Chém ra một kiếm này về sau, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Từ hôm nay, Thiên Kiếm các đem xóa tên khỏi thế gian, Lâm Mỗ cho các ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thế gian, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là chết. Kia thanh âm bình tĩnh giống như gió lốc, quét sạch thiên địa, để không biết bao nhiêu người biến sắc. Muốn chết, một cái khôi ngô trung niên bạo xông mà ra, cái này rõ ràng là một vị đại đế nhân vật, giương tay vồ một cái, một mảnh nếu như dung nham hỏa diễm tựa như dòng thác kiếm khí, tự hướng Lâm Tầm bạo sát mà đi. Lâm Tầm tay áo vung lên, đạo quang oanh minh, cuốn lên vô số trắng xóa kiếm khí, nhét đầy càn khôn chi gian, đem vạn trượng thanh minh phủ kín. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, khôi ngô trung niên phát ra không cam lòng gào thét, cả người bị kiếm khí càn quét, hóa thành cho tàn bay lả tả. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Tầm trong môi khẽ nhả mấy chữ. Toàn trường yên tĩnh, Hoa Vân Độ đám người đã là tay chân lạnh buốt, vừa kinh vừa sợ.
Đánh vỡ đầu bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, tại cái này đại la cổ vực, khi nào ra dạng này một vị kinh khủng vô biên nhân vật. Vung tay áo sát đế. Cái này khiến bọn hắn đều bị lớn lao kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta Thiên Kiếm Các chưa từng trêu chọc qua ngươi, vì sao muốn phá hư ta sơn môn, giết chúng ta người? Hoa Vân Độ nghiêm nghị nói. Ngay cả ta cũng không biết, cũng dám cầm đồ nhi ta, các ngươi Thiên Kiếm Các thật to gan à. Lâm Tầm lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, hiện tại, đã đi qua 5 cái hô hấp thời gian. Hoa Vân Độ đám người sắc mặt lại là biến đổi. Mà tại Thanh Nhai Kiếm Sơn trên dưới, những cái kia Thiên Kiếm Các truyền nhân sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, lúc này đều liên tục không ngừng chỗ hoảng hốt chạy trốn, lên núi bên ngoài lao đi. Dừng lại, tất cả đứng lại cho ta, có đại nhân vật nghiêm nghị đại hống. Có thể cái này nhất định là phí công, cao ốc đem che, ai dám không bỏ mạng chạy trốn. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Một chút lão quái vật gào thét, con mắt chuyển hồng, cùng một chỗ liền xông ra ngoài, giống như liều mạng, mỗi một cái đều là thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm. Vùng vẫy giấy chết, Lâm Tầm bàn tay tại nắm vào trong hư không một cái, một đạo lập lòe kiếm khí hội tụ, quét ngang mà ra. Ầm ầm, trời đất sụp đổ tựa như nổ đùng vang vọng. Chỉ thấy những cái kia lão quái vật bọn họ, đều là tại thoáng qua tự bị gạt bỏ không còn, thân thể cùng nguyên thần nếu như bọt biển tiêu tán không thấy. Mắt thấy một màn này, Thiên Kiếm Các trên dưới, đều vong hồn đại mạo, triệt để sụp đổ, những cái kia truyền nhân điên cuồng chạy trốn. Hoa Vân Độ bọn người thất hồn lạc phách, ánh mắt tràn ngập ngơ ngẩn. Vô số năm qua, Thiên Kiếm Các nếu như không thể lay động chú tể, sừng sững đại la cổ vực phía trên, uy hiếp thiên hạ. Tại cái này chúng sinh trong lòng, bọn hắn liền như là chí cao vô thượng thần chỉ, có thể vạn cổ vĩnh tồn. Nhưng lại tại hôm nay, vẹn vẹn một người, một kiếm khai sơn, vung tay áo sát đế, dao động toàn bộ Thiên Kiếm Các căn cơ. Cái này quá kinh khủng. Để Hoa Vân Độ bọn hắn hoàn toàn tựu không kịp chuẩn bị, thậm chí cho đến lúc này đều không thể biết rõ đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đây hết thảy, đều phát sinh quá nhanh. Chúng ta nhận thua, Hoa Vân Độ trong môi đắng chát, ánh mắt ảm đạm, chỉ hy vọng đạo hữu thủ hạ lưu tình, chớ có thương tới vô tội. Những người khác đều buồn theo tâm tới. Trước sau bất quá thời gian qua một lát, nhưng bọn hắn tình cảnh lại rớt xuống ngàn trượng, tựa như theo thiên thượng rơi xuống phàm tục, loại kia chênh lệch, loại kia sợ hãi, để bọn hắn thậm chí có sụp đổ cảm giác. 10 cái trong nháy mắt đã qua, hiện tại mới nhận thua đến muộn. Mà khi Lâm Tầm câu nói này truyền ra, đơn giản tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ, Hoa Vân Độ một đám Thiên Kiếm Các cao tầng, đều lộ ra điên cuồng thần sắc. Liều mạng, giết, bọn hắn gào thét, toàn bộ xông ra, con mắt tinh hồng, giống như bỏ mạng hung đồ, bị kích thích đến phát cuồng nổi điên. Có thể cái này như bay nga dập lửa. Lâm Tầm dậm chân hư không, tay áo phiêu sắt, theo hắn tiến lên. Long trời lở đất, sơn hà sụp đổ, các loại đại đạo áo nghĩa hóa thành lăng lệ vô song kiếm khí gào thét mà ra. Phốc phốc phốc, cái này đến cái khác Thiên Kiếm Các đại nhân vật ngã xuống, huyết thủy nhuộm đỏ hư không, khí tức tử vong không ngừng lan tràn, để thiên địa lâm vào một trận luyện ngục cảnh tượng bên trong. Cho đến khi Lâm Tầm đi vào kia sớm đã sụp đổ Thanh Nhai Kiếm Sơn bên trên, bao quát Hoa Vân Độ ở bên trong một đám Thiên Kiếm Các cao tầng, đều là đã chết tại chỗ. Loại kia thế như trẻ tre sát phạt tư thái, nghiễm nhiên tựa như vô địch. Khu vực phụ cận, rất nhiều Thiên Kiếm Các truyền nhân còn tại hoảng hốt chạy trốn, từng cái dọa đến thất kinh, hoảng sợ như chó. Lâm Tầm không để ý đến những này tiểu nhân vật. Hắn trực tiếp đi vào phía sau núi. Tại một tòa hắc ám u lãnh dưới mặt đất trong lao tù, gặp được Tô Bạch. Tô Bạch toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, cô quạnh như mộc tựa như ngồi ở kia, cơ thể bên trên vết kiếm vô số, tiên huyết phảng phất như đều đã chảy khô. Tại cái này tối tăm không mặt trời trong lao tù, hắn không biết trải qua bao nhiêu tra tấn cùng giày vò, nếu không phải còn có từng sợi sinh cơ ba động truyền ra, đơn giản tựu cùng một người chết không có gì khác biệt. Lâm Tầm đi lên trước. Năm đó hắn sở dĩ thu nhận Tô Bạch là ký danh đệ tử, một là người này tính tình kiên nghị, thứ hai là người này người mang kiếm cốt, cùng Vân Khánh Bạch có tương tự thiên phú. Còn như có bao nhiêu yêu thích, lại là chưa nói tới. Nhưng lúc này, làm mắt thấy hắn bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nhíu mày. Tô Bạch khi tỉnh lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt. Hắn giật mình, tựa như khó có thể tin, nửa ngày mới kích động nói, là sư tôn cứu được Đổ Nhi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ngươi thương thế rất nặng, cũng may không làm bị thương đạo cơ, lần này cùng ta trở về, tựu cùng một chỗ tiến về vạn đạo giới đi. Tô Bạch hung hăng gật đầu.
Những trong năm này, hắn sớm đã là cổ hoang vực tuyệt đỉnh chuẩn đế đệ nhất nhân, tính tình kiên nghị quái gở, được không biết bao nhiêu tu đạo giả chỗ tôn sùng. Nhưng lúc này tại Lâm Tầm trước mặt, lại giống như tay chân luống cuống thiếu niên, lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, sư tôn, là đồ nhi vô năng, cho ngài mất thể diện. Lâm Tầm đem nó từ dưới đất đỡ dậy, vỗ vỗ hắn bả vai, nói, tại ta rời đi những năm này, một mình ngươi liền có thể xông ra lớn như thế thành tựu, đã để ta cảm thấy thật bất ngờ, nói đến, có lỗi với ngươi chính là ta mới đúng. Hắn phát ra than nhẹ. Năm đó thu nhận Tô Bạch làm đồ đệ không lâu, hắn tự vội vàng rời đi, tiến về Côn Luân Khư, nhiều năm như vậy đi qua, căn bản chưa từng cho Tô Bạch bất kỳ chỉ điểm cùng trợ giúp. Tại dưới bực này tình huống, Tô Bạch lại có thể bằng vào tự thân lực lượng, tại đạo đồ phía trên hát vang tiến mạnh, để Lâm Tầm động dung sau khi, trong lòng không khỏi cũng có thua thiệt chi ý. Sư tôn, ngài ngàn vạn lần đừng có nói như vậy, nếu không phải là ngài lúc trước thu ta nhập môn, ta Tô Bạch chỗ này có thể có cơ hội đạp vào đạo đồ. Tô Bạch vội vàng nói. Lâm Tầm cười, Tô Bạch mặc dù sớm đã trưởng thành, lại không là năm đó kia chất phác nổi liếm dày cỏ thiếu niên, có thể hắn thực chất bên trong kiên nghị giản dị, nhưng lại chưa cải biến. Đi thôi. Lâm Tầm nói, liền mang theo Tô Bạch rời đi tòa này hắc ám lao ngục. Ngày này, thiên kiếm các bị đạp phá, bao quát trưởng giáo Hoa Vân Độ ở bên trong một đám cao tầng đại nhân vật đền tội, tin tức truyền ra, toàn bộ đại la cổ vực chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Cho đến khi mọi người tiến về điều tra, chỉ thấy kia được vinh dự thiên hạ đệ nhất phúc địa Thanh Nhai Kiếm Sơn, sớm đã sụp đổ là phế tích, hắn trong núi chôn giấu linh mạch đều bị rút đi. Đến tận đây, mọi người mới rốt cuộc dám khẳng định, kia xưng bá đại la cổ vực vô số tuế nguyệt đệ nhất kiếm tông đã triệt để biến thành lịch sử bụi bặm. Đây hết thảy là ai làm? Không người biết được. Cũng là tại về sau tuế nguyệt bên trong, mọi người mới rốt cuộc hiểu rõ đến, năm đó kia dùng sức một mình phá vỡ toàn bộ thiên kiếm các chính là thần thánh phương nào. Mà khi đó Lâm Tầm, sớm đã là vạn giới công nhận một vị vô thượng truyền kỳ. Tựa hồ là vì đền bù Tô Bạch cái này ký danh đệ tử, tại Tô Bạch thương thế khép lại về sau, Lâm Tầm cũng không như vậy trở về cổ hoang vực. Mà là mang theo Tô Bạch cùng một chỗ, tiến về tiếp giáp tại Đại La cổ vực bên cạnh Huyết Ma cổ vực. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng không sốt ruột đi đường, mà là mang theo Tô Bạch hành tẩu sơn hà ở giữa, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào thành trì chi địa du lịch. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm cũng là đem chính mình trên tu hành một chút tâm đắc, dùng tự thân dạy dỗ phương thức cho Tô Bạch chỉ điểm. Không có dục tốc bất đạt, hắn chỗ trình bày chi đạo, đều là trong tu hành cảm ngộ cùng trải nghiệm, này đối Tô Bạch tu hành ngược lại rất có ích lợi, sẽ không ảnh hưởng đến hắn sở cầu tác kiếm đạo chi lộ. Tô Bạch cũng tự biết cơ hội quý giá, trên đường đi phàm là có rõ ràng cảm ngộ, đều là sẽ cùng Lâm Tầm tiến hành nghiên cứu thảo luận, tự thân tu vi mặc dù tăng lên không nhiều, có thể đối đại đạo lý giải, đối với tu hành nhận biết, thì càng thêm khắc sâu. 10 ngày sau, Lâm Tầm cùng Tô Bạch cùng đi đến Tiên Thiên Ma Tông chiếm cứ chi địa Động Thiên Ma Quật. Huyết ma cổ vực đệ nhất đại thế lực, liền là Tiên Thiên Ma Tông, năm đó ở cửu vực chiến trường, Lâm Tầm gặp được một trong thanh minh bát tuyệt, Huyết Thanh Y, liền là đến từ cái này tông môn. Cùng thiên kiếm các đồng dạng, Tiên Thiên Ma Tông cũng là huyết ma cổ vực đệ nhất bá chủ. Ngôn truyền về sau, chính là giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Tại đến Tiên Thiên Ma Tông về sau, Tô Bạch rốt cục thấy được chính mình vị sư tôn này chiến lực, là bực nào chi khủng bố. Chỉ một lát sau, kia phòng ngự xâm nghiêm Động Thiên Ma Quật, tự bị đạp nát thành phế tích, Tiên Thiên Ma Tông bên trong một đám cao tầng đại nhân vật, đều là như cỏ rác, bị trong nháy mắt từng cái chém giết. Cho đến Lâm Tầm trở về, Tô Bạch đều có một loại mộng đi cảm giác, đây cũng quá nhanh, hoàn toàn tựu không giống như là đạp phá một vực chi địa bá chủ thế lực, ngược lại giống như tùy tiện đi dạo một vòng. Cũng là ngày này, Tô Bạch cảm nhận được giáo dục con người bằng hành động gương mẫu ý nghĩa. Tại sức chiến đấu tuyệt đối trước mặt, cái gì đệ nhất thế lực, cái gì một vực bá chủ, cũng bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cũng là ngày này, Lâm Tầm hỏi Tô Bạch một vấn đề, ngươi cảm thấy, ta lần này đạp phá Tiên Thiên Ma Tông cử động, phải chăng thiếu sót? Tô Bạch khẽ giật mình, trầm tư hồi lâu nói, sư tôn hẳn là có xuất thủ lý do. Lâm Tầm lắc đầu, giết người sự tình, mỗi người đều có không giống nhau lý do, nhưng như thế nào phân biệt loại lý do này đến tột cùng là làm sát kẻ vô tội, vẫn là danh chính ngôn thuận. Tô Bạch đau khổ suy nghĩ, cho đến nửa ngày sau mới nói ra, nếu là đặt tại thế tục thế giới, liên quan tới giết người sự tình, còn có điều luật điều lệ giúp cho ước thúc, nhưng tại tu hành giả thế giới, giết chóc sự tình, thì lại lấy cường giả vi tôn, thiên hạ chi đại, không thể ước thúc.
Tại dưới bực này tình huống, chúng ta chém giết chiến đấu, tự nhiên là dùng bảo toàn tự thân tính mệnh, che chở tự thân thân hữu làm nền tuyến, như thế, liền chưa nói tới là lạm sát kẻ vô tội. Lâm Tầm gật đầu, đây là ranh giới cuối cùng, nhưng cũng không phải là lý do. Trên thực tế chính như lời ngươi nói, tại cái này tu đạo giả hoành hành thiên hạ, rất khó đi giới định giết chóc chuyện này tốt xấu. Tô Bạch thốt ra, trên đời này nhiều như vậy tu đạo giả, mỗi người cách nhìn chú định không giống, theo Đồ Nhi xem ra, chúng ta làm việc, làm không thẹn với lương tâm liền có thể. Lâm Tầm cười cười, nói không thẹn với lương tâm có thể rất khó, có đôi khi, thậm chí lại so với tìm kiếm đại đạo còn khó. Tô Bạch nói, nếu vấn tâm hổ thẹn, không nên đại đạo cũng được. Lâm Tầm từ chối cho ý kiến. Trận này đối thoại như vậy kết thúc. Nhưng tại về sau tuế nguyệt bên trong, mỗi khi Tô Bạch nhớ tới trận này đối thoại, liền không cấm sinh ra rất nhiều cảm khái. Không thẹn với lương tâm, vấn tâm hổ thẹn, đều là trực chỉ đạo tâm. Trận này đối thoại, tuy nói không nổi cải biến Tô Bạch đạo đồ, lại đối với hắn về sau tu hành sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Một tháng sau, sư đồ hai người đến Đông Tang cổ vực. Vẫn như cũ là du lịch, cảm ngộ cùng truyền đạo. Khi bọn hắn thân ảnh rời đi về sau, kia sừng sững tại Đông Tang cổ vực đệ nhất đạo thống, thần đạo giáo, như vậy hủy diệt. 40 ngày sau, sư đồ hai người xuất hiện tại Bắc Minh cổ vực. 50 ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại Thiên Hỏa cổ vực. 2 tháng sau, theo Lâm Tầm cùng Tô Bạch dấu chân lan tràn hướng khác biệt vực giới, phân bố tại những cái kia vực giới bên trong đệ nhất thế lực, đều như vậy hủy diệt. Như Bắc Minh cổ vực đế tổ Côn Thị, Thiên Hỏa cổ vực đế tộc Liệt Thị, Âm Tuyệt cổ vực đế tộc Trúc Thị. Cho đến nửa năm sau, Đại La, Huyết Ma, Bắc Minh, Thiên Hỏa, Đông Tang, Âm Tuyệt, Cửu Lê, Tinh Sát bát đại vực giới bên trong, mỗi một cái đệ nhất thế lực đều là hóa thành phế tích bụi bặm. Tin tức căn bản là giấu giếm không ở, theo thời gian chuyển rời, thậm chí chuyển đến đế quan trường thành phía trên, nhất thời gây nên chưa từng có oanh động. Mà kia nguyên bản tại gần nhất chút ít niên đại nâng tiến công đế quan trường thành bát vực đại quân, cũng đều là nhao nhao rút lui, tiêu tán trên chiến trường. Hiển nhiên, kia bát vực khác biệt đạo thống hủy diệt, khiến cái này lao tới chiến trường bát vực đại quân cũng là đụng phải ảnh hưởng cực lớn. Lúc Lâm Tầm mang theo Tô Bạch, xuất hiện tại Dương Quan bên ngoài trên chiến trường, trước tiên tự bị người phát hiện. Lâm đế quân trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dương Quan bên trong, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nhao nhao đi đến qua. Tùng Vân chiến đế, Thiên Tuyết chiến đế, Thuấn Tịch đến cuối cùng, toàn bộ Dương Quan bên trong cường giả, tất cả đều xuất hiện ở kia Dương Quan tiền tuyến bên trên. Mỗi người sắc mặt đều là lộ ra kính sợ, tôn trọng cùng cuồng nhiệt. Đã hơn nửa năm, bọn hắn chỗ này hồi không gió, kia bát vực đại quân tán loạn, kỳ thực đều là vì Lâm Tầm một người. Một người, liên tiếp xông qua bát vực, bình định bát đại đệ nhất thế lực, vẹn vẹn như vậy chiến tích, cũng đủ để quan lại vạn cổ, chấn động vạn thế. Sư tôn, bọn hắn là vì nghênh đón ngươi mà tới. Tô Bạch lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, trong lòng không nhịn được thản nhiên hướng tới, lúc nào, chính mình cũng có thể có được sư tôn bây giờ uy thế. Đi. Lâm Tầm nhấc chân hướng Dương Quan đi đến. Cái này một ngày, Lâm Tầm mang theo đệ tử Tô Bạch trở về, vạn chúng nghênh điều khiển, oanh động đế quan trường thành. Rất nhanh, Lâm Tầm liền gặp được một chút thân ảnh quen thuộc, như Thận Tiên Sinh, Thiên Vũ Kiếm Hoa các loại. Bọn hắn đều là nghe hỏi mà đến, khi nhìn thấy Lâm Tầm về sau, đều là cảm khái không thôi, đã cách nhiều năm không gặp, lúc gặp lại, năm đó kia tựa như hậu bối ván sinh người trẻ tuổi, sớm đã tại đại đạo trên đường bao trùm bọn hắn trước đó. Cùng ngày, đế quan trường thành bên trên, là Lâm Tầm trở về tổ chức thịnh đại yến hội, người tham dự đến hàng vạn mà tính, thịnh huống chưa bao giờ có. Nghe nói, đêm đó uống vào rượu, đều không dưới 10 vạn đàn. Ta đã nghe, người tại hạ giới sở tác sở vi, những cái kia cổ hoang vực đạo thống bây giờ, đều đã là lòng người bàng hoàng, biểu đạt thần phục chi ý, lão phu cả gan, có thể hay không mời tiểu hữu buông tha bọn hắn một ngựa. Cho đến đêm khuya, Thần Tiên Sinh đơn độc tìm tới Lâm Tầm, nói lên cổ hoang vực các đại đạo thống sự tình. Tha bọn họ một lần. Lâm Tầm mắt đen bên trong lãnh mang lóe lên, năm đó, trách ta quá mức nhân từ, cho tới khi ta lần này trở về hạ giới, mới phát hiện phàm là người cùng ta có quan hệ, đều là đụng phải liên lụy. Ngay cả ta Lâm ra những cái kia tộc nhân, đều không thể không tránh né, may mắn mới tránh đi một trận đại hỏa. Tại dưới bực này tình huống, Thần Tiên Sinh cảm thấy, ta sẽ còn cho bọn hắn cơ hội chuộc tội sao. Thần Tiên Sinh thần sắc biến ảo bất định, hồi lâu mới than thở nói, ta sớm đoán được sẽ như thế,
Chỉ là, nếu ngươi muốn báo thù, cái này cổ hoang vực các đại đạo thống sợ là máu chảy thành sông a. Lâm Tầm bình tĩnh nói, bát vực ngoại hoạn, đã được một mình ta giải quyết, tối thiểu tại trong vòng ngàn năm, cái này đế quan trường thành bên trên, chú định sẽ không nhấc lên sóng gió gì. Thừa thời điểm này, cũng nên để cổ hoang vực một lần nữa tẩy bài. Tẩy bài. Giải rác hai chữ, có thể cái này phía sau đại biểu lại là khó có thể tưởng tượng tinh phong huyết vũ. Thần tiên sinh vừa muốn lại nói cái gì, Lâm Tầm đã không chỉ có than nhẹ, nói tiền bối, chuyện này vô luận là ai, đều là đã không còn cách nào cải biến ý chí của ta, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, chỉ chém đầu ác, chỉ diệt đạo thống, sẽ không tạo thành quá đại sát nghiệt. Thần tiên sinh kinh ngạc, cười khổ không thôi, hồi lâu mới nói ra thôi, chuyện này ta cũng không còn nói thêm. Lâm Tầm cười bưng một chén rượu lên, kính cho thần tiên sinh. Lâm Tầm cự tuyệt tha thứ cổ hoang vực các đại đạo thống tin tức, tại sáng sớm ngày thứ hai tiểu truyền khắp toàn bộ đế quan trường thành. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không biết bao nhiêu cường giả run sợ, ý thức được một trận nhằm vào cổ hoang vực đại thanh tẩy, liền đem theo Lâm Tầm lần này cường thế trở về mà kéo ra màn che. Lâm đế quân không khỏi cũng quá bất cận nhân tình a. Cái này vô số năm qua, đóng tại đế quan trường thành bên trên cường giả, một nửa trở lên đều là đến từ cổ hoang vực các đại thế lực, như không có ta các loại, cổ hoang vực chỗ này có thể bảo trụ. Lâm đế quân cử động lần này đơn giản làm ta bối trái tim băng giá. Rất nhiều cường giả đều biến sắc, vừa kinh vừa sợ, nhao nhao la hét đi tìm Lâm Tầm, muốn ngăn cản Lâm Tầm làm như thế. Bọn hắn đều là đến từ cổ hoang vực những cái kia đại đạo thống, chỗ này có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm đi đạp diệt bọn hắn phía sau đạo thống thế lực. Nhưng khi đến Lâm Tầm nghỉ chân chi địa, Lâm Tầm sớm đã mang theo Tô Bạch rời đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, Lâm Tầm rõ ràng liền là sớm đã dự liệu được bọn hắn sẽ đến đây cản trở cùng cầu tình, cho nên mới có thể sớm một bước rời đi. Lâm đế quân tựu không lo lắng cử động lần này triệt để rét lạnh chúng ta tâm. Có mắt người vành mắt chuyển hồng, khàn giọng đại hống. Để các ngươi thất vọng đau khổ. Cuối cùng, vẫn là thần tiên sinh đứng ra, lạnh lùng nói, chư vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là lãnh tĩnh một chút, hào hào suy nghĩ một chút, đến tột cùng là cổ hoang vực xin lỗi Lâm Tầm, vẫn là Lâm Tầm xin lỗi cổ hoang vực. Không đợi mọi người mở miệng, thần tiên sinh liền liên tục ném ra ngoài mấy cái như sắt thép sự thật. Nhiều năm trước, cửu vực chi tranh bộc phát, là ai tại cửu vực chiến trường bên trong, xuất lĩnh ta cổ hoang vực thế hệ tuổi trẻ cường giả, nhất cử đánh tan bát vực đại địch, giành được cửu vực chiến trường toàn diện đại thắng. Năm đó, Lâm Tầm là cổ hoang vực lập xuống như thế lừng lẫy chiến công, cổ hoang vực những cái kia đạo thống thế lực, lại là như thế nào đối đãi hắn. Các ngươi tựu không muốn tưởng tượng, gần nhất những năm này, những cái kia đạo thống tiến về hạ giới về sau, là như thế nào đối đãi cùng Lâm Tầm có liên quan tộc nhân và thân hữu. Thần tiên sinh từng chữ nói ra, dường như sấm sét, vang vọng toàn trường, để những cái kia phẫn nộ đan sen cường giả nhất thời nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Sự thật này, bọn hắn chỗ này có thể không hiểu qua. Tại đối đãi Lâm Tầm cùng hắn tộc nhân thân hữu trong chuyện này, những cái kia cổ hoang vực đạo thống cách làm hoàn toàn chính xác quá bị ổi cùng ti tiện. Những này đều đã là chuyện cũ năm xưa, có lẽ những này đạo thống có lỗi, có thể cũng không trở thành liền bị diệt đi à. Có người trầm giọng nói, chỉ cần Lâm đế quân lui nhường một bước, có thể làm cho những này đạo thống có được kéo dài tồn hương hỏa cơ hội, vô luận trả giá bao lớn đại giới, tin tưởng bọn họ cũng sẽ nhận. Một lời nói, dẫn tới rất nhiều cường giả gật đầu phụ họa. Đã thấy thần tiên sinh nhíu mày, lạnh lùng nói, đã các ngươi nói những cái kia là chuyện cũ năm xưa, tốt, hiện tại chưa kể tới những này, ta chỉ hỏi các ngươi, lần này nếu không có Lâm Tầm xuất chiến, chư vị cảm thấy, chỉ bằng đế quan trường thành bên trên lực lượng, có thể hay không ngăn trở bát vực đại quân toàn diện tiến công. Tràng diện yên tĩnh, mọi người thần sắc âm tình bất định. Lâm Tầm một người, tại dương quan bên ngoài, đạp diệt đại la cổ vực đại quân. Một người, hành tẩu bát vực, dẹp yên tám cái tựa như chúa tể đạo thống, làm bát vực chi địa, nguyên khí đại thương, lâm vào dung chuyển hỗn loạn. Một người, cứu vãn đế quan trường thành tại trong biển lửa. Thần tiên sinh ngôn từ âm vang, vang vọng vân tiêu, tựa như vậy chiến công, đủ lừng lẫy vạn thế, vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Bây giờ, hắn chỉ là giải quyết một chút tư nhân thù hận, các ngươi liền nhao nhao cản trở, làm sao, chỉ cho phép các ngươi thế lực sau lưng khi dễ người, tựu không cho phép người khi dễ trở về. Thần tiên sinh nói xong lời cuối cùng, cũng không nhịn được tức giận, đương nhiên, các ngươi như thật muốn ngăn cản, có thể, vậy liền trở lại các ngươi riêng phần mình tông môn, chịu chết mà đánh đi.
Nhưng thế nhân sẽ nhớ ký, lịch sử sẽ nhớ ký, ai mới là cổ hoang vực đáng giá nhất tôn trọng cùng ghi khắc người. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Đây hết thảy, Lâm Tầm cũng không biết rõ. Hắn sớm đã mang theo Tô Bạch, trở về cổ hoang vực. Sư tôn, lần này thật muốn đạp diệt những cái kia đạo thống, trên đường, Tô Bạch không nhịn được hỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói, linh khí khôi phục, thế sự thay đổi, cái này thiên hạ cách cục, cũng đến cải huyền dịch chương thời điểm. Huống chi làm sai, sẽ vì này trả giá đắt, chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn là cái gọi là thế lực lớn, đại đạo thống, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Bạch gật đầu, ta chỉ lo lắng, làm như vậy sẽ tổn thương sư tôn uy danh, còn như những cái kia đạo thống chết sống, ta cũng không để ở trong lòng. Cái gì uy danh, đơn giản là bởi người cuối cùng sống sót, thắng viết. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Kia chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Tô Bạch hỏi. Thông Thiên Kiếm Tông. Lâm Tầm nói. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành. Tiên Nhân Phủ Ta Đỉnh, Kết Tóc Thủ Trường Sinh. Bạch Ngọc Kinh, đây là cổ hoang vực Thông Thiên Kiếm Tông một vị nhân vật truyền kỳ danh tự, bây giờ, cũng là cổ hoang vực giàu có nhất một phương châu cảnh danh xưng. Chính vào mùa đông lạnh lẽo. Tuyết lông ngỗng bay là tả, tất cả thiên địa bị băng tuyết bao trùm, một mảnh trắng xóa. Thành trì bên trong, khắp nơi có thể thấy được phù kiếm mà đi tu đạo giả thân ảnh, rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Lâm Tầm cùng Tô Bạch hành tẩu trong đó, khi thấy một màn này, không tự giác nhớ tới Vân Khánh Bạch. Vân Khánh Bạch, một cái loa mắt như sao chổi truyền kỳ kiếm tu, một cái thật đáng buồn đáng tiếc người đáng thương. Rất nhiều năm trước, chính là bởi vì hắn, phù kiếm mà đi, trang phục, dẫn dắt phong trào, úy nhiên thành phong, đến mức, tại Bạch Ngọc Kinh cương vực bên trên, khắp nơi có thể thấy được phù kiếm xuất hành cảnh tượng. Lâm Tầm lại không nhịn được nhìn một chút bên người Tô Bạch, đồng dạng trời sinh kiếm cốt, đồng dạng lóa mắt, có thể khác biệt duy nhất, có lẽ liền là vận mệnh. Đi, đi Thông Thiên Kiếm Tông. Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất, không tiếp tục cảm khái, Lâm Tầm cùng Tô Bạch hết thảy, thân ảnh dần dần biến mất tại phồn hoa rộn ràng trên đường phố. Thông Thiên Kiếm Tông. Nguy nga thần sơn sừng sững, băng tuyết trắng ngần, sương mù thướt tha. Tông môn đại điện. Không khí ngột ngạt, để cho người ta đều nhanh thở không nổi. Bao quát Thông Thiên Kiếm Tông trưởng giáo Dấu Hoán còn ở bên trong một đám cao tầng đại nhân vật, thần sắc đều là âm trầm như nước, như cha mẹ chết. Hắn Lâm Tầm lại muốn khư khư cố chấp, diệt trừ ta Thông Thiên Kiếm Tông ở bên trong một đám cổ hoang vực đạo thống, kiếm tông là phát rồ. Có người cắn răng mở miệng, cực kỳ tức giận. Hắn tựu không sợ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn chúng thoá mà tựu không sợ để tiếng xấu muôn đời. Chúng ta đều đã ghi rõ thần phục chi ý, ý đồ cầu được tha thứ, thậm chí nguyện ý vì thế trả giá cực lớn đại giới, có thể hắn lại vẫn không đáp ứng. Một đám đại nhân vật đều là mở miệng, có lo lắng, có lên cơn giận dữ, có lo được lo mất, có thất hồn lạc phách. Một mực không nói lời nào trưởng giáo Dấu Hoan tử, ánh mắt kinh ngạc nhìn mọi người chung quanh. Hồi lâu, hắn mới thở dài nói, chư vị, tại bây giờ thiên hạ, đã lại không người có thể ngăn cản Lâm Tầm chi sát phạt, vô luận nguyện ý hay không, đều không thể không thừa nhận, ta Thông Thiên Kiếm Tông khuynh xảo sắp đến, nguy cơ sớm tối. Liều mạng với hắn? Không, tuyệt đối không thể, nếu như thế, chúng ta sợ là đều muốn gặp nạn. Vậy phải làm thế nào trốn? Trong đại điện thanh âm ồn ào, hỗn loạn không chịu nổi. Những này trong ngày thường cao cao tại thượng các đại nhân vật, giờ phút này lại giống như một đám trên lò lửa kiến tộc, trong lòng đại loạn. Tựu liền trưởng giáo Dấu Hoán con, cũng hoang mang lo sợ. Lâm Tầm cường đại, đã sớm bị bọn hắn hiểu biết, nghiễm nhiên là vô địch chí cao tồn tại, vô luận là tại vạn đạo giới, vẫn là tại đế quan trường thành, thậm chí cả là tại bát vực bên trong, đều không có thể ngang hàng. Đủ rồi. Bỗng dưng, một đạo trầm hồn thanh âm vang vọng. Chỉ thấy một cái cao đài vĩ ngạn thân ảnh, chẳng biết lúc nào đi vào đại điện. Một thân đế uy nếu như cơn lốc quét sạch mà ra, chấn nhiếp quần luân. Lão tổ. Lão tổ trở về. Dấu Hoán con bọn người ngẩn ngơ, chợt đều lộ ra vẻ kích động. Cái này cao lớn thân ảnh, bất ngờ chính là Bạch Ngọc Kinh. Đối toàn bộ cổ hoang vực mà nói, Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối là một cái vô thượng truyền kỳ. Hắn là Thông Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư sư huynh, là một vị sớm tại thượng cổ thời đại liền thành tên kiếm đạo cự phách. Tên của hắn thậm chí bị mọi người mang theo một châu chi địa xương hào. Lúc này, trong này lo ngoại hoạn, bấp bênh thời khắc, đã vô số năm chưa từng hiện hiện tung tích Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên xuất hiện, cái này khiến Dấu Hoán con bọn người đều là giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, kích động không thôi. Bạch Ngọc Kinh. Cùng này đồng thời,
Một đạo lạnh nhạt thanh âm, phút chốc tại Thông Thiên Kiếm Tông bên ngoài vang lên. Mới vừa vặn đặt chân đại điện kia cao đại vĩ ngạn thân ảnh, bước chân phút chốc một trận, thở dài một tiếng, Lâm Đế Quân, ngươi tới thật là khá nhanh. Dấu Hoán con bọn người đều là toàn thân cứng đờ, sắc mặt đại biến. Lâm Tầm, hắn không ngờ qua tới. Khi bọn hắn dương mắt nhìn lại, Bạch Ngọc Kinh thân ảnh sớm đã biến mất tại đại điện, đi tới cái kia thiên khung phía dưới. Càng xa xôi, hai thân ảnh bằng hư mà đứng, một cái tuấn rút ra bụi, một cái áo trắng như tuyết, chính là Lâm Tầm cùng Tô Bạch sư đồ hai người. Ngươi vội vàng trở về, là muốn ngăn ta. Lâm Tầm đánh giá Bạch Ngọc Kinh, không nhịn được nhíu mày. Trước đây thật lâu, hắn từng nghe thần cơ các Diệu Huyền tiên sinh nói qua, Bạch Ngọc Kinh là một vị cái thế hào kiệt, lòng dạ, khí phách đều là viễn siêu thường nhân, sớm tại thượng cổ, tự tiến về đế quan trường thành, thủ vệ trong đó, cùng bát vực ngoại địch chém giết. Đối với dạng này người, Lâm Tầm trong lòng vẫn là cực kỳ khâm phục. Giống như phía trước không lâu đế quan trường thành bên trên, Lâm Tầm còn từng cùng Bạch Ngọc Kinh đối ẩm, chuyện trò vui vẻ, có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, Bạch Ngọc Kinh sẽ trước tiên xuất hiện ở đây. Thông Thiên Kiếm Tông dù sao cũng là sư đệ ta khai sáng đạo thống, ta tự không thể khoanh tay đứng nhìn, như Lâm Đế Quân có thể lui nhường một bước, là Thông Thiên Kiếm Tông lưu lại một chút kéo dài tổn hy vọng, ta Bạch Ngọc Kinh tất vô cùng cảm kích. Bạch Ngọc Kinh thần sắc bình tĩnh nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, người ta lập trường khác biệt, đối với chuyện này, nhiều lời vô ích. Bạch Ngọc Kinh thở dài khẩu khí, ánh mắt mang theo phức tạp, sớm đoán được sẽ như thế, nếu như thế, ta cũng chỉ có thể thử một lần, có thể hay không chống đỡ được Lâm Đế Quân sát tâm. Oanh! Trong nháy mắt, cả người hắn tay áo phất phới, tóc dài bay lên, giống như một cái thâm tàng trong hộp thần kiếm, nơi này khắc xuất thế, kiếm ý kích xả cửu thiên thập địa, đảo loạn khắp trời gió tuyết. Lâm Đế Quân, mời! Bạch Ngọc Kinh trong lòng bàn tay hiển hiện một thanh cổ kiếm, thân kiếm nhuốm máu, cổ sơ pha tạp. Vậy liền chỉ có thể đắc tội. Lâm Tầm ánh mắt giếng nước yên tĩnh, chỉ có trong lòng than khẽ. Bạch Ngọc Kinh cười cười, trong lòng bàn tay cổ kiếm lướt lên, chém xuống một cái. Bạch! Kiếm khí như hồng, phủ kín càn khôn, ngàn dặm tuyết lớn, đều bốc hơi là sương mù. Một kiếm này, vô cùng đơn giản, không chứa một tia khói lửa, giống như thiên thượng tiên nhân tùy ý chém ra, lại có kinh diễm sơn hà chi là thế. Lâm Tầm sừng sững bất động, bấm tay vạch một cái. Đồng dạng một kiếm, hời hợt, bên trong chứa kiếm ý cùng khí thế, lại đem Bạch Ngọc Kinh một kiếm này từng khúc đánh tan, tan rã tiêu tán ở trong hư không. Tốt kiếm đạo. Bạch Ngọc Kinh hít sâu một hơi, tay áo phồng lên, bàn tay ngự kiếm, bỗng nhiên tại trong hư không liên tục bước ra 9 bước. Mỗi một bước bước ra, hắn quanh thân uy thế tựu tăng vọt một đoạn, hắn trong lòng bàn tay cổ kiếm tựu khắc nghiệt 3 phần. Cho đến 9 bước bước ra, hắn uy thế đã là nối liền cửu thiên thập địa, hắn kiếm ý phủ kín mênh mông sơn hà. Đi, cổ kiếm lướt đi, tại hư không một chạm. Giống như một đạo ánh sáng xé rách vạn cổ vĩnh dạ, chợt hiện thế gian. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, đồng dạng nhất kiếm chạm ra. Nhất kiếm sinh diệt, kia giải rác một kiếm chi ý, lại diễn hóa ra hư không thay đổi, thế sự huyễn diệt chi tượng. Kinh thiên động địa oanh minh bên trong, Bạch Ngọc Kinh một kiếm này, tại cự ly Lâm Tầm 10 trượng chi địa, bị đều hóa giải. Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, không cần lưu thủ nếu ngươi thật muốn bảo toàn tôn nghiêm của ta, liền mời dùng chân chính lực lượng đến chiến. Lâm Tầm trầm mặc một lát, nói có thể. Hắn tay áo vung lên. Một chàng tinh hà tựa như kiếm khí bao phủ ra, mờ mờ ảo ảo có đại uyên chi tượng phù trầm trong đó, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà vạn tượng đều là nhao nhao yên diệt. Bạch Ngọc Kinh con ngươi co rút lại. Hắn phát ra một đạo như kinh lôi thét dài, cao đại vĩ ngạn thân ảnh giống như thiêu đốt, tách ra vô tận đại quang minh. Mà tại hắn trong lòng bàn tay, cổ kiếm nhiên huyết, nổ chạm mà ra. Một kiếm tiên nhân nổ. Đây là Bạch Ngọc Kinh cả đời kiếm đạo huyền bí thể hiện. Này kiếm nhất ra, dùng Thông Thiên Kiếm Tông làm trung tâm vạn lý sơn hà, đều là bày biện ra trời đất sụp đổ, vạn vật băng diệt dấu hiệu. Vô số hoảng sợ thanh âm cũng đều tùy theo vang vọng. Đáng tiếc, liền là cái này đủ để chấn động cổ kim, kinh diễm thế gian một kiếm, lại cuối cùng không có thể ngăn lại Lâm Tầm công phạt, tán loạn tại hư không bên trong. Ầm ầm, dòng thác kiếm khí bắn ra, giống như đại đạo vòng xoáy tàn phá bừa bãi, qua trong giây lát, Bạch Ngọc Kinh thân thể nhuốm máu. Bị thương đầy rẫy, tóc tai bù xù, đụng phải trọng thương. Có thể hắn từ đầu đến cuối, chưa từng lui ra phía sau một bước. Khi nhìn thấy một màn này, kia Thông Thiên Kiếm Tông bên trong, một đám các đại nhân vật đều là hét lên kinh ngạc,
trên mặt huyết sắc biến mất, yếu ớt vô cùng. Tránh ra đi. Nơi xa, Lâm Tầm mở miệng. Lúc này Bạch Ngọc Kinh mới bất quá đế cảnh nhị trọng tu vi, một thân kiếm đạo mặc dù có thể xưng chắc tuyệt, thế nhưng cuối cùng như thế thôi. Như thế nào kiếm thế gian nhất sắc bén sát phạt chi binh? Như thế nào kiếm đạo, thà bị gãy chứ không chịu cong, vạn cổ không rời. Nơi xa, Bạch Ngọc Kinh hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định, ta chi kiếm đạo, dung không được lùi bước hai chữ. Lâm Tầm gật đầu tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giờ phút này, hắn rốt cục cất bước, hướng phía trước bước đi, một cỗ tràn trề vô biên kinh khủng uy thế, cũng là từ trên người hắn phóng thích mà ra. Kia một cái chớp mắt, tựa tựa như một vòng huy hoàng đại nhật tại cái này phi tuyết đầy trời bên trong dâng lên, hắn chói, chiếu sáng hoàn vũ càn khôn. Ầm ầm, phụ cận hư không, đều là sụp đổ vỡ nát. Thông Thiên Kiếm Tông chỗ kia mênh mông trên dãy núi, không biết bao nhiêu cấm chế đại trận tựa như không chịu nổi áp bách, nơi này khắc ầm ầm nổ tung, bắn tung tóe lên vô số quang vũ dòng lũ. Thất kinh tiếng thét chói tai, tiếng giống to tùy theo liên tiếp vang lên. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là bởi Lâm Tầm trên người uy thế dẫn dắt. Chảm! Bạch Ngọc Kinh thần sắc khẽ biến, trên thân phóng xuất ra cường hoành vô song lực lượng, cầm kiếm nghênh sông đi lên, toàn lực ứng phó. Chỉ là, vẹn vẹn giây lát ở giữa. Hắn tựu không ngừng bị đẩy lui, mặc cho hắn như thế nào công phạt, như thế nào liều mạng, tại tới trước Lâm Tầm trước mặt, đều là tan tác xuống tới. Bò ngựa đấu xe cũng bất quá như thế. Cho đến Lâm Tầm dừng bước lúc, Bạch Ngọc Kinh cơ thể rạn nứt, máu chảy như thác nước, thở hồng hộc, thân ảnh lung lay muốn đổ. Hắn ánh mắt mang theo chấn động mà nhìn xem Lâm Tầm, tựa như lúc này mới ý thức được chính mình cùng đối phương chênh lệch là bực nào chi lớn. Một trận chiến này, đến đây là kết thúc. Lâm Tầm nhìn hắn một cái, mang theo Tô Bạch quay người mà đi. Đi. Bạch Ngọc Kinh khẽ giật mình, chẳng qua là khi hắn quay đầu, nhìn về phía Thông Thiên Kiếm Tông chi địa, lại như bị sét đánh, cả người sống ở đó. Chỉ thấy kia sơn môn chi địa, sớm đã đổ sụp rách nát, lớn như vậy Thông Thiên Kiếm Tông, giống như phát sinh sơn băng hải khiếu, đầy rẫy bừa bộn. Vô số truyền nhân tại phế tích bên trong hoảng sợ kêu to, hoảng hốt bất an. Mà giống như trưởng giáo dấu hoán con, một đám cao tầng đại nhân vật, thì chẳng biết lúc nào đã gặp nạn, ngổn ngang lộn xộn chỗ té nằm kia, con ngươi trợn to, tràn ngập không cam lòng. Vạn lý cầm tú sơn hà, như vậy hóa thành một phiến đất hoang vu. Bạch Ngọc Kinh toàn thân đều run rẩy lên, giờ mới hiểu được, vì cái gì Lâm Tầm rời đi, nguyên lai sớm tại thời điểm giao chiến, lúc chính mình còn liều mạng ngăn cản, cái này Thông Thiên Kiếm Tông đã bị san bằng. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cảm giác giống như mất đi sở hữu khí lực, ngồi liệt tại trong hư không, miệng lớn thở dốc. Hắn nhớ tới Lâm Tầm từng tại đế quan trường thành bên trong đã nói. Chỉ chém đầu ác, chỉ diệt đạo thống, không gây họa tới người khác. Lúc này, Lâm Tầm đã làm được. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Bạch Ngọc Kinh thì thào. Cái này một ngày, phong tuyết mãn càn khôn. Cái này một ngày, cổ hoang vực Thông Thiên Kiếm Tông bị Lâm Tầm một người san bằng. Cái này một ngày, tin tức vừa ra, thiên hạ vì đó chấn động. Thông Thiên Kiếm Tông hủy diệt, giống như một trận tẩy bài mở màn, tại thiên hạ chậm chậm kéo ra, để cổ hoang vực cái khác đạo đồ đều lòng người bàng hoàng, lâm vào hoảng sợ bất an bên trong. Hai ngày sau, lại lần nữa có tin tức truyền ra, luận đến nội tình cùng uy thế hoàn toàn không kém Thông Thiên Kiếm Tông Thiên Xu Thánh Địa, sơn môn sụp đổ, hóa thành phế tích, hắn kéo dài tồn vô số năm truyền thừa, như vậy đoạn diệt. Cứ nghe, lúc ấy Lâm Tầm một người hoành không mà tới, tại giây lát ở giữa, liền chấn áp hết thảy đối thủ, hoành hành vô địch. Năm ngày sau, Linh Bảo Thánh Địa hủy diệt tin tức truyền ra, để nguyên bản tựu lâm vào dung chuyển bên trong thiên hạ thế cục, lộ ra càng thêm dung chuyển. Không biết bao nhiêu tu đạo giả vì thế kinh hãi, liền phảng phất mắt thấy một trận đại thanh tẩy ở trên diễn, kia tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong không người có thể dung chuyển cổ hoang vực đạo thể, tại bây giờ lần lượt hủy diệt, hóa thành phế tích bên trong bụi bặm. 7 ngày sau, Huyền Đô Đạo Tông hủy diệt. 10 ngày sau, Vạn Thú Linh Sơn hủy diệt. Ngắn ngủi không đến nửa tháng, cái này đến cái khác quái vật khổng lồ ngã xuống, làm cho thiên hạ thế cục triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Mà có quan hệ Lâm Tầm danh tử, giống như gió báo, không ngừng tại cổ hoang vực thiên hạ bên trong vang vọng, rung động thế nhân tâm thần. Cho đến về sau, lúc Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại cái nào đó đạo thống, mới bỗng dưng phát hiện, nơi đó sớm đã là người đi nhà trống, lại không một cái truyền nhân. Hiển nhiên, theo kia từng cái đạo thống hủy diệt, cũng là làm cho thế lực khác đều là ý thức được, Lâm Tầm lần này, có phải hay không dự định buông tha bất kể đối thủ nào.
Thế là, một chút đạo thống thậm chí chính mình tự giải tán tông môn, sớm hoảng hốt mà chạy. Một tháng sau, cổ hoang vực bên trong, phàm là năm đó từng đối địch cùng cửa kỳ qua lâm tầm đạo thống, đều là đã ầm vang ngã xuống, hóa thành thoảng qua như mây khói. Cũng là theo ngày này lên, thiên hạ cách cục, triệt để bị lâm tầm một người đánh nát, một cái thời đại hoàn toàn mới, như vậy kéo ra màn che. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Đối cổ hoang vực sở hữu thế lực mà nói, cũng giống như thế. Những cái kia quái vật khổng lồ ngã xuống, cũng liền mang ý nghĩa, về sau sẽ có từng cái mới đạo thống, thế lực mới đem quật khởi, tới lấy thay trước kia bởi bọn hắn nắm trong tay cương vực cùng tài nguyên. Đối với cái này, không biết bao nhiêu trong thế lực tâm âm thầm cảm kích lâm tầm, nếu không phải hắn một người quấy loạn thiên hạ cách cục, chỗ này có thể sẽ cho bọn hắn những thế lực này bắt được quật khởi cơ hội. Thiên hạ phong vân biến ảo, thế sự dung chuyển. Mà làm xong đây hết thảy lâm tầm, thì đã mang theo Tô Bạch, tiến về Thương Ngô thần thủ chỗ chi địa. Thương Ngô Sơn, theo linh khí khôi phục, thiên địa kịch biến, Thương Ngô Sơn nguyên bản chỗ chi địa, so với dĩ vãng làm lớn ra mấy chục lần. Cái này một ngày, lâm tầm mang theo Tô Bạch, phiêu nhiên mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kia hùng hồn cổ lão Thương Ngô Sơn bên trên, sương mù tràn ngập, cả tòa đại sơn như bị che lại, lộ ra rất thần bí. Có gì đó quái lạ. Lâm tầm nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra, cả tòa Thương Ngô Sơn trên dưới, bị nhất trọng tối tăm kỳ dị cấm chế lực lượng bao trùm, bình thường tu đạo giả căn bản là không có cách tới gần. Liền là đế cảnh nhân vật, như sông lầm trong đó, sợ đều phải mê thất. Chợt, lâm tầm lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì cái này bao trùm Thương Ngô Sơn trên dưới đại đạo văn cấm trận, rõ ràng là xích hỏa đạo thể bố trí. Trách không được không cảm ứng được xích hỏa đạo thể khí tức, xem ra là tiến vào núi này về sau, gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Lâm tầm đang suy nghĩ, hắn đem Tô Bạch thu vào bảo vật, chính mình thì hướng Thương Ngô Sơn tới gần đi qua. Theo hắn tay áo huy động, vô thanh vô tức, kia sương mù trùng điệp Thương Ngô Sơn bên trên, hiện ra một con đường dẫn. Lâm tầm trực tiếp đi vào trong đó. Thương Ngô Sơn thế núi hùng hồn, trùng điệp chập trùng, tại kia giữa sườn núi vị trí, mọc lên một gốc tựa như thanh đồng đổ lên mà thành cổ thụ, thân thể cùng trạc cây đều là trụi lùi, hiện ra thanh đồng quang trạch, dọc theo hướng thiên vũ chỗ sâu. Rất nhiều năm trước, Lâm Tầm tham gia luận đạo đăng hội, tự từng gặp cây này, tây hằng giới tu đạo giả đều là xưng nó là cổ đạo thanh đăng thụ. Nhưng hôm nay Lâm Tầm sớm đã biết rõ, này cây phải gọi Thương Ngô thần thụ mới đúng. Bất quá, cũng chỉ là một cái xác rỗng, thần hồn nguyên căn cũng không tại. Rất nhanh, Lâm Tầm tự cảm ứng được xích hỏa đạo thể khí tức, cái sau đúng là tiến vào kia Thương Ngô thần thụ bên trong. Nạp tu di tại giới tử, dấu bí giới trong đó. Cái này Thương Ngô thần thụ bên trong, kỳ thực là nội ẩn lấy một phương bí cảnh thế giới. Lâm Tầm trong lòng hiểu rõ. Hắn trực tiếp đi qua, thân ảnh lóe lên, lướt vào Thương Ngô trên thần thụ. Nhất thời, một trận đấu truyền tinh di kỳ dị không gian ba động nổi lên, sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh tự xuất hiện tại một phương hào hán hắc ám tinh không bên trong. Một tòa lại một tòa bí cảnh thế giới, giống như phân tán ra trà cây, tầng tầng lớp lớp, khơi thông với nhau, lan tràn hướng sâu trong tinh không, nhìn không thấy cuối. Lâm Tầm khẽ giật mình, không nhịn được động dung, cái này Thương Ngô thần thụ bên trong, nghiễm nhiên bày biện ra, túi qua chư thiên, vạn giới liên thông, bao la hùng vĩ cảnh tượng. Bạch, bỗng dưng, nơi xa một cái bí cảnh thế giới bên trong, xích hỏa đạo thể thân ảnh nổi lên, ánh mắt xa xa nhìn về phía Lâm Tầm hắc thủy đạo thể. Trong nháy mắt, cả hai ký ức cùng kinh lịch bắt đầu giao hòa. Một lát sau, Lâm Tầm hắc thủy đạo thể triệt để minh bạch đoạn thời gian này đến, xích hỏa đạo thể tại mảnh này thế giới kỳ dị kinh lịch. Nguyên lai, lúc trước xích hỏa đạo thể tìm tới nơi đây về sau, tự dùng cấm chế lực lượng đem toàn bộ Thương Ngô Sơn phong tỏa, làm như thế là lo lắng bị kia Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn chạy thoát. Mà khi hắn tiến vào Thương Ngô thần thụ về sau, liền đi tới cái này tinh không thế giới bên trong, đồng thời gặp một cái cực kỳ lợi hại đối thủ. Kia là một người mặc xanh váy, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, lai lịch bí ẩn. Bất khả tư nghị nhất chính là, cái này nữ tử lại cũng là một vị tuyệt đỉnh đại đế, một thân đạo hạnh đồng dạng bị áp chế tại đế cảnh ba trọng thủy chuẩn. Xích hỏa đạo thể từng cùng đối phương giao thủ, cái sau cho thấy sức chiến đấu mạnh, để xích hỏa đạo thể cũng cảm thấy giật mình không thôi. Bất quá còn tốt, luận đến đạo hạnh cùng chiến đấu thủ đoạn, xanh váy nữ tử thì phải kém một bậc, tại cả hai lúc giao thủ, xanh váy nữ tử một mực ở vào hạ phong. Có thể để xích hỏa đạo thể nhức đầu là, xanh váy nữ tử nắm trong tay các loại thần diệu khó lường đế bảo, nhiều lần giúp nàng biến nguy thành an. Cái này hơn phân nửa năm qua,
Xích Hỏa Đạo Thể từng cùng xanh váy nữ tử giao thủ nhiều lần, có thể mỗi một lần đều bị nàng hữu kinh vô hiểm đào tẩu. Cũng là về sau, cả hai trong lúc chiến đấu một chút môn tử giao phong bên trong, để Xích Hỏa Đạo Thể hiểu rõ đến, cái này xanh váy nữ tử căn bản cũng không phải là cổ hoang vực người, cũng không phải đến từ tinh không cổ đạo bên trên, mà là theo Bỉ Ngạn thế giới mà đến. Một cái đến từ Bỉ Ngạn tuyệt đỉnh đại đế, hơn nữa còn là một cái nữ tử, cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, bây giờ kia tinh không cổ đạo bên trên, còn bị cấm kỵ trật tự lực lượng nơi bao bọc, thông hướng Bỉ Ngạn đạo đồ cũng một mực bị ngăn cản đoạn. Có thể cái này xanh váy nữ tử lại có thể vượt qua tinh không, xuất hiện tại cổ hoang vực, cái này đương nhiên thật không đơn giản. Bất quá, mặc dù không rõ ràng đối phương chân chính lai lịch cùng danh tự, lại là như thế nào vượt qua tinh không, có thể Xích Hỏa Đạo Thể vẫn là suy đoán ra. Đối phương là vì thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn mà đến, đồng thời đã đem bảo vật này hàng phục. Bởi vì đối phương nhiều lần ý đồ thoát đi mảnh này bởi thương Ngô thần thụ bản thể biến thành tinh không thế giới, đều bị Xích Hỏa Đạo Thể cho ngăn chặn xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì Xích Hỏa Đạo Thể cho đến giờ phút này, vẫn như cũ canh giữ ở nơi đây nguyên nhân. Biết được đây hết thảy, Lâm Tầm Hắc Thủy Đạo Thể thức hải bên trong, cũng là hiện ra cái này hơn phân nửa năm qua, Xích Hỏa Đạo Thể cùng kia xanh váy nữ tử giao chiến các loại chi tiết cùng hình tượng. Cái này nữ tử hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, một bộ xanh váy, băng cơ ngọc cốt, tư thái yểu điệu uyển chuyển, dung nhan vẻ đẹp, giống như một vị theo trong tranh đi ra tiên tử. Tại nàng mi tâm chi địa, trời sinh một đạo kỳ dị kim sắc đạo văn. Trong tay nàng có ba kiện thần diệu khó lường bảo vật. Một cái khóa vàng, kỳ thượng hai bên khắc lấy quỷ dị đại đạo minh văn, khóa dưới có ba đầu bạch ngọc tỏa liên. Bảo vật này một khi tế ra, ba đầu bạch ngọc tỏa liên liền sẽ phóng xuất ra chín đầu màu đen thần liên, dùng chúng chiêu người thần hồn cùng thân thể sẽ bị một mực trói buộc, liền tâm cảnh lực lượng cùng ý chí lực lượng, cũng sẽ như bị tầng tầng gông xiềng, không thể động đậy. Tại vừa mới bắt đầu lúc giao thủ, Lâm Tầm Xích Hỏa Đạo Thể thiếu chút nữa chúng chiêu, vận dụng cực điểm chi lực, mới hiểm lại càng hiểm chỗ chặn bảo vật này chấn áp. Kiện thứ hai bảo vật, là cắm ở xanh váy nữ tử trên búi tóc một viên ngọc châm, mới bất quá dài 6 tấc, lớn chừng chiếc đũa, mặt ngoài khắc dấu, độn hư, hai cái cổ triện văn. Bảo vật này di tán ra ngũ thải thần quang, có thể đem xanh váy nữ tử khí tức hoàn toàn bao trùm, đừng nói thần thức vô pháp cảm ứng, liền thiên nhãn thông cũng không nhìn thấy, căn bản là vô pháp khóa chặt. Cái này hơn phân nửa năm qua, xanh váy nữ tử liền là bằng vào bảo vật này, mới nhiều lần né tránh Lâm Tầm tìm kiếm, đến nay không có bị bắt xuống. Để tam kiện bảo vật, thì là một cái tử sắc phi kiếm, sắc bén vô cùng, có thể không sợ không gian trói buộc, lực sát thương càng là kinh người chi cực, bình thường đế binh, sẽ bị trong nháy mắt đánh nát. Chính là bằng vào cái này ba kiện thần diệu khó lường bảo vật, cực lớn đền bù cái này xanh váy nữ tử chiến lực không đủ, làm cho nàng từng sợi biến nguy thành an. Có được tuyệt đỉnh đế cảnh đạo hạnh, liền mang theo người bảo vật cũng không một không thể nói chân phẩm, cái này nữ tử lai lịch không đơn giản a. Lâm Tầm Hắc Thủy Đạo Thể cũng không khỏi động dung. Chợt, hắn trầm ngâm nói, bất quá, dựa vào chúng ta hai cái lực lượng, chỉ cần nàng lại xuất hiện, nên có thể đủ đem nó bắt giữ, đến lúc đó, liền có thể biết rõ lai lịch. Xích Hỏa Đạo Thể giữ im lặng. Bởi vì bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, đều có thể cảm ứng được với nhau. Bạch. Sau một khắc, hai đại đạo thể tự hòa làm một thể, dựa theo Lâm Tầm dự định, làm xanh váy nữ tử lại xuất hiện, đột nhiên thi triển ra hai đại đạo thể lực lượng, nhất định dùng đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng vào lúc này, nơi xa một cái bí cảnh thế giới bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo giống như tiếng trời tựa như rõ ràng vui mừng thanh âm. Nguyên lai, cái này hai cỗ đều là chẳng qua là phân thân. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nhất trận quang vũ bay là tả, phát họa ra một đạo uyển chuyển thon dài thân ảnh, một bộ xanh váy, tóc dài bàn búi tóc, một viên ngọc châm nghiêng cắm kỳ thượng. Nàng mắt ngọc mày ngài, ngũ quan thanh tuyệt, tại kia trơn bóng óng ánh mi tâm chi địa, có một đạo kim sắc đạo văn, giờ phút này đi ra, giống như một vị tiên tử lâm trần, nhất cử nhất động, có đại đạo thần quang mờ mịt, làm nổi bật cho nàng khí chất thần bí, tựa như ảo mộng. Chỉ là, nàng nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt, lại phá lệ băng lãnh cùng đạm mạc. Đã bị ngươi phát hiện, còn dám hiện hiện thân ảnh, tự không lo lắng bị ta bắt giữ. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, hắn đã ngờ tới, là kia, độn không ngọc châm, kỳ diệu lực lượng, che đầy xanh váy nữ tử tung tích cùng khí tức, đến mức lúc trước, để cho mình cũng không thể trước tiên phát giác được. Bắt giữ. Xanh váy nữ tử ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường, cái này hơn phân nửa năm qua, ngươi ta ở đây tranh đấu qua nhiều lần,
có thể từng có cái nào một lần đem ta bắt giữ, dù là ngươi bây giờ thêm ra một cái phân thân, cũng nhất định là phí công. Nàng lộ ra rất tự tin và thong dong. Không thử một lần làm sao biết? Lâm Tầm thuận miệng nói, liền muốn động thủ. Chậm đã. Đã thấy nơi xa, xanh váy nữ tử nói, ngươi muốn, đơn giản là thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải triệt tiêu phong tỏa nơi đây đại trận, để cho ta rời đi. Đây coi như là trao đổi, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ta tự hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Xanh váy nữ tử nhíu mày, hiển nhiên, đối với đưa ra đề nghị như vậy, nội tâm của nàng vẫn là rất kháng cự. Lâm Tầm nói, có thể, nhưng ta còn có những điều kiện khác. Ngươi đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Xanh váy nữ tử đôi mắt đẹp phát lạnh, nếu không phải không muốn đem trong tay của ta ác chủ bài lãng phí ở ngươi bực này nhân vật trên thân, thật sự cho rằng ta sẽ cùng ngươi làm ra dạng này trao đổi. Lâm Tầm cười lên, vậy liền không trao đổi, so tài xem hư thực là được. Ngôn từ tùy ý, lại có vẻ rất cường ngạnh. Xanh váy nữ tử ngẩn ngơ, thanh lệ như vẽ ngọc dung một trận sáng tối chập chờn, nửa ngày mới nói ra, nói một chút đi, ngươi còn có cái gì điều kiện? Lâm Tầm nói một chút lai lịch của ngươi, thân phận càng quan trọng hơn là, ngươi là như thế nào theo Bỉ Ngạn đến chỗ này? Xanh váy nữ tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên, Lâm Tầm nói lên những điều kiện này, đối nàng mà nói căn bản chưa nói tới cái gì. Ta họ Nguyên, tên Thanh Hành, đến từ Bỉ Ngạn thế giới, bất hủ đế tộc Nguyên thị dòng chính hậu duệ. Váy xanh nữ tử thanh âm khinh đạm, có thể Lâm Tầm vẫn là nghe ra, đang nói ra, bất hủ đế tộc Nguyên thị, mờ mờ ảo ảo có một loại kiêu ngạo tự phụ chi sắc. Đáng tiếc, Lâm Tầm căn bản không biết, tại kia Bỉ Ngạn thế giới, bất hủ đế tộc Nguyên thị đến tột cùng đại biểu cho chính là như thế nào uy thế cùng địa vị. Cho nên, nội tâm của hắn hoàn toàn liền là không có chút nào gợn sóng. Lâm Tầm kia bình tĩnh phản ứng rơi vào Nguyên Thanh Hành trong mắt, để nàng nao nao, chợt nội tâm tựu một trận tự diễu, cái này tinh không cổ đạo bên trên thổ dân, sợ là liền bất hủ đế tộc là một tồn tại ra sao cũng không biết, chính mình đây cũng là đàn gảy tai trâu. Lâm Tầm nhưng không biết Nguyên Thanh Hành trong lòng vi diệu phản ứng, dù là liền là biết rõ, cũng căn bản không có khả năng để ý. Hắn nhắc nhở cô nương, ngươi còn chưa nói là như thế nào đến nơi này đâu. Nguyên Thanh Hành nghĩ, thon dài trắng nõn bàn tay lật ra. Ông, một đạo mảnh khảnh ngân sắc phi toa nổi lên, hai bên phong mang nổi liếm, hai đầu đều là sắc bén như kiếm, mặt ngoài lạc ấn lấy từng sợi vặn vẹo như con run tựa như kỳ dị minh văn. Theo ngân sắc phi toa xuất hiện, từng sợi bất hủ khí tức huyễn hóa làm mịt mờ quang vũ bay là tả, lộ ra hết sức thần bí. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rút lại, bảo vật này ẩn chứa khí tức, để hắn ngửi được một cỗ chí mạng uy hiếp. Đây là tộc ta bất hủ thần khí, trụ quang phi thiên toa, hàng nhái, nội ẩn một cỗ bất hủ trật tự bản nguyên lực lượng, bằng vào bảo vật này, đừng nói là đến giới này, liền là tiến về thế giới khác vị diện, cũng không cần tốn nhiều sức. Nguyên Thanh Hành đã nhận ra Lâm Tầm ánh mắt biến hóa, không nhịn được lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, huống chi, cái này tinh không cổ đảo, đơn giản là đại thiên thế giới bên trong một cái thôi, cái này vô số năm qua, mặc dù bị Lạc Gia nắm trong tay địa giai bát phẩm lôi đình trật tự bao phủ, có thể chỉ cần ta nghĩ đến, cũng đoạn không có khả năng ngăn lại ta. Một đoạn này lời nói, làm cho Lâm Tầm nhạy cảm bắt được một chút tin tức. Tinh không cổ đảo, vẹn vẹn chỉ là một trong đại thiên thế giới. Lạc Gia nắm trong tay cấm kỵ trật tự lực lượng, được xưng, lôi đình trật tự, xếp vào, địa giai bát phẩm. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, thiên địa bản nguyên bên trong đản sinh trật tự lực lượng, cũng là có phẩm giai phân chia. Cô nương, có thể hay không cùng ta giảng một chút đại thiên thế giới sự tình, Lâm Tầm hỏi. Nguyên Thanh Hành một đôi đại mi nhăn lại, ngươi không cảm thấy chính mình vấn đề nhiều lắm. Lâm Tầm cười lên, thật vất vả đụng phải một vị đến từ Bỉ Ngạn thế giới nhân vật cao quý, Lâm Mỗ khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Cô nương yên tâm, chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, nói không chính xác chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Nguyên Thanh Hành suy chỗ cười lên, một đôi trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ đăm chiêu, cùng ta làm bằng hữu ngươi lá gan thật là đủ lớn. Cái này cùng đảm lượng cũng không quan hệ, Lâm Tầm cười tùm tìm nói. Hắn làm sao nhìn không ra, Nguyên Thanh Hành thân phận chú định không giống bình thường. Thậm chí đặt tại Bỉ Ngạn thế giới, cũng là số một cực kỳ đặc thù nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tầm càng thêm sẽ không liền để đối phương như vậy đơn giản rời đi, hắn đối kia Bỉ Ngạn thế giới vừa vặn rất tốt kỳ vô cùng. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ lại trả lời ngươi ba cái vấn đề. Nguyên Thanh Hành nói, Lâm Tầm nghĩ, thống khoái đáp ứng. Hắn cái thứ nhất nói lên, liền là cùng đại thiên thế giới có liên quan vấn đề.
Nguyên Thanh Hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho giải hoặc. Nguyên lai, tại Nguyên Thanh Hành bọn hắn những này bỉ ngạn thế giới tu đạo giả trong mắt, bỉ ngạn thế giới, được xưng, vĩnh hằng chân giới, danh xưng vĩnh hằng bất hủ chi địa. Vĩnh hằng chân giới bên ngoài, phân bố rất nhiều tinh không trụ vũ vị diện, bị cùng một chỗ gọi chung là đại thiên thế giới. Tinh không cổ đạo, liền là đại thiên thế giới bên trong một cái. Dựa theo Nguyên Thanh Hành thuyết pháp, dựa theo đại thiên thế giới thế lực mạnh yếu phân chia, hiện nay tinh không cổ đạo cũng vẻn vẹn miễn cưỡng có thể đưa thân bách cường trong hàng ngũ. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng một trận chập trùng, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình trước kia nhận biết cuối cùng vẫn là có chỗ hạn chế. Vẻn vẹn tại đại thiên thế giới bên trong, tinh không cổ đạo địa vị mới vẻn vẹn chỉ có thể xếp vào bách cường mà thôi. Mà được xưng bỉ ngạn, vĩnh hằng chân giới, thì là áp đảo đại thiên thế giới phía trên một cái địa phương. Đặt tại trước đây thật lâu, tinh không cổ đạo từng sinh ra không ít có được thông thiên triệt địa chi uy cự phách nhân vật, khi đó, cũng chính là trong miệng các ngươi thái cổ lúc mới đầu, tinh không cổ đạo bài danh, từng vững vàng đại thiên thế giới trước ba liệt kê, thậm chí còn từng mấy lần có 102 đệ nhất chi vị. Nguyên Thanh Hành bỗng nhiên nói, đáng tiếc là, tinh không cổ đạo bản nguyên trật tự lực lượng, từng tao ngộ qua một trận hạo kiếp, đến mức lâm vào sụp đổ trầm luân bên trong, cũng là từ đó trở đi, tinh không cổ đạo bên trên, tổ cảnh đã là thế gian đạo đồ cực điểm, lại không bất hủ chi đạo nghiệp. Cái gì đại kiếp, Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Nguyên Thanh Hành ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đây coi là không tính vấn đề thứ hai. Lâm Tầm đã nhìn ra, nữ nhân này rõ ràng là sẽ không thành thành thật thật cùng chính mình nói rõ ngọn ngành, hắn nghĩ, nói, loại sự tình này, nên không phải cái gì bí mật, về sau ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Dừng một chút, hắn hỏi ra vấn đề thứ hai, bản nguyên trật tự lực lượng là như thế nào phân chia phẩm giai. Nguyên Thanh Hành giật mình, nửa ngày mới tựa hồ minh ngộ tới, nói, thân là tuyệt đỉnh đại đế, ngươi lại vẫn không biết trật tự lực lượng phân chia, cái này tinh không cổ đạo thật đã xuống dốc đến mức độ này. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem nàng, nói, lại xuống dốc, ngươi không phải cũng bị vây ở nơi đây. Nguyên Thanh Hành hừ lạnh, ta chỉ là không muốn lãng phí trong tay át chủ bài thôi. Nói, trong tay nàng ném đi, đem một viên ngọc giản ném cho Lâm Tầm, cái này kỳ thượng, liền ghi lại bản nguyên trật tự lực lượng phân chia. Lâm Tầm một chút dò xét, trong lòng cũng là nổi lên một trận gợn sóng. Nguyên lai, tại bỉ ngạn vĩnh hằng chân giới, đối trật tự lực lượng nhận biết sớm đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, cũng tạo thành hoàn thiện phân chia hệ thống. Trật tự lực lượng, đản sinh tại hỗn độn bản nguyên bên trong, là gắn bó một phương thế giới vận hành bản nguyên đại đạo chỗ ngưng tụ, có thể gọi là thế giới bản nguyên pháp tắc. Như thế lực lượng, y theo y năng khác biệt, phân tam giai, cửu phẩm. Tam giai theo thứ tự là địa giai, thiên giai, thần giai. Mỗi một giai, phân vừa đến cửu phẩm. Bình thường mà nói, địa giai trật tự lực lượng, đã có thể nói là đáng sợ. Tại vĩnh hằng chân giới bên trong, rất nhiều bất hủ đế tộc, đều là riêng phần mình nắm trong tay một loại trở lên địa giai trật tự lực lượng. Tỷ như bây giờ bao trùm tại tinh không cổ đạo trên không cấm kỵ trật tự lực lượng, liền là bởi bỉ ngạn lạc gia nắm trong tay địa giai bát phẩm lôi đình trật tự lực lượng. Còn như thiên giai trật tự lực lượng, thì có thể nói là đỉnh tiêm tầng thứ, bình thường chỉ trường khống tại thế lực khổng lồ nhất một số bá chủ trong thế lực. Mà thần giai trật tự lực lượng, thì có thể nói là phượng mao lân giác. Dù cho là tại vĩnh hằng chân giới, cũng chỉ có sừng sững ở trên đỉnh thế giới, áp đảo vạn tộc phía trên, vĩnh hằng thần tộc mới có thể trường khống. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Bỉ ngạn lạc gia nắm trong tay trật tự lực lượng, mới bất quá địa giai bát phẩm, liền có thể bao trùm tinh không cổ đạo phía trên, uy hiếp thiên hạ chúng sinh. Này thiên giai trật tự lực lượng lại nên đáng sợ đến bực nào? Mà kia thần giai trật tự lực lượng lại nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi? Còn có kia, vĩnh hằng thần tộc, lại là kinh khủng bực nào tồn tại? Lâm Tầm duy nhất có thể dùng khẳng định là, bất hủ đế tộc, đã có thể nói là đủ để bao trùm tinh không cổ đạo phía trên quái vật khổng lồ. Mà vĩnh hằng thần tộc, sợ là bất hủ đế tộc cũng chỉ có thể đi ngưỡng vọng. Vĩnh hằng chân giới, đại thiên thế giới, tam giai cửu phẩm trật tự lực lượng nhìn, bỉ ngạn thế giới muốn xa so với ta tưởng tượng càng thêm hào hán cùng cường đại. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đạp vào tuyệt đỉnh đế cảnh, dù sao, nếu không có cái này tinh không bản nguyên trật tự lực lượng gia trì, tinh không cổ đạo bên trên, chú định không có khả năng lại xuất hiện tuyệt đỉnh đế cảnh. Bỗng nhiên, Nguyên Thanh Hành hỏi ra âm thanh. Muốn biết có thể, vậy ngươi cũng nhiều trả lời ta một vài vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Tầm nói.
Nguyên Thanh Hành ngẩn ngơ, không nhịn được buồn cười, ngươi cho dù không nói, ta cũng có thể tìm hiểu ra. Nói bóng gió chính là, muốn theo ta có kè mặc cả. Không có cửa đâu. Lâm Tầm cũng không thèm để ý, trực tiếp ném ra ngoài để tam cái vấn đề, Bỉ Ngạn Lạc Gia, tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong địa vị như thế nào. Nguyên Thanh Hành nghĩ nghĩ, nói tại thế lực trong mắt, Bỉ Ngạn Lạc Gia liền là chúa tể quái vật khổng lồ, dưới chướng lực lượng, thống ngự lấy nhiều cái trụ vũ thế giới không khỏi, cao không thể chạm. Như tại đồng dạng bất hủ đế tộc bên trong mà nói, có thể tính được là trung đẳng trình độ đi, không cao không thấp, vô pháp cùng đứng đầu nhất bất hủ đế tộc so sánh, nhưng cũng không là bình thường bất hủ đế tộc có thể so ra mà vượt. Nói đến đây, Nguyên Thanh Hành nhớ tới cái gì, nói kỳ thật, trước kia Bỉ Ngạn Lạc Gia, từng danh liệt tiền mao, có thể nói là bất hủ đế tộc bên trong nhân tài kiệt xuất, uy thế như mặt trời ban trưa, đáng tiếc, theo thông thiên chi chủ biến mất, tộc này đã lớn không bằng trước. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, đương nhiên, đối với các ngươi tinh không cổ đạo mà nói, Bỉ Ngạn Lạc Gia bực này tồn tại, tựu cùng vô thượng thần minh không có gì khác biệt. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, kia so với sau lưng ngươi Nguyên thì tông tộc lại như thế nào? Nguyên Thanh Hành nước nhuận khóe môi nhếch lên một vòng đường cong, tuy nói đây là thứ bốn cái vấn đề, nhưng ta cũng không ngại nói cho ngươi, đặt tại trước kia, Bỉ Ngạn Lạc Gia có lẽ còn có thể cùng ta Nguyên gia so một lần, còn như hiện tại căn bản không có tương đối ý nghĩa. Lâm Tầm lập tức ý thức được, cái này Nguyên thị đế tộc, chỉ sợ sẽ là bất hủ đế tộc bên trong, một trong quái vật khổng lồ đứng đầu nhất. Nếu không, Nguyên Thanh Hành đoạn không dám như thế bình phán. Cũng không trách nàng này từ vừa mới bắt đầu tự triển lộ ra vô cùng tự phụ lực lượng, dù cho là bị nhốt, cũng không giảm hắn kiêu ngạo. Lâm Tầm bỗng nhiên nói, vậy ngươi nhưng biết vạn hóa mâu, khai thiên phủ, chu thần kiếm, diệt thế chiến kích cái này ba kiện bảo vật phía sau bất hủ tông tộc. Năm đó tại Niết Bàn Tự Tại Thiên, tại hắn tuyệt đỉnh thành đế trước kia một trận khoáng thế hạo kiếp phủ xuống thời giờ, từng có ba nam một nữ vượt ngang vô ngần tinh không mà tới, thể hiện ra có thể xưng vô thượng kinh khủng uy năng. Cũng là phương thốn chi chủ ý chí lực lượng hiện ra, mới đưa cái này ba nam một nữ đánh tan, cũng nói cho Lâm Tầm, bốn người này thế lực sau lưng, theo thứ tự là bốn cái bất hủ chi tộc. Chỉ thấy Nguyên Thanh Hành mắt tử không dễ dàng phát hiện co rụt lại, hình như có chút ít kinh ngạc, người lại cũng biết rõ cái này bốn cái chấp trưởng thiên giai trật tự. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, cười lạnh nói, vấn đề của ngươi thật là đủ nhiều, đây đã là vấn đề thứ năm. Lâm Tầm cười lên, nhìn ra được, cái này bốn cái bất hủ chi tộc chú định thật không đơn giản, tối thiểu, liền ngươi cũng không dám mông cuồng bằng vào bọn hắn. Ngây thơ như vậy phép khích tướng, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm, Nguyên Thanh Hành lườm Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm nói, nhưng tối thiểu, ta đã biết rõ, cái này bốn cái bất hủ chi tộc nắm trong tay, chính là thiên giai trật tự lực lượng. Mà dựa theo trước ngươi lời nói, cái này bốn đại bất hủ chi tộc nội tình, nên tại Bỉ Ngạn Lạc Gia phía trên, thậm chí có thể áp đảo các ngươi Nguyên gia phía trên. Ngươi tiếp tục khích tướng, nhìn ta liệu sẽ lại trả lời ngươi một câu. Nguyên Thanh Hành hai tay vẫn ôm trước ngực, một đôi tinh thần tựa như đôi mắt đẹp lộ ra khinh thường, một bộ ngươi điểm này trò vặt, căn bản không gạt được lão nương pháp nhãn tư thế. Lâm Tầm than nhẹ thôi, đã cô nương như thế cảnh giác cùng đề phòng, vậy chúng ta ở giữa trò chuyện liền đến này là ngừng. Ngươi giao ra Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn, ta hiện tại để cho ngươi đi. Nguyên Thanh Hành ngược lại là không nghĩ tới, Lâm Tầm trước đó còn tại ý đồ theo chính mình trong miệng bộ lấy càng nhiều tin tức, sau một khắc tự thống khoái đáp ứng muốn thả chính mình đi. Nàng giật mình, đưa tay một chiêu, một cái bao trùm lấy rậm rạp đạo văn thanh đồng hộp nổi lên, cách không đưa cho Lâm Tầm. Cái này hộp cũng coi là một kiện không tệ đế bảo, có thể bao quát tứ phương chi hải, thu nạp thập phương kỳ chân, cùng nhau đưa ngươi. Lâm Tầm vận chuyển tu vi, đem thanh đồng hộp mở ra, thần thức dò vào trong đó, chỉ thấy một gốc thanh đồng đổ lên tựa như thần mộc cắm rễ trong đó, chạc cây mạnh mẽ, như đao như kiếm, chính là Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn. Hắn đem bảo vật này lấy ra, thu vào, đưa tay đem thanh đồng hộp trả lại, nếu là trao đổi, ta há có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Nguyên Thanh Hành không nhịn được khẽ giật mình, chợt hừ lạnh, không cần cũng được. Lâm Tầm cười cười, không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi mảnh này tinh không thế giới. Nguyên Thanh Hành theo sát phía sau. Cho đến đi vào Thương Ngô Sơn bên trên, Lâm Tầm tay áo vung lên, kia bao trùm tại thiên địa ở giữa cấm chế đại trận tự bị triệt tiêu. Gặp đây, Nguyên Thanh Hành rõ ràng thầm thả lỏng khẩu khí, nói, không nghĩ tới, ngươi người này cũng là thủ tín, trước đó đoạn thời gian đó tranh chấp, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dứt lời, nàng tay áo phất phới, hướng nơi xa lao đi. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa, từ đầu đến cuối không có ngăn cản, hắn biết rõ,
Nữ nhân này như thật liều mạng muốn đi, chính mình sợ cũng không để lại nàng. Đúng rồi, ngươi tên là gì, nơi xa, Nguyên Thanh Hành bằng hư quay người, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Đạo Uyên, Lâm Tầm thuận miệng nói. Nguyên Thanh Hành ồ một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, quay người mà đi, thân ảnh nhoáng một cái, bỗng biến mất không thấy gì nữa, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Thương Ngô Sơn bên trên Thương Ngô Thần Thụ, cuối cùng vẫn bỏ đem này cây lấy đi ý nghĩ. Dù sao đã chỉ còn lại một cái xác rỗng, theo thời gian chuyển rời, sợ là không bao lâu liền sẽ hủ bại tiêu tán. Cũng là thời điểm hồi trở lại hạ giới. Lâm Tầm không có trì hoãn, quay người mà đi. Trên đường đi, lại tình không tự cấm địa nhớ tới Nguyên Thanh Hành từng nói ra những lời kia. Vĩnh hằng chân giới, đại thiên thế giới, trật tự lực lượng, bất hủ đế tộc kia ẩn chứa trong đó tin tức, đầy đủ Lâm Tầm nhấm nuốt đã lâu. Tinh bà bà. Cùng này đồng thời, một mảnh mênh mông trên bầu trời, Nguyên Thanh Hành trong lòng mở miệng, trước đó ngươi vì cái gì để cho ta lưu thủ gọi là Lâm Đạo Uyên gia hỏa, thật có như vậy lợi hại. Tại trong thức hải của nàng, một viên ngân sắc phi toa trôi nổi, bay là tà bất hủ quang vũ, lúc này từ trong đó truyền ra một đạo hiền hòa thanh âm. Tiểu thư, trên người này đạo hạnh không phải là so tầm thường, tiểu thư dù cho là vận dụng át chủ bài, có lẽ có thể bắt giữ hắn, có thể chỉ sợ cũng đến vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ, chẳng bằng riêng phần mình lui nhường một bước, dù sao các ngươi chi gian, cũng không thâm cửu đại hận gì. Nguyên Thanh Hành giật mình, nói, ngài xuất thủ cũng không được. Kia hiền hòa thanh âm nhắc nhở tiểu thư, đừng quên ngươi vừa rồi thấy, chỉ là người tuổi trẻ kia hai cố phân thân, một cái tuyệt đỉnh đại đế, có thể đem phân thân đều rèn luyện đến có thể cùng tiểu thư ngươi đối kháng tình trạng, loại người này cũng không phải như vậy đơn giản có thể bị đánh bại. Nguyên Thanh Hành hừ lạnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không cam lòng, nói, như thật liều mạng, dù là liền là hắn bản tôn tới, ta cũng có lòng tin đem hắn bắt giữ, bất quá ngài nói rất đúng, vừa không oán không cừu, tựu không đáng giá ta làm như vậy. Theo lão thân ý kiến, người này có thể tại tinh không cổ đạo bên trên tuyệt đỉnh thành đế, tuyệt không phải trên ý nghĩa nhân vật cái thế có thể so sánh, nếu là có cơ hội có thể đem nó giữ ở bên người, vì ngươi sử dụng, ngày khác, tất có thể phụ tá tiểu thư đúc thành bất hủ đại nghiệp. Kia hiền hòa thanh âm nhắc nhở. Nguyên Thanh Hành đại mi hơi nhíu, lâm vào suy nghĩ. Nửa ngày, nàng mới lắc đầu nói, tinh bà, loại người này xương cốt có thể kiên cường vô cùng, chỗ này có thể sẽ chịu làm kẻ dưới, huống chi, ta tổng xem ra hòa này không vừa mắt. Như thật có cơ hội gặp lại, nhất định phải trước hung hăng đánh cho hắn một trận, ra một hơi lại nói. Tinh bà phát ra một trận cười khổ. Tại vĩnh hằng chân giới, tiểu thư giống như nguyên thị nhất tộc trên lòng bàn tay Minh Châu, dù cho là một chút quát tháo phong vân tông tộc chi chủ nhìn thấy, cũng phải lễ nhượng ba phần. Có lẽ cũng bởi vì thân phận quá tôn quý một chút, làm cho nàng mặc dù thông minh tuyệt luân, đạo hạnh cao thâm, nhưng lại chưa từng trải qua quá nhiều thế sự long đong. Bất quá! Kinh lịch dạng này một lần ma luyện, cũng tịnh không phải là chuyện xấu. Dù sao, lần này ra ngoài du lịch, vốn là vì ma luyện tiểu thư đạo tâm, loại trừ sinh tử, sự tình khác, tất cả đều không tính là gì. Tinh bà, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào, Nguyên Thanh Hành nói. Cái này tinh không cổ đạo, lúc mới đầu có được tứ đại đạo khư, danh liệt đại thiên thế giới đứng đầu, trước đây thật lâu, một chút truyền kỳ nhân vật có lực lượng mạnh mẽ. Đặt tại vĩnh hằng chân giới bên trong cũng có thể nói là không thể tưởng tượng nổi cường đại, có thể làm cho bất hủ đế tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Tinh bà nói, có thể theo tạo hóa chi khư cùng chúng diệu chi khư biến mất, theo côn luân chi khư cùng quy khư riêng phần mình tao ngộ đại kiếp, cái này tinh không cổ đạo nhưng dần dần xuống dốc. Thanh âm bên trong, mang theo cảm khái. Nguyên Thanh Hành nói, tứ đại đạo khư thật có thần kỳ như thế. Nào chỉ là thần kỳ. Tinh bà rõ ràng biết rõ rất nhiều bí mật, nói đến. Cái này tứ đại đạo khư không có chỗ nào mà không phải là thế gian thần bí nhất không cũng biết chi địa, cho dù là tại vĩnh hằng chân giới bên trong, cũng tìm không ra bao nhiêu có thể cùng cái này tứ đại đạo khư cùng so sánh địa phương. Bất quá, những này đều đã là chuyện cũ năm xưa, vô luận là côn luân khư, vẫn là quy khư, sớm đã mất đi nguyên bản có bản nguyên chi lực, bằng không mà nói, vĩnh hằng chân giới bên trong những lão gia hỏa kia, sợ là đã sớm đoạt vỡ đầu giết tới. Dừng một chút, tinh bà tiếp tục nói, tiểu thư, lần này đã chúng ta tới đến tinh không cổ đạo, không ngại tiến về quy khư, côn luân khư đi một lần. Theo lão thân biết, lạc gia vị kia thông thiên chi chủ, năm đó tự từng tại quy khư bên trong, tao ngộ một trận vô hình đại bại, kia địa phương cũng là phương thốn sơn sơn môn chỗ chi địa. Nguyên Thanh Hành kinh ngạc nói, phương thốn sơn. Đúng, liền là cái kia phương thốn sơn, tinh bà nói. Nguyên Thanh Hành trong con ngươi lộ ra sắc mặt khác thường,
Nói, vậy nhưng thực sự đi nhìn một chút, rất sớm ta liền hiếu kỳ, kia thần bí Phương Thốn Sơn, đến tột cùng có cái gì khả năng, lại có thể để những cái kia bất hủ đế tộc đều nhìn tới như đại địch. Một bên trò chuyện, Nguyên Thanh Hành thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Hạ giới, Tử Cấm Thành, Tẩy Tâm Phong. Theo Lâm Tầm hai đại đạo thể rời đi, cho đến hiện tại, đã đi qua hơn phân nửa năm. Đoạn thời gian này bên trong, Lâm Tầm một thân chuyển chiến đế quan chiến trường. Bát vực chi địa, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Mà khi cổ hoang vực các đại đạo thống lần lượt che diệt, làm thiên hà cũng vì đó oanh động cùng rung động, Lâm Tầm đã lặng yên trở về. Đêm rất khuya, Tẩy Tâm Phong, thần hy lưu chuyển. Đỉnh núi, Lâm Tầm ngũ đại đạo thể tụ hợp cùng một chỗ, lẫn nhau ý thức giao lưu dung hợp, làm cho Lâm Tầm cũng là trước tiên giải được cái này hơn phân nửa năm qua, phát sinh ở hạ giới một ít chuyện. Nhưng đều là một chút việc nhỏ, không có gì đáng giá để ý. Lâm Tầm đem đệ tử Tô Bạch cùng Cố Khê theo bảo vật bên trong thả ra, cũng đem bọn hắn dẫn tiến cho Tẩy Tâm Phong bên trên những người khác nhận biết. Về sau, liền để hai người lưu lại. Bây giờ hạ giới mỗi một đoạn thời gian đều tại bộc phát trước nay chưa từng có kịch biến, tại hạ giới tu hành, thậm chí muốn so cổ hoang vực càng có ích lợi. Đối với cái này, Tô Bạch cùng Cố Khê đều đau mau trả lời ứng. Cũng là theo ngày này lên, Tô Bạch bắt đầu đảm nhiệm Nguyên Thủy Đạo Tông trưởng lão chức vụ, chuyên trách hình pháp sự tình, Cố Khê cũng gia nhập Nguyên Thủy Đạo Tông, nhưng cũng không đảm nhiệm chức vụ cụ thể, mà là làm bạn tại Tô Bạch bên người, giúp hắn xử lý các loại vụn vặt công việc. Vào lúc ban đêm, Lâm Tầm Thanh Mộc đạo thể xuất động, tiến về Thanh Liên bí cảnh. Vạn đạo khởi nguyên chi địa. Lâm Tầm bản tôn ngay tại lĩnh hội cùng ngồi xuống. Tại trước người hắn, Vô Uyên kiếm đỉnh phù trầm, hiện ra óng ánh rực rỡ từ sắc trật tự hoàng viêm. Hóa giải mất đến từ thiên địa ở giữa trật tự áp bách lực lượng. Đã đem gần 4 năm, Lâm Tầm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ở đây lĩnh hội vạn đạo khởi nguyên huyền bí, đồng thời theo hắn đối các loại đại đạo lý giải không ngừng làm sâu sắc, làm cho hắn lĩnh hội tốc độ cũng là không ngừng tăng lên. Cho đến bây giờ, đã trưởng khống hơn 500 loại hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc. Vạn đạo khởi nguyên hạch tâm lực lượng đang không ngừng phóng thích cùng khuếch tán, dựa theo bực này trạng thái, tối thiểu còn muốn mấy trăm năm thời gian. Nơi đây vạn đạo khởi nguyên lực lượng mới có thể triệt để khô kiệt trống không. Đáng tiếc, lúc này nơi đây còn dư lại hoàn chỉnh đại đạo lực lượng đã không nhiều, theo thời gian chuyển rời, chú định sẽ chỉ càng ngày càng ít, không ngoài 10 năm, sợ là lại cảm ngộ không đến hoàn chỉnh đại đạo khởi nguyên lực lượng. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Nhất định phải nắm chắc thời gian. Ừ, bỗng nhiên, tựa như cảm ứng được cái gì, Lâm Tầm đứng dậy, thu hồi Vô Uyên kiếm đỉnh, đi ra mảnh này bí cảnh. Chỉ thấy bí cảnh bên ngoài, Thanh Mộc đạo thể đã đợi chờ tại kia. Lâm Tầm bản tôn nguyên thần, trước tiên tự cùng Thanh Mộc đạo thể hình thành phù hợp, hiểu được mấy năm qua này trải qua sự tình các loại. Một lúc sau, hắn theo Thanh Mộc đạo thể trong tay tiếp nhận Thương Ngô thần thụ thần hồn nguyên căn, thu vào. Bây giờ, hắn đã đem Thương Ngô, Phù Tang, Kiến Mộc, Côn Ngô tứ đại thần mộc thần hồn nguyên căn, cùng Thái Sơ nhất khí thủy, Thanh Trọc tinh hồn sa, Hỗn Độn tức nhưỡng, Ngũ sắc diệu thổ, các loại thần liêu thu sạch tập hợp đủ toàn bộ. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, lúc này hắn, đã có thể bắt đầu đi cô đọng hỗn độn thụ mầm non. Chỉ cần làm được một bước này, tự giống như là có được có thể đi lĩnh hội hỗn độn pháp tắc cơ hội. Lâm Tầm cũng sẽ không quên, cổ xưa vãng kim đến, tại tinh không cổ đạo trong lịch sử, có thể ngưng kết hỗn độn thụ mầm non, cơ hồ là lác đác không có mấy. Mà có thể tại bản mệnh đế giới bên trong thai nghén một gốc hỗn độn thụ mầm non, không chỉ là lĩnh hội hỗn độn pháp tắc đơn giản như vậy, cũng có thể củng cố đạo hạnh, rèn luyện quanh thân đại đạo pháp tắc, để bản mệnh đế giới tỏa ra chân chính hỗn độn lực lượng. Thôi, khi ta không cách nào cảm ngộ đến hoàn chỉnh vạn đạo khởi nguyên huyền bí, lại đến cô đọng hỗn độn thụ mầm non. Một chút suy nghĩ, Lâm Tầm tự làm ra quyết đoán. Mười phần nặng nhẹ. Về sau lúc nào đều có thể cô đọng hỗn độn thụ mầm non, nhưng lĩnh hội vạn đạo khởi nguyên huyền bí cơ hội thì chỉ có một lần. Đồng thời gian càng ngày càng gấp gáp. Vì thế, Lâm Tầm lúc này truyền đạt ra một đạo ý niệm, để Thanh Mộc đạo thể tiến về Tẩy Tâm Phong, dự định chỉ lưu một cái đạo thể tỏa chấn Tẩy Tâm Phong, cái khác đạo thể thì cùng một chỗ tiến về, cùng hắn bản tôn cộng đồng tại vạn đạo khởi nguyên chi địa bế quan. Cuối cùng, Hắc Thủy đạo thể lưu tại Tẩy Tâm Phong tỏa chấn. Thanh Mộc, Bạch Kim, Hoàng Thổ, Xích Hỏa tứ đại đạo thể thì cùng Lâm Tầm bản tôn cùng một chỗ, bắt đầu từ hôm nay tiến vào vạn đạo khởi nguyên chi địa bế quan. Hoa nở hoa tàn, thời quan như thoi đưa. Theo thời gian chuyển rời, hạ giới linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, sơn hà hồ nước,
một ngọn cây cọng cỏ, đều là tại linh khí tầm bổ dưới tỏa ra hoàn toàn mới hình dạng. Không biết bao nhiêu chiếc điệp bí cảnh cùng động thiên phúc địa nhau nhau đào được, dẫn phát tu đạo giả tranh đoạt, bởi vậy nhấc lên một trận lại một trận mưa máu gió tanh. Thậm chí, một chút nghèo bên trên vùng đất hoang cằn cỗi chi địa, bây giờ đều biến thành linh sơn tú thủy. Bất khả tư nghị nhất chính là, vạn đạo giới chỗ hàm quát cương vực còn tại không ngừng khuếch trương, không ngừng dọc theo. Mà trong đó biến hóa lớn nhất, thuộc về từ cấm thành không thể nghi ngờ. Tòa này, vạn đạo thánh địa, bị coi là linh khí khôi phục hạch tâm, gần như mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đản sinh ra một việc khoáng thế đạo duyên, dẫn phát thiên hạ oanh động. Đáng tiếc, đừng nói là bình thường tu đạo giả, liền là từ cấm thành bên trong những đại thế lực kia, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi, cũng không dám đi tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, những này khoáng thế đạo duyên, đều được coi là Nguyên Thủy Đạo Tông độc chiếm. Ai đi đoạt, người đó là cùng Nguyên Thủy Đạo Tông không qua được. Bực này tình huống dưới, ai ăn hùng tâm báo tử dám đi xen vào. Tuyệt đối liền là muốn chết. Cần biết, theo thời gian chuyển rời, có quan hệ lâm tầm tại cổ hoang vực, tại đế quan trường thành, tại bát vực chi địa sở hữu chiến tích, đều là sớm đã chuyển về hạ giới, dẫn phát thiên hạ kinh hãi. Thậm chí cũng bởi vậy, làm cho lâm tầm bị quan lên, cổ hoang vực đệ nhất đế, xương hào. Mà có lâm tầm chấn giữ Nguyên Thủy Đạo Tông, tự nhiên là không ai dám trêu chọc. Trên thực tế, dù cho là không có lâm tầm xuất thủ, bằng vào Nguyên Thủy Đạo Tông bây giờ nội tình, phóng nhãn thiên hạ, cũng đã có thể nói là nhất lưu đỉnh tiêm thế lực. Nhất là những năm gần đây, Nguyên Thủy Đạo Tông thu nhận truyền nhân càng ngày càng nhiều, cũng là hiện ra một nhóm cực kỳ chói mắt thiên kiêu kỳ tài, tại cái này đại thế phong vân bên trong dẫn dắt phong tao, không gì sánh được. Chính như câu nói kia lời nói, thiên hạ tuấn kiệt, tận quy Nguyên Thủy. Mà theo thời gian chuyển rời, Nguyên Thủy Đạo Tông dưới chướng truyền nhân tu vi cũng là không ngừng tăng lên, không ngừng đổi mới thế gian một chút ghi chép. Có thể nói, Nguyên Thủy Đạo Tông quật khởi, sớm đã là thế không thể đỡ, sớm muộn là muốn trở thành cái này hạ giới bá chủ thực sự. Duy nhất để hạ giới chúng sinh cảm thấy may mắn chính là, Nguyên Thủy Đạo Tông chỉ chiếm cứ tại Tử Cấm Thành, tuyệt không xen vào Tử Cấm Thành bên ngoài bất cứ chuyện gì. Điều này cũng làm cho những thế lực lớn khác có được khuếch trương cương vực, quật khởi mạnh mẽ cơ hội. Dù sao, bây giờ vạn đạo giới, cương vực sự rộng lớn, sớm đã có thể so với một phương đại thế giới. Loại trừ Tử Cấm Thành bên ngoài, cái này thiên hạ còn có rất nhiều danh sơn phúc địa cùng chiết điệp bí cảnh, kia trong đó tạo ra cơ duyên, cũng là vô số kể, đầy đủ bất luận cái gì thế lực lớn đi tìm kiếm cùng tranh đoạt. Đối với ngoại giới phong vân biến ảo, lâm tầm sớm đã vô tâm để ý tới. Cho dù là khi tỏa chấn tẩy tâm phong bên trên hắc thủy đạo thể, cũng chỉ là tại gặp được chuyện cực kỳ trọng yếu, mới có thể lộ diện một cái. Lúc khác, càng nhiều hơn chính là một loại trốn trong xó ít ra ngoài, không hỏi thế sự trạng thái. Bất quá, tại lâm tầm bản tôn cùng cái khác phân thân bế quan đồng thời, hắc thủy đạo thể cũng không có nhàn rỗi, một mực tại thôi diễn đồng dạng sự vật. Một cái bị trùng điệp phong ấn thanh đồng hộp. Đây là lúc trước bởi Huyền gia chi chủ Huyền Thượng Thần theo Lộc Tiên Sinh trong tay đạt được một kiện vật phẩm, truyền tặng cho Lâm Tầm. Dựa theo Lộc Tiên Sinh lời nói, cái này trong hộp có đồng dạng Lâm Tầm mẫu thân Lạc Thanh Tuần lưu lại bảo vật, trong vòng trăm năm, như Lâm Tầm có thể mở ra cái này thanh đồng hộp, liền có thể tiến về tìm kiếm Lạc Thanh Tuần. Như trong vòng trăm năm vô pháp mở ra, thì cần muốn đem hộp này con triệt để hủy đi. Năm đó nhận lấy cái này thanh đồng hộp, Lâm Tầm từng làm ra suy đoán. Cái này nên là một việc cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm, tuyệt không phải là Lộc Tiên Sinh cố ý làm khó dễ chính mình. Mà bây giờ, cự ly Lâm Tầm đạt được thanh đồng hộp đã đi qua hơn 10 năm, hắn đối cái này thanh đồng hộp bên trên phong ấn lực lượng lĩnh hội, còn xa xa chưa tới một thành. Thật sự là, cái này phong ấn lực lượng bởi hơn vạn trọng cấm chế lực lượng tạo thành, hoàn hoàn đan xen, rõ ràng là bởi Lộc Tiên Sinh tự mình bố trí, dùng Lâm Tầm đạo văn tạo nghệ, tại thôi diễn lúc cũng cảm thấy cực kỳ chi phí sức. Bất quá, dựa theo hắn suy đoán, trong vòng trăm năm, hẳn là đầy đủ chính mình đem cái này thanh đồng hộp bên trên phong ấn lực lượng triệt để phá giải. Tại Hắc Thủy Đạo thể lĩnh hội cùng thôi diễn Lộc Tiên Sinh lưu lại thanh đồng hộp đồng thời. Thanh Liên bí cảnh, Lâm Tầm bản tôn cùng cái khác tứ đại đạo thể cũng tại bắt gấp hết thời gian lĩnh hội vạn đạo khởi nguyên huyền bí. Một năm, ba năm, năm năm, trong núi không giáp, lạnh tuổi không biết năm, đối tu đạo giả mà nói, bế quan tu luyện. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền qua. Cho đến Lâm Tầm hắc thủy, xích hỏa hai đại đạo thể theo cổ hoang vực trở về năm thứ 9, cũng chính là Lâm Tầm bản tôn bế quan lĩnh hội thứ 13 năm. Cái này một ngày, vạn đạo khởi nguyên chi địa,
Lâm Tầm cùng tứ đại đạo thể cùng nhau theo cảm ngộ bên trong tỉnh lại, đối mắt nhìn nhau, đều lộ ra một chút buồn bã. Nguyên bản, dựa theo hắn năm đó suy đoán, tối thiểu còn có thể lĩnh hội thời gian 10 năm, có ai nghĩ được, tại cái này năm thứ 9, vạn đạo khởi nguyên hạch tâm lực lượng bên trong, đã lại không hoàn chỉnh đại đạo khởi nguyên huyền bí, còn dư lại, gần như đều là không trọn vẹn đại đạo. Tựa như bực này không trọn vẹn chi đạo, cho dù lại lĩnh hội xuống dưới, có khả năng đạt được cảm ngộ cũng cuối cùng có hạn, thậm chí vô pháp rèn luyện đến hoàn chỉnh cực điểm tình trạng. Thôi, cũng là thời điểm rời đi. Lâm Tầm bản tôn đứng dậy. Siêu siêu siêu, cái khác tứ đại đạo thể trong nháy mắt tự dung nhập hắn bản tôn bên trong. Thu hồi vô uyên kiếm đỉnh, Lâm Tầm cong người rời đi. Hắn bản tôn ở đây bế quan 13 năm, cái khác tứ đại phân thân thì cùng một chỗ bế quan 9 năm, cho tới bây giờ, đã trưởng khống hơn 5.000 loại hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc. Nhìn như số lượng phong phú, có thể cái này 5.000 đại đạo pháp tắc, cũng là có khác biệt cực lớn, có thể xưng là tiểu đạo, có thể xưng là đại đạo. Cho dù là đại đạo chi gian, tiểu đạo chi gian, cũng có được khác biệt khác nhau. Nhưng bất kể như thế nào, những này đại đạo huyền bí, đều là cấu thành thiên địa vạn tượng một phần bản chất chi bí, tích lũy cùng một chỗ, sớm muộn có sinh ra chất biến thời điểm. Tỷ như chứng đạo phản tổ thời điểm, cái này tích lũy đại đạo pháp tắc, liền có thể hóa thành một loại hùng hậu vô cùng chứng đạo vốn liếng. Trên thực tế, phóng nhãn bây giờ tinh không chư thiên, tại cùng thế hệ bên trong, sợ là tuyệt đối tìm không ra một cái có thể tại trường khống đại đạo về số lượng cùng Lâm Tầm sánh ngang. Dù sao, đây chính là trọn vẹn hơn 5.000 loại đại đạo, không có chỗ nào mà không phải là hoàn chỉnh chi đạo, không một không thuyết minh ra bản chất nhất cùng nguyên thủy huyền bí. Khoảng chừng về điểm này, đã chọn có thể vang dội cổ kim. Dịch tẩu tặng cho vạn đạo trong bàn cờ, cũng lạc ấn lấy vạn đạo khởi nguyên khí tức, về sau theo không ngừng lĩnh hội, cũng là có thể nhìn rõ đến càng nhiều đại đạo nguyên thủy huyền bí. Rời đi vạn đạo khởi nguyên chi địa, Lâm Tầm chắp tay tại cống, xuyên thẳng qua tại khác biệt bí cảnh thế giới bên trong, một bên hành tẩu, một bên suy nghĩ. Tiếp xuống, liền có thể cô đọng hỗn độn thụ mầm non. Lâm Tầm đang suy nghĩ, đã đi tới lão cáp chỗ bế quan một tòa bí cảnh thế giới bên trong. Những năm này đi qua, A Lỗ cũng rốt cục nghênh đón phá cảnh thời cơ, nhất cử thành đế, đồng thời tại thành đế đại kiếp ma luyện bên trong, tỉnh lại thân thể bên trong thiên phú huyết mạch chi lực, thể phách chi lực trở nên vô cùng biến thái, cùng thế hệ người, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Duy chỉ có lão cáp, những năm này đi qua, cũng không có dấu hiệu phá cảnh. Đại ca, lúc Lâm Tầm tìm đến, bế quan bên trong lão cáp trước tiên tự phát giác được, không nhìn được có chút uể oải, thở dài nói, vẫn chưa được, ta căn bản là không cảm ứng được chứng đế thời cơ. Hắn tu vi sớm đã đạt đến chuẩn đế cảnh cực điểm viên mãn tình trạng, nhưng lại chậm chạp đợi không được thành đế chi thời cơ, lại nhìn thấy A Lỗ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên, A Hồ bọn hắn đều sớm đã thành đế, không khỏi có chút phập phồng không yên, lo được lo mất. Gấp cái gì, lắng đọng càng lâu, lúc thành đế đúc thành đạo nghiệp lại càng lớn. Lâm Tầm vỗ vỗ lão cáp bả vai, cười nói, ngươi cũng đừng quên, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, ngươi có thể nói qua, ngươi là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tồn tại, cho nên mới có thể được phụ thân ngươi đặt tên là Kim Độc Nhất, nếu là độc nhất vô nhị, như vậy chứng đạo thành đế thời cơ, tự nhiên cùng những người khác không giống. Lão cáp mỉm cười, đại ca ngươi không cần an ủi ta, dù sao ta cũng là gặp qua sóng to gió lớn, làm sao không biết tu hành sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, mặc kệ chờ bao nhiêu năm. Cũng mặc kệ phải tao ngộ cái gì, đối với thành đế, ta là đoạn sẽ không bỏ qua. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, hỏi, vậy là ngươi dự định tiếp tục tu luyện xuống dưới, vẫn là rời đi? Rời đi. Lão cáp không chút do dự nói, chỉ xa rời thực tế, cuối cùng không được, ta dự định một mình rời đi, tiến về ngoại giới du lịch một phen, có lẽ liền có thể tìm ra thành đế thời cơ. Như thế cũng tốt. Lúc này, Lâm Tầm cùng lão cáp cùng rời đi. Trên đường, Lâm Tầm đem ngay tại từng cái bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên A Hồ, A Lỗ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên gọi tới, sau đó cùng một chỗ lên đường, rời đi cái này thanh liên bí cảnh. Tẩy tâm phong chi đỉnh. Lâm Tầm bày trí yến hội, cùng lão các bọn hắn cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, cũng nói ra kế hoạch của mình. Làm ngưng tụ ra hỗn độn thụ mầm non về sau, hắn liền sẽ rời đi hạ giới, quay về Côn Luân Khư, về sau cực có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không lại trở về. Dứt lời chính mình sự tình, Lâm Tầm lại hỏi lão cáp mỗi người bọn họ dự định. Ta muốn đi ngoại giới du lịch, tìm kiếm thành đế thời cơ. Đây là lão cáp dự định, Lâm Tầm sớm đã tin tưởng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía A Hồ bọn hắn. Ta nghe tiểu sư thúc ngươi. A Hồ cười yếu ớt nói,
Dù sao bây giờ ta cũng là một người cô đơn. Ta cũng thế. Tiểu Ngân không giả nghĩ nói thầm. Ta cùng Tiểu Ngân đồng dạng. Tiểu Thiên vẫn là kia một bộ ngượng ngùng thiếu nữ tựa như bộ dáng, mắt to như nước trong veo, tiếng nói cứu cứu, nhu nhuận tựa như tuyền. Ta... Không đợi A Lỗ mở miệng, Lâm Tầm đã cười nói, được rồi, ngươi không cần phải nói, ta cũng biết ngươi giống như bọn họ. A Lỗ vào đầu cười hắc hắc. Như vậy đi, các ngươi tự tạm thời lưu tại hạ giới. Lâm Tầm suy nghĩ một chút, nói, tại linh khí khôi phục kịch biến bên trong, hạ giới sớm muộn sẽ biến hóa thành một phương có thể so với Hồng Mông thế giới trung thổ đạo châu thần tú thế giới. Các ngươi ở đây tu hành, ngược lại là có thể so với cái khác đế cảnh thu hoạch được càng nhiều đột phá cơ hội. Nếu là đi theo ta rời đi, ngược lại hại lớn hơn lợi. Nghe nói lời ấy, A Hồ cũng chẳng có gì, hoặc là nói nàng sớm đã ngờ tới Lâm Tầm sẽ làm ra an bài như thế, lúc này liền nhẹ gật đầu. A Lỗ, Tiểu Ngân bọn hắn đều sửng sốt, có chút không bỏ. Đại ca, loại trừ lão cấp, chúng ta đều đã thành đế. A Lỗ nói, vì cái gì liền không thể để cho chúng ta đi theo ngươi cùng đi chinh chiến. Đúng vậy a, chủ nhân, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên đều rất không bỏ, trông mong nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm trong lòng kỳ thực cũng có chút không bỏ, nhưng vẫn là lắc đầu nói các ngươi nếu thật tốt với ta, liền lưu ở nơi đây, giúp ta trông nom tốt Nguyên Thủy Đạo Tông, ta cũng không hy vọng tại lần sau trở về, lại phát sinh một chút chuyện không tốt. A Hồ cũng tại một bên nói ra, đại đạo đằng đẵng, đều có sở cầu, công tử vừa làm ra như vậy quyết đoán, tất nhiên là sớm đã nghĩ sâu tính kỹ, các ngươi a vẫn là nghe lời đi. Lâm Tầm cười nói, huống chi, ta cũng không phải hiện tại liền rời đi. Tiểu Ngân, Tiểu Thiên bọn hắn cũng nhìn ra, Lâm Tầm chủ ý đã quyết, vô pháp cải biến, trong lòng khó tránh khỏi đều có chút buồn vô cớ. Lâm Tầm vội vàng nói sang chuyện khác, này mới khiến bầu không khí không đến mức quá mức ngột ngạt cùng thương cảm. Một ngày sau, Lâm Tầm quay về Thanh Liên bí cảnh, bắt đầu ngưng tụ hỗn độn thụ mầm non. Lão Cáp thì một mình rời đi, ra ngoài du lịch, một đám trong đồng bạn, duy chỉ có hắn chậm chạp chưa từng thành đế, cái này khiến hắn cũng ý thức được. Vẹn vẹn chỉ là bế quan tu hành, là chú định không thể đợi đến phá cảnh thời cơ. Tại A Hồ căn dặn dưới, A Lỗ lặng lẽ đi theo tại Lão Cáp sau lưng, trong bóng tối tiến hành bảo hộ. Bây giờ hạ giới, loại trừ Tử Cấm Thành bên ngoài, cách khác địa phương đều là tại thời khắc khắc phát sinh kịch biến, dung chuyển vô cùng, chém giết cùng xung đột khắp nơi có thể thấy được. Lão Cáp mặc dù cự ly đế cảnh chỉ thiếu chút nữa, có thể cuối cùng không phải đế cảnh, có A Lỗ trong bóng tối bảo hộ. Dù cho là tao ngộ cái gì chí mạng uy hiếp, cũng có thể biến nguy thành an. Tiểu Ngân cùng Tiểu Thiên thì cùng A Hồ cùng một chỗ, lưu tại Tẩy Tâm Phong bên trên, xung làm lên Thái Thượng Trưởng Lão chức vụ. Kỳ thực, liền là một cái chức quan nhàn tản. Nhưng ai đều tin tưởng, có bọn họ, dù là về sau Lâm Tầm rời đi, Nguyên Thủy Đạo Tông cũng có được đủ để uy hiếp thế gian nội tình. Một năm sau, Đông Hải bên bờ, một bộ xanh váy, mực châm gài tóc búi tóc Nguyên Thanh Hành, thản nhiên dạo bước tại một tòa phồn hoa thành trì bên trong, một đôi rõ ràng trong mắt mang theo hiếu kỳ. Trên đường đi, không biết bao nhiêu người bị nàng kia tuyệt thế khuynh thành dung nhan kinh diễm đến, nhưng khi nhìn kỹ, nàng kia yểu điệu thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phiên Nhược Kinh Hồng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, kia Lâm Đạo Uyên đúng là Phương Thốn Sơn truyền nhân, đồng thời tại cái này vạn đạo giới bên trong như thế nổi danh. Rộn rộn ràng ràng trên đường, Nguyên Thanh Hành trong lòng nói, Tinh bà, trước khi rời đi, ta muốn đi gặp lại thấy một lần người này. Tiểu thư, ngươi là nghĩ thu nạp hắn ở bên người sao? Cái này cũng không tốt đủ, ngươi cũng đã nói, hắn là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Thức hải bên trong, Tinh bà thanh âm vang lên. Ta cũng không dự định thu nạp hắn, ta chỉ là cho hắn chỉ điểm một con đường sáng, cũng coi như tiện tay tặng cho một việc thiện duyên đi. Nguyên Thanh Hành trắng nõn thon dài hai tay chắp sau lưng, tinh mâu thanh tịnh, tiên tư như vẽ, mặc dù hành tẩu tại ngựa xe như nước bên trong, lại không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Thiện duyên như thế có thể thực hiện, nhưng nhớ lấy chớ có cùng người này có quá nhiều ràng buộc, tại vĩnh hằng chân giới, nhưng có không ít bất hủ đế tộc xem Phương Thốn Sơn là địch. Tinh bà nhắc nhở. Nguyên Thanh Hành ừ một tiếng, nói Tinh bà, ngươi không cảm thấy, cái này Lâm Đạo Uyên quật khởi chi lộ rất có ý tứ a? Hắn thuở thiếu thời, quật khởi tại cái này Từ Diệu đế quốc, cho đến bây giờ, mới bất quá hơn 100 năm, đã là quan lại thiên hạ, danh chấn cửu thiên tuyệt đỉnh đại đế. Cái này coi như thật bất khả tư nghị. Tiểu thư nói không sai, giới này mặc dù đang tiến hành linh khí khôi phục, có thể căn bản là vô pháp cùng vĩnh hằng chân giới so sánh, cái này giống như ao nước nhỏ cùng uông dương đại hải khác biệt. Tinh bà nói, đặt tại vĩnh hằng chân giới, tại ngắn như vậy thời gian bên trong,
liền có thể tuyệt đỉnh thành đế, đã có thể xưng trên đời hiếm thấy, cũng chỉ có tại chấp trưởng thiên giai trật tự lực lượng bất hủ đế tộc bên trong, mới có thể đản sinh ra như thế khoáng thế chi tài. Có thể cái này Lâm Đạo Uyên, lại có thể tại bực này tiểu địa phương, dùng ngắn như vậy thời gian tuyệt đỉnh thành đế, cái này xác thực rất không thể tưởng tượng, từ đó cũng có thể nhìn ra, Phương Thốn Sơn dưới đáy uẩn cũng chú định không có khả năng đơn giản. Ta dám đoán chắc, cái này tinh không cổ đạo trên dưới, sợ cũng chỉ có Lâm Đạo Uyên một người tại đạo đồ bên trên có được như thế tạo nghệ. Nguyên Thanh Hành nói, sở dĩ, ta muốn thấy xem xét, hắn bực này nhân vật nếu là có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Tiểu thư, ngươi định làm gì? Tinh bà hỏi. Chỉ đường, Nguyên Thanh Hành thuận miệng nói. 7 ngày sau, Tử Cấm Thành. Tại Tâm Phong trước, Nguyên Thanh Hành một thân một mình xuất hiện. Nàng liếc qua kia trông nom ở trước sơn môn một chút truyền nhân, liền đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi vị trí. Gần như cùng một thời gian, một mực tỏa chấn tại Tẩy Tâm Phong bên trên Hắc Thủy Đạo Thể từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, vươn người đứng dậy. Sau một khắc, hắn thân ảnh bỗng xuất hiện ở trước sơn môn, mang theo kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thanh Hành, nói, không nghĩ tới, Nguyên cô nương lại chủ động tới thăm, lần này lại là vì chuyện gì? Không có chuyện gì, liền không thể đến à? Nguyên Thanh Hành tinh mâu tựa như liếm diếm thu thủy, lườm Lâm Tầm một chút, nói, ngươi không cần khẩn trương, ta lập tức liền muốn trở về vĩnh hằng chân giới, trước khi đi, muốn theo ngươi trò chuyện chút. Vạn phần hoan nghênh, Lâm Tầm cười lên, nói, ta cũng sớm có rất nhiều chuyện muốn cùng cô nương thỉnh giáo, mau mời. Nói, đi đầu dẫn đường. Nguyên Thanh Hành nhẹ gật đầu, đi theo phía sau. Trên đường đi, không biết bao nhiêu Nguyên Thủy Đạo Tông truyền nhân bị kinh đến. Một là kinh diễm tại Nguyên Thanh Hành dung mạo, thật là quá mức mỹ lệ. Một là kinh ngạc nàng là như thế nào lai lịch, lại có thể để tổ sư tự mình đón lấy, tự mình dẫn đường. Đối với cái này, Lâm Tầm không có giải thích, Nguyên Thanh Hành càng thản nhiên tự nhiên, không có chút rung động nào. Đừng nói loại trang diện này, đặt tại vĩnh hằng chân giới, liền là tại bất hủ đế tộc những đại nhân vật kia trước mặt, Nguyên Thanh Hành cũng tự có hắn kiêu ngạo, thong dong tự nhiên. Đỉnh núi, vân hải mờ mịt. Gió núi lưu động. Một gốc cổ thụ trước, Lâm Tầm cùng Nguyên Thanh Hành ngồi đối diện, ở giữa công văn bên trên, bày đặt nước trà cùng chân tu. Nơi đây cũng không tục, cư vạn đạo khởi nguyên chi hạch tâm, không ra trăm năm, hẳn là giới này đệ nhất đẳng danh sơn phúc địa. Nguyên Thanh Hành quan sát một chút bốn phía, thanh âm như leng keng suối nước êm tai. Cô nương quá khen. Lâm Tầm cười là đối phương châm trà, so với vĩnh hằng chân giới, bực này tiểu địa phương, sợ là kém xa tích tắp. Nguyên Thanh Hành một đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm trên thân, nói cái kia đạo hữu phải chăng có dự định tiến về vĩnh hằng chân giới đi một lần. Lâm Tầm gật đầu cười nói, sớm có dự định, nhưng tục sự quấn thân, một mực chưa từng biến thành hành động. Nguyên Thanh Hành vẻ đẹp, là một loại thực chất bên trong tỏa ra thanh quý, thanh nhã chi khí, dù cho là ngồi tại đối diện, vẫn như trước làm cho người ta cảm thấy mờ mịt không linh, khó có thể đụng chạm cảm giác. Liền phảng phất, nàng căn bản cũng không thuộc về mảnh này thiên địa, mảnh thế giới này. Khi đối mặt nàng, liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, nữ nhân này xác thực rất đặc biệt, loại tự tin kia trong lúc vô hình toát ra, là một đế cảnh nhân vật trên thân đều không thể có. Cái kia đạo hữu, biết nên như thế nào tiến về, Nguyên Thanh Hành hỏi. Lâm Tầm nhíu mày, lắc đầu nói, tạm thời còn không biết. Nói như vậy, ta lần này ngược lại là đến đúng rồi. Nguyên Thanh Hành lập tức cười. Thanh mỹ như vẽ trắng nõn khuôn mặt, chiếu rọi tại sáng chói sắc trời phía dưới, nổi lên một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Lâm Tầm kinh ngạc, xin chỉ giáo. Nguyên Thanh Hành nói, ta đến, chính là muốn vì đạo hữu chỉ điểm, nên như thế nào tiến về kia vĩnh hằng chân giới. Xin lắng tai nghe, Lâm Tầm nhiều hứng thú. Sau đó, Nguyên Thanh Hành liền đem việc này từng cái nói ra. Nguyên lai, vô luận là theo tinh không cổ đạo, vẫn là theo đại thiên thế giới bên trong cái khắc chủ vũ vị diện. Muốn tiến về bỉ ngạn, cũng chính là vĩnh hằng chân giới, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là tiếp dẫn. Cũng chính là bởi vĩnh hằng chân giới bên trong thế lực lớn xuất thủ, đi đón dẫn thế giới khác vị diện cường giả tiến về vĩnh hằng chân giới. Nhưng nói chung, vĩnh hằng chân giới bên trong thế lực gần như đều không muốn làm như thế. Bởi vì tiếp dẫn phương thức, cần trả giá cực kỳ đắt đỏ đại giới, dù cho là bất hủ đế tộc bực này quái vật khổng lồ, đơn giản cũng sẽ không như thế làm. Dựa theo Nguyên Thanh Hành thuyết pháp, tiếp dẫn ngoại giới tu đạo giả tiến về vĩnh hằng chân giới, phải bỏ ra đại giới chi đại, thậm chí so bồi dưỡng được một tôn đế cảnh nhân vật còn lớn hơn. Nếu không phải cực kỳ đặc thù thời điểm, tuyệt đối không có thế lực nào chọn đi đón dẫn ngoại nhân. Loại thứ hai phương thức,
thì là đi sông, đại thiên chiến vực, theo đại thiên chiến vực bên trong giết ra một đầu thông hướng vĩnh hằng chân giới đại đạo. Gọi là đại thiên chiến vực, liền là một phương vắt ngang tại vĩnh hằng chân giới cùng đại thiên thế giới ở giữa trụ vũ vị diện, tương tự một đầu lan tràn tinh không bên trên đường xá. Trên đường đi, quan ải trùng điệp, hung hiểm khó lường. Vô ngần tuế nguyệt bên trong, theo đại thiên thế giới khác biệt trụ vũ bên trong đi ra thông thiên cự phách, như muốn tiến về vĩnh hằng chân giới, gần như đều sẽ đi vượt quan. Nhưng chân chính có thể một đường thuận lợi theo, đại thiên chiến vực, giết ra, lại là không tới một phần ngàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này đại thiên chiến vực bên trong hung hiểm, đủ để uy hiếp được đế cảnh cửu trọng bên trong sở hữu cường giả. Đến mức, cái này vô ngần tuế nguyệt đến nay, trên con đường này, cũng là mai táng không biết bao nhiêu đại đế thi hài, kia đại thiên chiến vực mỗi một trọng cửa ải phù cận, đều bị đỏ thắm đê huyết nhuộm thành màu đỏ. Mà đế cảnh phía dưới cường giả, căn bản cũng không đủ tư cách tiến về đại thiên chiến vực. Vẹn vẹn trước đó đi đại thiên chiến vực trên đường đi chỗ tràn ngập hung hiểm, đều có thể đơn giản diệt sát đi đế cảnh phía dưới nhân vật. Cũng bởi vậy, đại thiên chiến vực lại được xưng làm là đế chi huyết đồ, sông đi qua, liền có thể tiến vào vĩnh hằng chân giới, đi cầu tắc kia bất hủ vĩnh hằng chi đạo. Sông không đi qua, cũng cuối cùng đem hóa thành đại thiên chiến vực bên trong khô cốt. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngẩn. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, tiến về vĩnh hằng chân giới, lại vẫn sẽ tao ngộ như thế hung hiểm khảo nghiệm. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, dù là chính là không có kia cấm kỵ trật tự lực lượng bao trùm tinh không cổ đạo, muốn vượt qua tinh không, tiến về kia bỉ ngạn vĩnh hằng chân giới, cũng không phải là tùy ý người đó liền có thể làm được. Theo sát lấy, Lâm Tầm liền nghĩ tới sớm tại trước đây ít năm liền rời đi đại sư huynh, tam sư tỷ, một đám phương thốn sơn sư huynh đệ. Bọn hắn phải chăng cũng sẽ trải qua đại thiên chiến vực hung hiểm. Còn có những cái kia năm đó từng chen chúc mà lên, thừa dịp cấm kỵ trật tự lực lượng biến mất thời điểm, cùng một chỗ tiến về bỉ ngạn những cái kia tu đạo giả. Kia trong đó, tuy có đế cảnh nhân vật, nhưng còn có rất nhiều đế cảnh phía dưới nhân vật, nếu là tiến vào đại thiên chiến vực. Cực có thể liền là cửu tử nhất sinh. Nguyên Thanh Hành tại uống trà, dáng vẻ thản nhiên. Lâm Tầm phản ứng, vốn là tại trong dữ liệu của nàng, trên thực tế, chưa từng đi vĩnh hằng chân giới người, khi biết đại thiên chiến vực tin tức về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều là sẽ cảm thấy áp lực. Thậm chí sẽ trực tiếp từ bỏ. Dù là cường đại như đế tổ, cũng đều không thể không nghĩ lại mà làm sao. Dù sao, đại thiên chiến vực thật quá nguy hiểm. Nửa ngày, Lâm Tầm dương mắt, nhìn về phía Nguyên Thanh Hành, cái sau đặt chén trà xuống, hỏi cảm giác như thế nào. Muốn tiến về vĩnh hằng chân giới, nhất định phải đi sông đại thiên chiến vực, Lâm Tầm nói. Nguyên Thanh Hành nói, như có được siêu thoát đế tổ cảnh tu vi, đối bọn hắn mà nói, xông qua đại thiên chiến vực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này khảo nghiệm là ai quy định, Lâm Tầm hỏi. Nguyên Thanh Hành ngơ ngẩn, rõ ràng không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy, nghĩ nghĩ, nàng lúc này mới nói ra từ xưa đến nay chính là như thế. Lâm Tầm nói, dùng vĩnh hằng chân giới bên trong những cái kia quái vật khổng lồ lực lượng, phải chăng có thể đem cái này đại thiên chiến vực phá hủy? Nguyên Thanh Hành lại sừng sốt một chút, rõ ràng không biết nên trả lời như thế nào. Đã thấy Lâm Tầm đã cười nói, ta chỉ là giả thiết thoáng cái, nếu là đem cái này đại thiên chiến vực xóa đi, chẳng khác nào không có một đạo bích chướng, kể từ đó, vô luận là ai, chẳng phải là đều có thể tự do tiến về vĩnh hằng chân giới. Điều này có thể. Nguyên Thanh Hành rõ ràng mắt ngưng tụ, nếu là như thế, vĩnh hằng chân giới bên trong các đại thế lực, sợ là đều đem đụng phải đến từ đại thiên thế giới khác biệt chủ vũ vị diện khiêu chiến. Chắc chắn sẽ vì vậy mà sinh ra vô số mầm tai vạ, đến lúc đó, vĩnh hằng chân giới sợ là không phải là đại loạn không thể. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, có lẽ, chính là bởi vì ngươi bây giờ nói tới những chuyện này, từ xưa đến nay, kia đại thiên chiến vực liền thành một cái tự nhiên bích chướng, ngăn cản lại vô số tu đạo giả bộ pháp, đồng dạng, cũng trở tại là vĩnh hằng chân giới bên trong các đại thế lực, bóp chết rất nhiều mầm tai vạ. Nguyên Thanh Hành kinh ngạc, lâm vào trầm mặc. Trước kia nàng, nhưng từ không có nghĩ qua vấn đề này. Thiết chí một đạo cánh cửa, ngăn cản hết thảy ý đồ xâm chiếm tự thân lợi ích nguy hiểm, cái này có lẽ mới là đại thiên chiến vực tồn tại chân chính giá trị. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, ai muốn hủy đi ngưỡng cửa này, có lẽ chẳng khác nào là cùng toàn bộ vĩnh hằng chân giới là địch, cái này có lẽ mới là đại thiên chiến vực có thể từ xưa kéo dài tồn đến nay nguyên nhân. Nguyên Thanh Hành không nhịn được hỏi, nếu thật như lời ngươi nói, theo ý ngươi, nên có được cỡ nào lực lượng mới có thể đạp nát ngưỡng cửa này. Lâm Tầm nói, ta đây tự không tốt tự mình đoán bừa,
nhưng tối thiểu cũng hẳn là có được có thể cùng toàn bộ vĩnh hằng chân giới đối kháng lực lượng a. Nguyên Thanh Hành lập tức cười, đạo hữu, trên đời này nhưng từ không ai có thể đi đối kháng toàn bộ vĩnh hằng chân giới, vô luận là lúc trước, hiện tại, vẫn là về sau, loại sự tình này chú định không thể lại phát sinh. Nói đùa cái gì? Vĩnh hằng chân giới, bao trùm đại thiên thế giới phía trên, bị coi là vĩnh hằng bất hủ chi địa, phân bố không biết bao nhiêu bất hủ đế tộc. Mà tại bất hủ đế tộc phía trên, càng có vĩnh hằng thần tộc tỏa chấn. Ai có thể đi chống lại? Như thật có loại người này, vĩnh hằng chân giới chỗ này có thể có được vĩnh hằng xương hào. Cho nên, tại Nguyên Thanh Hành xem ra, Lâm Tầm lời này, bản thân liền là một cái cực kỳ hoang đường giả thiết, nhất định là không có khả năng phát sinh. Lâm Tầm cũng cười cười, không còn nói vấn đề này, trước kia không có, về sau liền sẽ không có sao. Thật chưa chắc. Tốt, trà cũng uống, nói cũng đã nói, ta cũng nên rời đi. Nguyên Thanh Hành đứng dậy, một bộ xanh váy chập chờn, uyển chuyển tư thái tại Vân Hải bốc hơi bên trong như ẩn như hiện, bằng thêm thần bí mỹ cảm. Lâm Tầm đứng lên nói, nhanh như vậy muốn đi ta còn có rất nhiều chuyện muốn theo cô nương thỉnh giáo. Nguyên Thanh Hành hừ nhẹ, ngươi muốn biết, đều tại vĩnh hằng chân giới. Vì cái gì không tự mình đi nhìn một chút ta cũng sẽ không lại vào bẫy, nhưng ngươi lời nói chụp mũ ta. Lâm Tầm mỉm cười, ôm quyền nói, nếu như thế, kia Lâm mỗ tiểu chúc cô nương thuận buồm xuôi gió, bình an trở về nhà. Nguyên Thanh Hành nghĩ nghĩ, đem một cái mang theo người màu xanh nhạt túi thơm vứt cho Lâm Tầm, cái này túi thơm bên trong, nuôi dưỡng lấy một cái thanh tước, biết được đại thiên chiến vực các loại công việc, đưa ngươi. Lâm Tầm cầm trong tay, túi thơm bên trên thêu lên một cái kỳ dị minh văn, nguyên chữ. Sách trong tay, nhẹ như hồng lông, tản ra từng sợi thấm vào ruột gan mùi thơm. Vậy liền đa tạ cô nương. Lâm Tầm không có cự tuyệt, hắn về sau vốn là muốn đi trước Bỉ Ngạn đi một lần, nếu có bảo vật như vậy tương trợ, tuyệt đối có thể tiết kiệm mất không ít phiền phức. Nguyên Thanh Hành do dự một chút, vẫn là nói cái này túi thơm là ta tổ mẫu tự tay chỗ khe hở, ngươi cần phải giữ gìn kỹ, về sau nếu thật có thể tại vĩnh hằng chân giới gặp nhau, có thể nhất định phải trả cho ta. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đã thấy Nguyên Thanh Hành đã quay người, bằng hư trên Vân Hải, phù diêu mà đi, tựa tựa như một tia màu xanh thần hồng, chớp mắt không thấy tung tích. Chỉ có trong tay túi thơm, vẫn di tán lấy từng sợi mùi thơm. Nửa ngày, Lâm Tầm đem túi thơm thu hồi, trong lòng mơ hồ đã đoán ra, đối phương này đến, sợ sẽ là muốn cho chính mình tiến về kia vĩnh hằng chân giới đi một lần. Chỉ là, đối phương vì sao muốn làm như thế, lại làm cho Lâm Tầm có chút không chắc. Sắp chia tay tặng túi thơm. Giai nhân đã đi, tiểu sư thúc lại ngơ ngác xuất thần, chẳng lẽ khó có thể tiêu thụ mỹ nhân tri ân. Nơi xa, A Hồ chẳng biết lúc nào đi tới, hé miệng mà cười, nước nhuận sáng rực mắt đều cười thành một đôi nguyệt nha. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, lập tức cười lên, ta cùng nàng có thể kém chút trở thành cửu nhân, đâu có thể nào có cái gì ý khác. A Hồ a một tiếng, nói cái này từ xưa đến nay, nhưng từ không thiếu tương ái tương sát sự tình, huống chi, vì cô nương kia thanh nhã như lan, phong thái thắng tiên. Khó được chính là thực chất bên trong có một cỗ thanh quý chi khí, xem xét cũng không phải là tầm thường xuất thân, cái nào nam tử gặp có thể không thích tiểu sư thúc bị hắn hấp dẫn cũng bình thường nha. Lâm Tầm tức giận chừng nàng một chút, mù thêm loạn, còn có, ta không phải đã nói à, chớ có xưng ta tiểu sư thúc. A Hồ cười khanh khách, thanh thúy êm tai. Nếu bàn về tư sắc, A Hồ kỳ thực tuyệt không kém hơn Nguyên Thanh Hành, nàng chiếu cố tiên tử mỹ mạo, ma nữ mỹ hoặc, kia đặc biệt phong vận. Hôm nay đã sớm để Nguyên Thủy Đạo Tông không biết bao nhiêu nam nhi tin phục, lâm vào cuồng nhiệt không thể tự kềm chế ái mộ bên trong. Thậm chí, liền một chút lão gia hỏa đều không chịu đựng nổi, không dám con mắt đi cùng A Hồ đối mặt, chỉ sợ bị mê hoặc đạo tâm. Còn tốt, A Hồ cực kỳ hiếm thấy người, này mới khiến Nguyên Thủy Đạo Tông trên dưới, không đến mức bị ảnh hưởng đến. Nếu không, bằng vào mỹ mạo của nàng, hoàn toàn có thể hại nước hại dân. A Hồ, muốn hay không tiểu sư thúc cho ngươi tìm đạo lữ, Lâm Tầm bỗng nhiên nói. A Hồ chớp chớp vũ mị thủy linh con ngươi, tốt lắm, ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần miễn cưỡng có thể cùng tiểu sư thúc so sánh liền tốt. Lâm Tầm nghiêm túc suy nghĩ nói, cái này thật có chút khó khăn, bất quá, tại kia vĩnh hằng chân giới, hẳn là có như thế tuấn kiệt. A Hồ ngẩn ngơ, ngươi thật đúng là nghiêm túc. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, ngươi sự tình, ta thế nhưng là không dám không dụng tâm a. A Hồ lật ra cái lườm nguýt, tức giận nói, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, nên như thế nào an trí Cảnh Huyên cô nương cùng Hạ Trí cô nương đi. A, đúng, hiện tại lại thêm một cái đưa tặng túi thơm cô nương, ta ngược lại muốn xem, tiểu sư thúc ngươi có bao nhiêu đại năng nhịn, có thể hay không đưa các nàng từng cái an trí thỏa đáng.
Lâm Tầm vừa muốn lại nói cái gì, A Hồ đã cười hì hì quay người rời đi. Cười lắc đầu, Lâm Tầm cong người trở về nơi dừng chân chi địa. Thời quan như thoi đưa, vội vàng lại là 3 năm đi qua. Cái này một ngày, tại Thanh Liên bí cảnh, một tòa khởi nguyên thế giới bên trong. Oanh! Một đạo tựa như thiên địa sơ khai oanh minh vang vọng, thiên địa đều tùy theo kịch liệt rung động, vạn vật lay động. Tại chỗ rất xa địa phương, một đạo tuấn nhổ thân ảnh bỗng dưng mà lên. Ở sau lưng hắn, mơ hồ trong đó tựa như có một gốc thần thụ hư ảnh hiển hiện, thân thể thông thiên, chạc cây che khuất bầu trời, bên trên liên tiếp thiên vũ bên ngoài, dưới quán thông phía dưới mặt đất, tựa như giống như hỗn độn ức vạn thần hy rủ xuống, lộ ra chư thiên vạn tượng. Mà ở vào thần thụ trước đó Lâm Tầm, giống như sừng sững chư thiên vạn tượng bên trong duy nhất thần chi. Trước đó kia kinh thiên động địa oanh minh, chính là bởi một màn này hùng vĩ vô biên dị tượng chỗ sinh ra. Hồi lâu, thần thụ hư ảnh tiêu tán, thiên địa quy về yên tĩnh. Bằng hư mà đứng Lâm Tầm, lộ ra vẻ mừng rỡ. Xong rồi. Trải qua 4 năm tĩnh tâm cô đọng, rốt cục để hắn thành công ngưng tụ ra một gốc hỗn độn thụ mầm non. Lúc này, tại cái kia bản mệnh đế giới bên trong, một gốc xanh tươi ướt át cây nhỏ, cắm rễ ở thế giới trung ương, mới bất quá hơn một xích cao mà thôi, thân thể chỉ cánh tay trẻ con phẩm chất, chạc cây bên trên chỉ linh tinh chỗ mang theo một chút xanh bích như ngọc diệp mầm, óng ánh sáng long lanh. Có thể cái này cây nhỏ toàn thân trên dưới, lại tràn ngập liên tục hỗn độn khí, giao chức thành kỳ dị mà tối tăm pháp tắc lực lượng, bay lả tả lưu chuyển. Theo cây nhỏ tồn tại, toàn bộ bản mệnh đế giới, kia sơn hà biển hồ, nhật nguyệt tinh thần, một ngọn cây cọng cỏ đều tỏa ra một loại kỳ diệu rung động, tựa như có được linh tính cùng sinh mệnh. Cái này, liền là hỗn độn thụ mầm non. Bởi tứ đại thần mộc thần hồn nguyên căn cùng ngũ sắc diệu thổ, hỗn độn tức nhưỡng, một đám khoáng thế thần liêu cùng một chỗ ngưng tụ mà thành. Nó là một loại thần vật có thể xưng cổ kim hiếm thấy, là cổ xưa vãng kim đến làm đế tổ đều tha thiết ước mơ côi bảo, có thể nhìn chung cổ kim, khắp nơi lãm tinh không bên trên dưới, có thể ngưng tụ ra như thế thần vật, cũng là lác đác không có mấy. Có được nó, tựu giống như có được lĩnh hội hỗn độn pháp tắc cơ hội, theo cái này mầm non khỏe mạnh trưởng thành, liền sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều hỗn độn pháp tắc. Thần diệu nhất chính là, hỗn độn thụ mầm non đối với củng cố đạo hạnh, rèn luyện đại đạo căn cơ, còn có ích lợi cực lớn. Theo tu vi tăng lên, hỗn độn thụ mầm non cũng sẽ tùy theo trưởng thành, mà tại nó trưởng thành lúc chỗ lột xác ra hỗn độn khí tức, đồng dạng có thể trả lại cho bản mệnh đế giới, từ đó thúc đẩy Lâm Tầm một thân đạo hạnh đạt được một loại thăng hoa. Đây là một loại hỗ trợ lẫn nhau diệu dụng, nhất là lúc hỗn độn thụ chân chính trưởng thành, thậm chí có thể để Lâm Tầm bản mệnh đế giới có được hỗn độn sơ khai, dựng hóa vạn linh nội tình. Đương nhiên, làm Lâm Tầm mong đợi nhất, thật ra là một đầu hoàn chỉnh hỗn độn pháp tắc. 4 năm, hạt giống mà phát mầm, cho đến khi biến hóa là mầm non, rốt cục đem cây này cùng mình một thân đạo hạnh triệt để dung hợp, về sau, sớm muộn có lúc che khuất bầu trời. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy, mà bây giờ, cũng là thời điểm rời đi. Hết tập 147.